trương một thần châu đại địa, bắc mạc, băng tuyết tàn phá toàn bộ đại địa, quần sơn bao la, ngàn sông vạn suối đều trắng xóa, tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống, xa xa nhìn lại, thiên địa chỉ có một màu. Trên đường núi quanh co, có một thương đội đang nghỉ ngơi, gió tuyết quá lớn, xe ngựa đi lại khó khăn, không thể không chờ gió tuyết nhỏ chút lại lên đường. Nhìn, người kéo quan tài. Tiếng kinh hô của một hán tử trung niên đưa tới cả thương đội chú ý, mọi người tò mò ngẩng đầu nhìn lại, nhưng vừa nhìn, tinh thần liền chấn động. Gió tuyết cào thét, trời đất mông lung, trên sơn đạo xa xa, một bộ cổ quan hoàng kim thần bí như ẩn như hiện, dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cổ quan hoàng kim dài 2 mét, rộng và cao 1 mét, trên vách quan tài có khắc phù văn cổ lão. Phù văn tản giả u quang nhàn nhạt, nhạt, ngăn cách bông tuyết rơi xuống ở ngoài, nhìn cực kỳ quỷ dị. Để mọi người kinh ngạc còn có một điểm, là người kéo quan tài ở trước cổ quan. Đó là một thiếu niên, bộ dáng chỉ 14-15 tuổi thân trên của hắn xích lõa cong lưng hai tay nắm lấy hai xích sắt hàn thiết dùng bả vai khiêng xích sắt đang ra sức lôi kéo cổ quan tiến lên bằng thiên tuyết địa thiếu niên kéo quan tài hình tượng này quá trùng kích thị giác nhiếp tâm hồn người cổ quan hoàng kim ở đằng sau tản ra u quang chiếu dọi thân thể thiếu niên có chút mơ hồ thấy không rõ khuôn mặt mọi người tựa như thấy được một cổ thần kéo quan tài đi đến thiếu niên này trời sinh thần lực trung niên hán tử kia kinh hô rất nhiều người lấy lại tinh thần quan sát thiếu niên xác định trên người hắn không có bất kỳ huyền lực gì, thì không khỏi động dung. Quan tài liễu mộc bình thường đã nặng 3-400 cân, còn cổ quan kia dùng hoàng kim đúc thành, không cần nói ít nhất cũng hơn 3.000 cân. Thiếu niên không có huyền lực, vậy thì không phải là võ giả chân chính, trắng hắn bình thường coi như mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ có lực lượng 5-600 cân. Thiếu niên kia một người có thể kéo cổ quan nặng 3.000 cân, mặc dù nhìn có chút cố sức nhưng đã làm cho người kinh hãi tuổi còn trẻ dáng dấp tuấn tú lại đi kéo quan tài thiếu niên này muốn không may cả một đời sao một lão già cảm khái rất nhiều người nhao nhao gật đầu tán đồng mặc dù nghề kéo quan tài không phổ biến nhưng ở trong lịch sử bắc mạc ngẫu nhiên vẫn có nên mọi người đều hiểu một ít các đại gia tộc ở bắc mạc sau khi có tộc lão trọng yếu chết đi đều thích dùng quan tài hoàng kim an táng những quan tài kia cũng không chôn ở dưới đất mà an trí ở trên đỉnh băng sơn nghe nói như vậy có thể che chở con cháu trong tộc thời điểm gia tộc suy sụp hoặc gặp biến cố lớn gia tộc này sẽ tổ chức điển tế kéo quan tài tìm kiếm một băng sơn mới di tán đổi phong thủy đúc lại phúc ấm cho gia tộc như vậy liền xuất hiện người kéo quan tài kéo quan tài là sự tình tổn hại khí vận ở trong lòng rất nhiều người bắc mạc lúc kéo quan tài khí vận của mình sẽ bị thi thể trong quan tài hấp thụ tinh nguyên và tuổi thọ cũng sẽ bị hấp thu cả đời ốm đau hoặc vận rủi quấn thân nên ở bắc mạc kéo quan tài là nghề ti tiện nhất coi như tiền thuê lại cao võ giả tuổi trẻ cũng sẽ không làm, chỉ có võ giả già yếu, gia đạo xa sút mới có thể đi kéo quan tài. Thiếu niên kia ngũ quan đoan chính, thân cao trên 1m75, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, bắp thịt cuồn cuộn. Trên cổ mang vòng răng thú, nhìn cực kỳ giã tính, chỉ nhìn ngoại hình có thể nói rất không tệ. 14-15 tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, thần lực kinh khủng, điều kiện xem như rất tốt. Lại đi kéo quan tài. Hắn không sợ khí vận bị đoạt, tuổi thọ đại giảm, không may cả đời sao hán tử nhìn chằm chằm cổ quan hoàng kim, thoải mái nói, này tự hồ là tổ quan của liễu gia. Không sai, ta nghe nói gần đây liễu gia gặp phải đại biến, nên ra giá trên trời, còn lấy ra rất nhiều đan dược và huyền khí, mời người kéo quan tài. Xem ra thiếu niên này là bị dụ dỗ, không tiếc hao tổn khí vận và thọ nguyên tới kéo quan tài. Im lặng, người của liễu gia tới. Một lão giả đột nhiên nói, tất cả mọi người vội vàng im miệng, ánh mắt nhìn về phương xa. Ô ô, Nơi xa truyền đến từng tiếng dã thú gào thét, một đội võ giả mặc chiến giáp màu đen, cưỡi cự cử lang màu bạc cuồn cuộn lao tới, cự lang còn chưa tới gần, khí tức hung lệ trên người đã đập vào mặt. Ngân Lang vệ đội, quả nhiên là võ giả Liễu gia. Mọi người âm thầm gật đầu, phạm vi ngàn dặm xung quanh Vũ Lăng Thành, chỉ có một đội quân cưỡi Ngân Lang, đó là Ngân Lang vệ đội mạnh nhất của Liễu gia. Ngân Lang vệ đội đuổi tới sau lưng thiếu niên thì ngừng lại, một trung niên ở phía trước nhất tay cầm trường tiên, nhìn thiếu niên quát lệnh nói, "Lục Ly, đi nhanh chút!" trước khi trời tối không kéo đến hắc ưng lĩnh, ngươi sẽ không có bất kỳ thù lao nào. Thiếu niên tên Lục Ly ngẩng đầu nhìn, bị mười mấy ngân lang cao dài một mét hai mét vây quanh, hắn lại không chút e ngại, gật đầu nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đến trước, lúc trời tối. Đi. Đại hán quát khẽ một tiếng, mang theo ngân lang vệ đội lao nhanh, nhanh chóng biến mất ở trong núi lớn mênh mông. Lục Ly nhìn thương đội dừng lại ở phụ cận, tiếp tục trầm mặc kéo quan tài tiến lên. Hai tay hắn nắm xích sắt, dùng bả vai khiêng ra sức tiến lên mỗi bước ra một bước đều cực kỳ gian nan bắp thịt toàn thân rung động nhưng bước chân của hắn không hề dừng lại một chút nào rất nhanh đã vượt qua thương đội đi đến nơi xa thật nặng đi về phía trước vài dặm sau khi lên một cái dốc đứng lục ly ngừng lại hắn mệt mỏi thờ hồng hộc thời tiết giá lạnh như thế lại mồ hôi nóng nhễ nhại có thể tưởng tượng thể lực của hắn tiêu hao rất lớn hắn muốn nghỉ ngơi một lúc sau khi kê cổ quan cẩn thận hắn ngồi ở trên một tảng đá từ trong bao bố sau lưng lấy ra nước sạch và thịt khô, ăn uống bổ sung thể lực. Còn có hơn 10 dặm, trước khi trời tối hẳn có thể chạy đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ăn xong mấy khối thịt khô, nhìn một cái sắc trời, ánh mắt của hắn rất nhanh biến hóa sáng lên, tự nhủ, kéo một quan tài có thể đổi một viên thuốc, không biết thối thể đan của liễu gia có như trong truyền thuyết hay không, một viên có thể gia tăng 500 cân lực lượng. Nếu thật có thể gia tăng 500 cân lực lượng, bây giờ ta có ba ngàn cân khí lực chỉ cần kéo mười mấy quan tài là có thể được vạn cân cự lực khi đó sẽ thức tỉnh huyết mạch chờ ta thức tỉnh huyết mạch trở thành chiến sĩ huyết mạch cường đại nhìn trong bộ lạc ai còn dám khi dễ tỉ tỉ hắc hắc ta có thể để tỉ tỉ sống thoải mái hơn rất nhiều nghĩ tới đây khuôn mặt mệt mỏi của lục ly tỏa ra ánh sáng nhanh chóng đứng dậy kéo quan tài tiến lên lần này bước chân của hắn càng thêm vững vàng và nhanh chóng xa 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 đi về phía trước vài dặm đằng sau vang lên thanh âm lục ly quay đầu nhìn sắc mặt hơi ảm đạm phía sau cũng là một người kéo quán bất quá lại là lão giả lão giả này nắm lấy xích sắt trên tay lóe lên đạo đạo bạch quang trên chân mơ hồ cũng có bạch quang lưu chuyển tốc độ kéo quan tài của hắn rất nhanh hơn xa lục ly đang nhanh chóng tới gần huyền lực lục ly hâm mộ thì thào bạch quang là huyền lực chỉ võ giả mới có võ giả nắm giữ huyền lực Lực lượng sẽ tăng lớn hơn nhiều, lão giả kia vận dụng huyền lực nên mới bước đi như bay, nhẹ nhõm kéo cổ quan đi. Lão già đuổi kịp Lục Ly, hắn nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, "Tiểu gia hỏa, sao ngươi cũng đi kéo quan tài? Việc này rất hao tổn khí vận. Ngươi còn trẻ, không nên vì một chút lợi nhỏ mà hủy tiền đồ." Lục Ly mỉm cười, cũng không nói gì, lão giả nhìn hắn vài lần, cảm thấy mình không cần quản nhiều như vậy, nhanh chóng kéo quan tài đi xa chờ lão giả đi xa lục ly mới cười khổ thở dài tiền đồ ta không thể tu luyện huyền lực không cách nào bước vào đại môn võ đạo nếu như lại không thức tỉnh huyết mạch như vậy còn có tiền đồ gì đáng nói chỉ có cả đời tầm thường mỗi ngày bị người khi dễ liên lụy tỉ tỉ chịu khổ theo không đây không phải sinh hoạt ta muốn nghĩ tới đây sắc mặt của lục ly trở nên vặn vẹo hắn nổi giận gầm lên một tiếng cắn răng nhanh chóng kéo quan tài tiến lên gió tuyết càng lúc càng nhiều sắc trời dần dần lờ mờ trong sơn đạo minh mông cổ quan hoàng kim phát ra u quang như ẩn như hiện nhìn quỷ mị mà lạnh lẽo nhanh 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 dưới hắc ưng lĩnh lục ly liều mạng chạy nhanh trời đã sắp tối rồi nếu hắn còn không kéo lên đỉnh núi sẽ không có thù lao lôi kéo cổ quan ba ngàn cân chạy hơn nửa ngày bắp thịt toàn thân lục ly ẩn ẩn đau nhức hai chân run lên giờ phút này lại là đường lên núi nên càng thêm phí sức hắc ưng lĩnh rất cao sơn đạo quanh có dài tới hai ba dặm mặc dù không tính dốc đứng, nhưng muốn lên dốc lại rất phí sức, hơn nữa trên đường núi đều là tuyết đọng, một cái sơ sẩy trượt chân, cổ quan sẽ trượt xuống. Một khi ngã lật, không nói không có thù lao, còn có khả năng bị phạt. Hát, lục ly trầm hống vài tiếng, tựa như một con dã thú gào thét. Cơ bắp toàn thân hắn căng cứng, con mắt bị mồ hôi ướt nhẹp, phía trước mơ hồ, nhưng hắn vẫn từng bước tiến lên vững vàng. Kiên trì, ta nhất định phải kiên trì. Rất nhiều lần lục ly muốn từ bỏ, hai chân nặng nề như đổ trì nhưng nghĩ đến thối thể đan hắn cắn răng kiên trì từng bước một trèo lên đỉnh núi suy đột nhiên lục ly hai chân bị trượt té ngã trên đất to lớn cổ quan lập tức đổ trượt xuống hắn sắc mặt đại biến giống như cổ quan ngã lật hậu quả khó mà lường được hát hắn hét lớn hai tay quấn xích sắt vài vòng sau đó mười ngón gắt gao chộp mặt đất đồng thời hai chân dùng sức đạp đá vững chắc thân thể chậm lại xung lực to lớn của cổ quan sau khi lui về hai ba mét lục ly giữ vững thân thể cổ quan đình chỉ trượt xuống mà hai đầu gối hai tay của hắn bởi vì ma sát mặt đất làm cho làn da sưng đỏ máu tươi ẩn ẩn tràn ra hô hô sau khi xác định sẽ không trượt nữa lục ly thở từng ngụ bị chút thương tích không có gì chỉ cần quan tài không ngã lật đã là vạn hạnh nếu không hôm nay sẽ toi công bận rộn nghỉ ngơi một lát hắn tiếp tục tiến lên ở trước khi đêm đen đến rốt cục đã tới đỉnh núi nhìn trên đỉnh núi xếp mười mấy bộ cổ quan tản ra u quang, lục ly như chút được gánh nặng thở dài. Đỉnh núi rất rộng rãi, hai bên trái phải nhô ra, thoạt nhìn như một con hùng ưng dương cánh bay lượn, từ đó được mệnh danh là Hắc ưng lĩnh. Trước kia dãy núi này là mộ địa của một bộ lạc, sau bị liễu gia cưỡng ép chiếm đoạt. Liễu gia xem như bá chủ vũ lăng thành, bộ lạc và gia tộc ở trong phạm vi ngàn dặm đều phải nghe lệnh của liễu gia, chiếm lấy một sơn lĩnh cũng không tính là gì. Đỉnh núi có rất nhiều người, có hộ vệ cưỡi ngân lăng canh giữ, có đại sư xây dựng trận pháp, cũng có lão giả kéo quan tài xong chờ nhận tiền thuê hoặc đan dược. Người kéo quan tài này trẻ tuổi như vậy. Một thiếu nữ ngồi trên ngân lang, người mặc áo lông trồn xinh đẹp, thiếu nữ tuổi tầm 18-19, trong tay cầm một cái roi màu bạc, uy phong lẫm liệt, quý khí bức người. Nàng nhìn thấy lục ly thì có chút sửng sốt, trẻ tuổi như vậy liền đi kéo quan tài. Lục ly cởi trần thân trên, tuổi trẻ tuấn tú, cơ bắp trắng kiện, ngoại hình rất không tệ, nhất là khí thức dã tính kia, có lực hút vô hình với nữ tử. Đúng vậy, di tiểu thư. Thống lĩnh hộ vệ liễu vũ ở bên cạnh đáp lời, người kéo quan tài khó tìm, mặc dù lục ly này không phải võ giả, nhưng trời sinh thần lực. Hắn tự nguyện kéo quan tài, thuộc hạ liền tự ý làm chủ. Di tiểu thư thu hồi ánh mắt, đối với nàng mà nói, ngay cả huyền lực cũng tu luyện không ra, dạng người này nhất định là phế vật, chỉ xứng làm việc nhất ti tiện, tỉ như kéo quan tài. Lục Ly kéo cổ quan đến vị trí chỉ định, hắn nghỉ ngơi một hồi, mới từ trong bao bố phía sau lấy ra một cái áo bông màu đen mặc vào. Hắn cũng không phải hoàn toàn không sợ giá lạnh, mà là lúc kéo quan tài, hắn cần dùng hai vai khiêng, rất dễ làm hỏng cầm áo. Mỗi một bộ y phục đều là tỉ tỉ tân tân khổ khổ may ra, hắn không nỡ làm hư. Chờ một lát, đằng sau lại tới mấy người kéo quan tài, Lục Ly đếm thử, cộng thêm hắn hết thảy 17 người. Những người còn lại đều là võ giả lão niên, ít nhất cũng hơn 50 Xem ra nghề kéo quan tài này ở Bắc Mạc thực không có người trẻ tuổi nào làm. Được rồi, tới nhận lấy thù lao. Liễu Vũ từ trên lưng ngân lang nhảy xuống, hắn đi đến trước mấy người kéo quan tài, nhìn một lão giả hỏi, 200 vàng lá, Huyền Linh đan, Thối thể đan, Huyền khí nhân giai nhất phẩm, ngươi chọn cái nào? Lão giả kia rất xác định nói, Huyền Linh đan. Liễu Vũ từ trong ngực lấy ra hai cái hộp ngọc ném qua, hôm nay lão giả này kéo hai quan tài Hắn là võ giả, mặc dù là huyền vũ cảnh cấp thấp nhất, nhưng khí lực lại lớn hơn Lục Ly rất nhiều. Ngươi thì sao? Liễu Vũ nhìn về phía một lão giả khác, người kia cực kỳ xác định nói, đại nhân, ta cũng muốn hai viên huyền linh đan. Mấy người còn lại đều lấy huyền linh đan, Liễu Vũ cũng không ngoài ý muốn. Những lão giả này hoặc là huyền vũ cảnh trung kỳ, hoặc huyền vũ cảnh hậu kỳ, rõ ràng là muốn mượn huyền linh đan trùng kích cảnh giới kế tiếp. Nếu như có thể đột phá đến thần hải cảnh, tuổi thọ của bọn hắn sẽ tăng trưởng chiến lược tăng vọt lục ly ngươi thì sao đến phiên lục ly liễu vũ dò hỏi lục ly rất khẳng định nói ta muốn thối thể đan thối thể đan liễu vũ nhướng mày các lão già ở bên cạnh đều lắc đầu liễu vũ trầm ngâm một lát mới nói lục ly mặc dù thối thể đan có thể rèn luyện nhục thể tăng cường lực lượng nhưng ngươi cần phải minh bạch chỉ có một thân man lực là vô dụng trở thành võ giả huyền lực mới là căn bản không bằng ngươi đổi vàng lá trở về cải thiện sinh hoạt đa tạ đại nhân ta chỉ muốn thối thể đan lục ly kiên định nói liễu vũ không có nhiều lời nữa lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng ném qua lục ly mở ra phát hiện bên trong là một viên đan dược màu vàng khuôn mặt không khỏi mừng rỡ ngớ ngẩn di tiểu thư nhìn thấy vẻ cực nóng trong mắt lục ly đùa cợt cười một tiếng dưới cái nhìn của nàng lục ly căn bản không hiểu tu luyện huyền vũ thần hải hồn đàm minh luân bất diệt quân hầu nhân hoàng đây là cảnh giới tu luyện của võ giả bắc mạc mỗi tăng lên một cảnh giới chiến lực đều sẽ tăng vọt cường giả có thể phá vỡ dãy núi có thể săn bằng thành trì đưa tay hủy thiên diệt địa trở thành cường giả có thể nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng có thể nhất phi trùng thiên vinh hoa phú quý hưởng không hết có thể trở thành thành chủ vực chủ thậm chí nhân hoàng nhưng hết thảy đều xây dựng ở trên cơ sở huyền lực không thể tu luyện ra huyền lực không cách nào đột phá huyền vũ cảnh hết thảy đều là trăng trong nước hoa trong gương Lục Ly đã 14-15 tuổi, còn không cách nào tu luyện huyền lực, có thể thấy tư chất rất thấp, đời này khó tiến vào cánh cửa võ đạo. Đã như vậy, hắn còn muốn thối thể đang làm gì? Coi như tu luyện khí lực tới vạn cân thì thế nào? Không nói võ giả thần hải cảnh, coi như huyền vũ cảnh đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn, còn là miểu sát. Tốt, phân phát hoàn tất, liễu vũ vung tay lên nói, mọi người về nghỉ ngơi đi, nếu còn muốn kéo quan tài, thì tới đoạn nhận lĩnh. Trời đã tối hẳn, mọi người sớm muốn rời đi, nghe vậy liền nhao nhao xuống núi. Bắp thịt cả người Lục Ly đau nhức, hai chân nặng nề, nhưng lòng chỉ muốn về, hắn nhanh chân phi nước đại, rất nhanh đã biến mất khỏi Hắc Ưng Lĩnh. Lục Ly là đệ tử của Địch Long bộ lạc, ở phía nam Hắc Ưng Lĩnh 30 dặm. Hắn nắm lấy hộp ngọc phi nước đại, tốn hao một canh giờ, rốt cục chạy tới bộ lạc. Mặc dù rất mỏi mệt, nhưng hắn lại không dám nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết rõ, Tỷ Tỷ khẳng định sẽ ở ngoài bộ lạc chờ hắn về. Quả nhiên ở ngoài hàng rào, Lục Ly thấy được một bóng trắng mảnh mai. Nhìn thân ảnh bị tuyết lớn bao trùm biến thành người tuyết kia, lòng Lục Ly chua sót, ở thật xa liền giống to, tỉ tỉ, đệ trở về. Người tuyết động đó là một thiếu nữ 18-19 tuổi, mặc áo choàng, khuôn mặt tái nhợt càng thêm tuyệt mỹ, hơn xa Liễu Gia Di tiểu thư không biết bao nhiêu lần. Bất quá tay trái của nàng chống một cây quải trượng, tựa hồ đi đứng có chút bất tiện. Nghe được thanh âm của Lục Ly, sắc mặt nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt tựa như một đóa tuyết liên hoa nở rộ, đẹp đến làm người ngạt thở. Tỷ tỷ, đệ không phải nói tỷ không cần chờ đệ sao? Lục Ly nhanh chân đi đến, bắt lấy bàn tay lạnh buốt của tỷ tỷ, mang theo trách cứ nói, thân thể tỷ yếu như vậy, vạn nhất ngã bệnh thì làm sao bây giờ? Thiếu nữ cười một tiếng, yêu chiều nhìn Lục Ly, khẽ nói, ta không yên lòng đệ. Về nhà đi, tỷ tỷ làm thịt hươu hầm đệ thích ăn nhất. Vâng. Lục Ly nhách miệng cười, đỡ lấy thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ chống quải trượng, Khập Khảnh đi lại, một cái chân rõ ràng ngắn hơn một chút. Có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, lại là một người thọt. Lục Ly trời sinh thần lực, nhưng không cách nào tu luyện huyền lực, xem ra lão thiên cũng không yêu mến đôi tỷ đệ này. Gió tuyết quá lớn, thời tiết giá lạnh, tộc nhân của bộ lạc đã sớm vào nhà nghỉ ngơi. Lục Ly và tỷ tỷ đi qua hơn phân nửa bộ lạc, cũng không gặp được một người. Hai người đi vào một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh ở phía đông, ngôi nhà này rất rách nát, chỉ có ba gian phòng gạch. Lục Ly đỡ lấy tỷ tỷ tiến vào phòng giữa, đốt lên ngọn đèn mở tối, lửa than lốp bốp, nghe rất ấm áp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Tỷ tỷ, tỷ nhanh ngồi xuống. Lục Ly đỡ tỷ tỷ ngồi xuống, rót cho nàng một cốc nước nóng, lúc này mới ngồi xuống bàn ăn như hổ đói. Bữa tối cũng không phong phú, chỉ có hai món một mặn một chay, bất quá cơm lại rất nhiều. Tỷ tỷ Lục Linh giống như đã ăn trước, ngồi ở một bên nhìn Lục Ly ăn, nàng bỏ áo choàng đi mái tóc đen nhánh rủ xuống khuôn mặt tuyệt đẹp thủy trung ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt ánh nến chiếu dọi tựa như tiên tử trong tranh lục ly là thực đói bụng hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn hắn quét sạch tất cả đồ ăn lúc này mới vui vẻ đứng lên tỷ tỷ đây là thối thể đan từ trong ngực lấy ra hộp ngọc đưa tới lục linh tiếp nhận nhìn mấy lần còn dùng cái mũi ngửi ngửi gật đầu nói đích thật là thối thể đan không có gì bất ngờ xảy ra sau khi dùng đệ hẳn có thể gia tăng bốn năm trăm cân khí lực lát nữa đệ dùng đi, tương lai kéo quan tài sẽ không phí sức như vậy nữa. Tỷ, lục ly cao mày, trầm giọng dò hỏi, tỷ xác định, trời đệ có vạn cân cự lực, nhất định có thể thức tỉnh huyết mạch. Vũ lăng quận lớn như vậy, chiến sĩ huyết mạch chưa tới 30 người nha. Sự tình huyết mạch, lục ly có nghe nói một ít, dân gian bắc mạc cũng có rất nhiều truyền thuyết. Nghe nói trong cơ thể tất cả nhân tộc đều có chút ít huyết mạch thần tộc thượng cổ, thông qua nghi thức đặc thù có hy vọng thức tỉnh dòng máu của thần, trở thành chiến sĩ huyết mạch cường đại còn có thể đạt được thần kỹ thần kỳ trong huyết mạch. Tộc trưởng Liễu Gia, bá chủ Vũ Lăng Quận là một chiến sĩ huyết mạch cường đại, còn là huyết mạch tứ phẩm, nắm giữ thần kỹ huyết mạch viêm hỏa. Chính bởi vì hắn là chiến sĩ huyết mạch, mới có thể dẫn dắt Liễu Gia trở thành bá chủ của Vũ Lăng Quận. Bất quá thức tỉnh huyết mạch không phải dễ dàng như vậy, 10 vạn người có thể thức tỉnh một người đã không tệ rồi. Mấy chục năm qua, trong trăm vạn con dân Vũ Lăng Quận, có thể thức tỉnh huyết mạch nhị phẩm trở lên, chỉ có hơn 10 người do đó, lục ly đối với mình có thể thức tỉnh huyết mạch là cực kỳ hoài nghi. hắn ngay cả huyền lực cũng không thể tu luyện, làm sao có thể thức tỉnh huyết mạch? nếu như không phải này là lục linh nói, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. có thể, để nhất định có thể. lục linh cực kỳ xác định gật đầu, nói, coi như 10 vạn người, trăm vạn người không thể thức tỉnh huyết mạch, để lại nhất định có thể. tin tưởng tỷ. câu nói này trước kia lục linh đã nói. lục ly dừng một chút, nhíu mày nghiêm túc hỏi, vì cái gì? Tỷ tỷ, có thể nói cho đệ biết nguyên nhân không? Không thể." Lục Linh lắc đầu, nói, "Có một số việc bây giờ đệ biết rõ ngược lại không tốt. Chờ đệ thức tỉnh huyết mạch, ta sẽ nói cho đệ biết. Chỉ cần đệ nhớ kỹ, đạt tới vạn cân cự lực, đệ tuyệt đối có thể thức tỉnh huyết mạch, còn là huyết mạch cực kỳ cường đại. Đồng thời đến lúc đó đệ cũng có thể tu luyện huyền lực." "Cái gì?" Thân thể Lục Ly chấn động, mặt mũi không dám tin. Từ nhỏ đến lớn, hắn tu luyện rất nhiều lần, cũng không thể tu luyện ra một tia huyền lực hiện tại lục linh lại chắc chắn như thế nói sau khi huyết mạch thức tỉnh hắn có thể tu luyện huyền lực đừng hỏi nữa nghe tỉ là được lục linh đứng dậy chống quải trượng đi đến gian phòng của mình ở cửa ra và quay đầu nói sau khi dùng thối thể đan thì đi ngủ sớm đi ngày mai còn phải kéo quan tài nữa đúng rồi thối thể đan sẽ khiến đệ có chút khó chịu chịu đựng qua thì sẽ không sao lục linh chống quải trượng rời đi lục ly đứng ở bên bếp lửa than còn yên lặng suy nghĩ những lời lục linh nói huyền lực sau khi huyết mạch thức tỉnh, hắn có thể tu luyện huyền lực, có thể bước vào huyền vũ cảnh, mở ra đại môn võ đạo, trở thành một võ giả chân chính. Ở Bắc Mạc, ai không muốn trở thành võ giả, ai không muốn trở thành cường giả uy chấn bát phương, ai không muốn trở nên nổi bật, nắm giữ vinh hoa phú quý hưởng không hết? Luyện hóa thối thể đan. Lục Ly vội vàng đi ra ngoài, tiến vào gian phòng của mình. Hắn ngay cả tắm rửa cũng không để ý, lấy ra thối thể đan trực tiếp nuốt vào sau đó uống mấy ngụm nước, ngồi dưới đất khẩn trương chờ đợi. Lục Linh nói luyện hóa thối thể đan sẽ có chút khó chịu, Lục Linh nghĩ đến đan dược có thể gia tăng mấy trăm cân khí lực, nuốt vào thân thể chắc chắn sẽ có chút phản ứng đặc thù. Nóng. Quả nhiên, rất nhanh, Lục Ly cảm thấy thân thể có dị dạng, một dòng nước nóng tự yết hầu khoách tán toàn thân, cả người ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Ách. Sau một lúc lâu, Lục Ly phát hiện không thích hợp, bởi vì thân thể càng ngày càng nóng, cả người tựa như bị ném vào trong nước sôi, làn da toàn thân bắt đầu đỏ lên. Nhị, lục ly cắn răng kiên trì, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay nắm một khúc gỗ, một tay che miệng không để cho mình phát ra âm thanh. Lục linh ở gian phòng bên cạnh, lục ly không muốn nàng lo lắng. Ô ô, theo thời gian trôi qua, tầm một nén nhang sau, lục ly cảm giác không phải ngâm trong nước sôi, mà như bị ném vào trong lò lửa nướng, nóng đến để cho người ta chịu không được. Hắn liều mạng che miệng, cái tay còn lại gắt gao siết khúc gỗ, gỗ đào cứng rắn bị hắn bóp biến hình, năm ngón tay hãm vào thật sâu. Tích tích, giọt giọt mồ hôi từ trên trán hội tụ thành dòng trôi xuống, quần áo toàn thân lục ly ướt đẫm, mặt nổi gân xanh, cả khuôn mặt biến hình. Ba, ba nén hương sau, khúc gỗ không chịu nổi gánh nặng, bị lục ly bóp nát. Giờ phút này hắn cảm giác nhiệt độ toàn thân bắt đầu giảm xuống, cả người như chút được gánh nặng, há miệng thở hổn hển. Hai nén nhang sau, nhiệt độ trong thân thể triệt để khôi phục bình thường, toàn thân lục ly giống như hư thoát hắn cái gì cũng không quan tâm bò lên giường bịt kín chăn mền nằm ngáy o o hô chờ lục ly chìm vào giấc ngủ ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh thở dài rất nhỏ lục linh đứng ở ngoài cửa sổ toàn thân bị bông tuyết bao trùm chứng minh đã đứng ở chỗ này thật lâu nàng nhìn vào trong cửa sổ khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt chống quài trượng khập khiễng đi vào gian phòng của mình lục linh không biết là sau một lát vòng răng thú đeo trên cổ lục ly phát sáng, tản mát ra bạch quang yếu ớt, lóe lên như con đom đóm trong bầu trời đêm. Lục ly đã sớm ngủ say, căn bản không biết vòng răng thú hắn đeo mười mấy năm còn biết phát sáng. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, lục ly tỉnh lại, mỗi ngày hắn đều tỉnh lại vào lúc này, đã hình thành đồng hồ sinh học ổn định. Vòng răng thú đã sớm khôi phục như trước, cổ phát ố vàng, giống như một cái răng nanh dã thú bình thường. Ui, thối quá! Hắn ngửi được một mùi tanh hôi, vội vàng đứng lên phát hiện toàn thân cáu bẩn, ngay cả chăn mền cũng vậy. Cái này, hắn mơ hồ đứng lên, nghĩ một lát đột nhiên vung quyền, tiếng rít gào vang lên, đôi mắt của hắn chớp mắt phát sáng. Lực lượng tăng lên một ít, thối thể đan hữu dụng. Chẳng lẽ những cáu bẩn này là tạp chất trong thân thể ta? Đan dược rèn luyện huyết nhục của ta. Lục Linh nghĩ một lát, mặt mũi tràn đầy phấn chấn cô cô quả đấm nói, lực lượng tăng lên bao nhiêu? Lên núi khảo nghiệm liền biết không để ý tới giặt rửa rừng chiếu lục ly vội vàng ra khỏi phòng hắn từ hậu viện nhẹ nhàng nhảy lên chạy tới hậu sơn chạy hết tốc lực vài dặm lục ly tới phụ cận một cự thạch hình tròn hắn nhìn xung quanh vài lần xác định không người hai tay nắm cự thạch nâng lên sau đó dơ cao cự thạch chạy như điên ở trong núi rừng đường kính cự thạch dài hơn một mét trọng lượng ít nhất hơn hai ngàn cân bất quá ở trong tay lục ly lại cảm giác như giấy hắn dơ cao cự thạch phi nước đại ở trong núi rừng tốc độ như gió, giống như một cự thú. Hình người, chạy hơn 10 dặm, lục ly tới một sơn cốc, bên trong có một đầm nước, trên đầm nước là một thác nước như ngân hà đổ ngược, phong cảnh rất đẹp. Oanh, lục ly ném cự thạch ở bên đầm nước, mặt mũi tràn đầy hưng phấn giống lên, 500 cân, lực lượng của ta tăng lên 500 cân, thối thể đan thật có hiệu quả. Ha ha, vạn cân cự lực ở trong tầm tay. Một viên đan dược ra tăng 500 cân khí lực, thối thể đan đặc thù của liễu gia quả nhiên thần kỳ. Lục Ly rất kinh hãi, hắn khổ luyện 7 năm mới có 3.000 cân cự lực. Hiện tại qua một đêm, liền tăng lên 500 cân, này để trong lòng hắn khó mà bình phục. Trên thực tế Lục Ly cũng không biết, thối thể đan chỉ là đan dược nhân phẩm bình thường, nếu như dùng đan dược thiên phẩm, đoán chừng một viên có thể tăng lên vạn cân cự lực. Bất quá đối với võ giả chân chính mà nói, rèn luyện nhục thân là có cũng được mà không có cũng không sao. Mỗi tăng lên một cảnh giới, nhục thân đều sẽ tăng lên trên diện rộng tỷ như võ giả huyền vũ cảnh sơ kỳ chỉ có 3.000 cân cự lực, đến huyền vũ cảnh đỉnh phong lại có thể nắm giữ vạn cân cự lực, đột phá thần hải cảnh càng khủng bố hơn. Do đó, liễu gia di tiểu thư thấy lục ly lựa chọn thối thể đan mới nói hắn ngớ ngẩn. Đối với võ giả chân chính mà nói, chỉ có man lực là không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể nhẹ nhõm miểu sát. Huyền lực mới là căn bản của võ đạo, nắm giữ huyền lực liền có thể thi triển thần kỳ huyền kỹ, có thể diễn hóa ra mọi loại thần thông, phá núi liệt địa hủy diệt thành trì, diệt sát huyền thú mạnh mẽ cũng không nói chơi. Tu luyện, lát nữa lại đi kéo quan tài. Nghỉ ngơi một hồi, ánh mắt lục ly nóng rực. Vốn hắn cũng có chút kháng cự việc kéo quan tài. Nghe nói kéo quan tài sẽ hấp thụ khí vận và thọ nguyên, để cho người ta không may một đời. Giờ khắc này lục ly lại rất khát vọng, hận không thể một ngày kéo mấy quan tài. Kéo quan tài liền có thối thể đan, có thể đột phá vạn cân cự lực, có thể thức tỉnh huyết mạch, có thể tu luyện ra huyền lực, có thể mở ra một cánh cửa hy vọng một thông thiên chi lộ. Lục Ly nhanh chóng cởi áo quần, chỉ còn một cái quần lót. Nghĩ nghĩ hắn lại lấy vòng cổ xuống, tỷ tỷ nói đây là vật kỷ niệm duy nhất phụ thân lưu cho hắn, hắn không muốn bị nước muốn đi. Hắn xuống hồ nước, nhanh chóng bơi về phía thác nước. Nhiệt độ nước cũng không tính lạnh, hắn ở sơn cốc này đã tu luyện 7 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, hết thảy đều xe nhẹ đường quen. Thác nước rất dài, tới mấy trăm mét, thủy thế cực kỳ mãnh liệt hai cánh tay hắn nhanh chóng vẩy nước, ở trong nước lan lộn gào thét tiến lên. Sau khi tới gần thác nước, hai cánh tay của hắn đột nhiên kích mặt nước, hai chân đạp mạnh, cả người như cá mập bay vụt lên, xông vào trong thác nước, đứng ở trên một tảng đá trong thác nước. Thác nước cao vài trăm mét mưa như chút xuống, nước sông băng lãnh hóa thành thủy long gào thét đập tới, lực lượng này cực kỳ khủng bố, dù là cự thạch nặng mấy trăm cân, đoán chừng cũng sẽ bị nhẹ nhõm cuốn đi. Lục ly tựa như định hải thần châm sừng sững ở trên cự thạch, Mặc cho thủy long nện ở trên người hắn không nhúc nhích chút nào. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, hai chân có chút uốn lượn, thân thể vững như bàn thạch. Hát. Sau một lát, Lục Ly từ trong khe hở vách đá rút ra một thanh trường đao, mãnh liệt bổ chém thác nước. Hắn bổ trường đao căn bản không có bất luận trương pháp gì đáng nói, càng không có chiêu thức huyền diệu, chỉ đơn giản bổ ra mà thôi. Bất quá, đao pháp của hắn rất nhanh, nhanh như hồng quang, nhanh đến mức căn bản thấy không rõ chỉ nháy mắt hắn đã đánh ra ba đao, đây còn là dưới tình huống gánh vác áp lực thật lớn từ thác nước. 10 đao, 50 đao, 100 đao, 130 đao. Nương theo tiếng nổ mạnh mẽ, thân thể Lục Ly bị đập bay xuống, bị nước sông cuồn cuộn bao phủ. Hưu. Thân thể của hắn từ trong nước bắn ra, xếp bằng ở bên đầm nước thở hổn hển. Bắp thịt toàn thân hắn rung động, lồng ngực chập trùng kịch liệt, có thể tưởng tượng vừa rồi hắn nhận lấy lực lượng cường đại cỡ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 130 đao, khí lực tăng lên, nhục thân càng mạnh, hôm qua ta còn chỉ có thể bổ ra 110 đao. Thần sắc của lục ly càng phấn chấn, ở trong thác nước tôi thể 7 năm, hiện tại nhục thân của hắn muốn tăng lên một chút cũng cần thời gian rất lâu, đêm qua một viên thối thể đan lại bằng hắn tu luyện mấy tháng. Tiếp tục, nghỉ ngơi tầm hai nén nhang, thân thể của lục ly bắn lên, hắn lại xông vào thác nước, gánh vác lực lượng kinh khủng, không ngừng bổ trường đao trong tay sau khi bổ ra hơn 100 đao, lục ly bị thác nước cuốn bay, hắn trở lại bờ sông nghỉ ngơi hai nén hương, lại phóng về phía đầm nước. Hát, sau khi bị thác nước cuốn đi 10 lần, lục ly dùng sức ném mạnh, trường đao cực kỳ chính xác đâm vào trong khe đá. Luyện hơn một canh giờ, hắn cần phải trở về, lát nữa còn phải đi kéo quan tài. Hắn lấy ra một cái khăn lau toàn thân, mặc quần áo, đeo vòng, răng thú lên, sau đó nâng cự thạch nhanh chân đi về bộ lạc. Phụ cận sơn cốc này đã từng phát sinh ôn dịch, chết rất nhiều dã thú địch long bộ lạc cơ hồ không người tiến đến bảy năm qua lục ly một mực tu luyện ở đây còn chưa từng gặp qua người nào sắc trời đã sớm sáng rõ phía đông lộ ra mấy đạo hào quang tuyết lớn liên tục rơi mấy ngày hôm nay quả nhiên đã tạnh là thời tiết tốt khó được nhét cự thạch vào trong núi sau bộ lạc lục ly không có từ đằng sau bộ lạc nhảy vào sợ bị người phát hiện hắn đến hậu sơn tu luyện thành thành thật thật đi tới cửa trước con hoang trở về chạy mau con hoang sẽ ăn người chớ tới gần tên ôn thần này nếu không chúng ta đều sẽ xui xẻo bên ngoài cửa chính một đám hài đồng đang chơi đùa ầm ĩ nhìn thấy lục ly mấy đứa bé kêu lên như ông vỡ tổ chạy đi còn có hai hài tử bảy tám tuổi cầm lấy hòn đá nhỏ ném mạnh đến lục ly hung hăng chừng mấy đứa bé một cái nhưng không quá để bụng từ nhỏ đến lớn bị người mắng con hoang hắn sớm đã quen thậm chí khi còn bé hắn còn cho rằng mình thật là con hoang nha vừa đi vào bộ lạc, phía trước đi tới ba thiếu niên cao lớn, niên kỷ đều lớn hơn lục ly hai ba tuổi. Người đi trước nhất còn cao hơn lục ly một cái đầu, lưng hùng vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn nhìn lục ly, trêu tức nói, lục ly, nghe nói ngươi đi kéo quan tài cho liễu ra. Thật có chuyện như vậy. Một người khác nói tiếp, hôm qua tam thúc ở Vũ Lăng Thành, nhìn thấy lục ly báo danh. Hừ, tuổi còn trẻ lại đi làm loại sự tình ti tiện này. Kéo quan tài sẽ bị hấp thu khí vận, nói không chừng khí vận của bộ lạc chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Còn có một người gật đầu, phụ họa nói, tiểu giã trùng này là ôn thần, ra đời liền khắc chết cha mẹ, sau khắc tỷ tỷ thành người thọt, hắn trời sinh chính là sao trổi, nói không chừng sẽ liên lụy bộ lạc chúng ta. Hổ ca, quay đầu nói cho phụ thân ngươi, trục xuất tỷ đệ bọn hắn ra khỏi bộ lạc đi. Ngữ khí của ba người cực kỳ tranh chua, không ngừng nhục mạ chế nhạo. Lục ly cúi đầu, mặt mũi âm trầm, hoàn toàn không để ý đi vào trong bộ lạc. Hắn không muốn gây chuyện, ba người đối diện lại không có ý định buông tha, ba người ngăn Lục Ly, thiếu niên khôi ngô duỗi tay nắm lấy bả vai của Lục Ly nói, gấp cái gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ của ngươi chết rồi? Ngươi vội vã trở về chịu tang? Địch Hổ, Lục Ly một mực cúi đầu nghe được câu này, đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt giận dữ nói, ngươi nói chuyện tích chút âm đức, chớ có quá mức. Ha ha, Địch Hổ cười ha hả, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nói, thế nào, khó chịu? nếu không chúng ta luyện một chút, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Ha ha, hổ ca, ngươi đã là huyền vũ cảnh trung kỳ, đánh với lục ly không phải tự hạ thân phận sao? Ta tới đi. Mặc dù ta chỉ là huyền vũ cảnh sơ kỳ, nhưng đối phó phế vật này lại dư sức. Ta tới cũng được, khi còn bé không phải tiểu dã chủng ngươi rất có gan sao. Thường xuyên đánh nhau với chúng ta. Mấy năm này thấy ba người chúng ta tu luyện ra huyền lực, sao lại làm con rùa đen rút đầu rồi? Ngươi đến đánh ta, đánh ta đi hai người khác không ngừng phụ họa thần sắc cực kỳ khiêu khích sắc mặt của lục ly càng ngày càng khó coi lửa giận trên người ẩn ẩn có chút không đè nén được nơi xa một ít người trưởng thành trong bộ lạc chú ý tới tình huống bên này bất quá không ai tới khuyên giải ngược lại như xem kịch vui trên mặt còn có chút trêu tức lục ly điểm tâm làm xong rồi về ăn cơm đi đúng lúc này nơi xa chuyển đến thanh âm lạnh như băng lục ly nghe được thanh âm kia cả người trầm tĩnh lại sắc mặt khôi phục bình tĩnh nữ nhân điên đột nhiên địch hổ nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn thoáng qua lục linh chống quải trượng, sắc mặt đại biến. Địch hổ chửi nhỏ một tiếng, mang theo hai người vòng qua lục ly, nhanh chóng đi ra ngoài, tựa như nhìn thấy mãnh thú. Những tộc nhân trưởng thành kia thấy lục linh tới, cũng không còn tâm tình xem náo nhiệt, nhao nhao rời đi. Tỉ tỉ, lục ly nhanh chân đi tới, đỡ lấy lục linh đi vào nhà. Trên mặt lục linh không có bất kỳ gợn sóng gì, càng không có nhìn bất kỳ tộc nhân nào trong bộ lạc, một đường trầm mặc thẳng đến đi vào nhà, nàng mới quay đầu nhìn Lục Ly nói, co được giãn được, mới là đại trượng phu. Đệ còn chưa đủ mạnh mẽ, hiện tại tranh đấu với bọn hắn chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chờ đệ thức tỉnh huyết mạch, tỷ mang đệ săn bằng địch long bộ lạc, tin tưởng tỷ. Địch long bộ lạc không lớn, nhân khẩu chưa tới một ngàn người. Toàn bộ họ địch, chỉ có tỷ đệ lục linh lục ly họ lục, là người họ khác. Bất quá hai tỷ đệ cũng không phải kẻ ngoại lai, hai người sinh ra ở trong bộ lạc, ngoại công của cách nàng còn là tù trưởng đời trước của Địch Long bộ lạc. 19 năm trước, độc nữ của tù trưởng đời trước cũng chính là mẫu thân của Lục Ly, từ trong núi lớn cứu về một thanh niên thụ thương. Thanh niên kia bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thời điểm ở bộ lạc dưỡng thương đã nảy sinh tình cảm với nữ nhi của tù trưởng, sau nở hoa kết trái sinh ra Lục Linh và Lục Ly. Đáng tiếc sau khi Lục Ly sinh ra, thanh niên và nữ nhi của tù trưởng song song mất tích, lưu lại Lục Linh 4 tuổi và Lục Ly còn ở trong tã lót. Mấy ngày sau, ông ngoại của Lục Ly mang theo mười mấy cường giả trong tộc chiến tử ở trong núi lớn, Lục Linh và Lục Ly triệt để biến thành cô nhi. Ông ngoại chết, cường giả một mạch khác của bộ lạc là địch bá trở thành tù trưởng mới. Cường giả chi mạch của ông ngoại Lục Ly cơ hồ chết hết, mà chi mạch của địch bá kia còn có mâu thuẫn với ông ngoại của Lục Ly. Lục Ly Lục Linh mất đi chỗ dựa, lại là người họ khác, tù trưởng mới còn bất hòa với ông ngoại của các nàng, có thể tưởng tượng đãi ngộ của hai người ở trong bộ lạc. Từ khi có ký ức, lục ly thường xuyên bị người khi dễ bị người mắng con hoang nếu không phải chi mạch của ông ngoại còn có một tộc lão còn sống sợ là hai tỷ đệ sớm đã bị trục xuất khỏi bộ lạc lưu lạc sơn giã bị giã thú ăn mất khổ luyện ở dưới thác nước bảy năm băng thiên tuyết địa kéo quan tài hết thảy hết thảy đều là vì trở nên cường đại vì mang theo tỷ tỷ rời khỏi địch long bộ lạc không còn bị khi nhục thức tỉnh huyết mạch ta nhất định có thể thức tỉnh nghe lục linh nói lục ly siết chặt nắm đấm Hắn không nói một lời đi vào phòng ăn cơm, chờ ăn xong mấy bát cháo, Lục Linh đã giúp hắn chuẩn bị quần áo sạch, trong bao bố còn có thịt khô và nước sạch. Tỷ, ta đi kéo quan tài đây. Thay đổi y phục, vác bao tải lên, không nhìn những tộc nhân thần sắc lạnh lùng kia, Lục Ly nhanh chóng đi ra bộ lạc. Rời khỏi bộ lạc vài dặm, Lục Ly toàn lực chạy nhanh, mục tiêu là đoạn nhận lĩnh, đó là nơi liễu gia an táng tộc nhân lúc đầu. Hôm nay thời tiết tốt hơn hôm qua, gió tuyết đã ngừng, bất quá tuyết động còn rất dày lục ly phi nước đại hao tốn hơn một canh giờ mới chạy tới đoạn nhận lĩnh sớm đã có lão giả bắt đầu kéo quan tài nhìn thấy lục ly mấy lão giả mở miệng nhắc nhở khuyên lục ly tuổi còn trẻ không nên làm loại sự tình này lục ly mỉm cười không nói trực tiếp lên đoạn nhận lĩnh cởi áo kéo một bộ cổ quan tiến lên lúc xuống núi rất phí sức đường núi chân trượt cổ quan lại nặng nề nên quán tính và xung lực rất lớn lục ly không dám kéo chỉ có thể dùng hai tay nắm lấy cổ quan thân thể từng bước lui xuống núi hao tốn một canh giờ, lục ly gian nan đưa cổ quan an toàn xuống núi, hắn khiêng xích sắt liều mạng phi nước đại. a, à, mới vừa chạy được vài dặm, nơi xa một đội ngân lang hộ vệ lao vụt đến. liễu vũ nhìn thấy lục ly hôm nay kéo quan tài nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tốc độ tăng nhanh, có chút nghi ngờ hỏi, lục ly, đêm qua ngươi đã luyện hóa thối thể đan rồi? lục ly ngừng lại, ngượng ngập cười nói, đúng vậy, đại nhân. liễu vũ nhìn hắn vài lần, càng thêm nghi ngờ nói, ngươi không có gì khó chịu? thân thể không có chỗ nào không thoải mái sao lục ly không hiểu rõ thối thể đan của liễu gia nhưng liễu vũ và đám hộ vệ đều dùng qua bọn hắn cực kỳ rõ ràng sau khi luyện hóa thối thể đan thân thể sẽ có mấy ngày suy yếu ba bốn ngày sau thân thể mới hoàn toàn hấp thu dược lực khí lực tăng lớn khí lực của lục ly tăng lớn nói rõ đã luyện hóa thối thể đan như vậy vì sao không có thời gian suy yếu hộ vệ khác đều kinh nghi nhìn lục ly hắn thì nháy nháy mắt nói không có khó chịu gì nha, chỉ là đêm qua có chút khó chịu, ngủ một giấc liền tốt. Quái thai. Đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau, lúc bọn hắn luyện hóa thối thể đan là bị dày vò một ngày một đêm, Lục Ly này chỉ một buổi tối liền luyện hóa, còn có thể an ổn đi ngủ. Đi thôi. Liễu Vũ thấy hỏi không ra cái gì, vất tay mang theo ngân lang vệ đội gào thét rời đi. Mặc dù thể chất của Lục Ly có chút quái dị, nhưng không tu luyện ra huyền lực, đối với Liễu gia mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liễu gia là bá chủ Vũ Lăng quận, có rất nhiều võ giả huyền vũ cảnh, người bình thường muốn canh cổng cho Liễu gia cũng không đủ tư cách. Kỳ thật đoạn nhận lĩnh cách Hắc Ưng lĩnh cũng không quá xa, chỉ có hơn 50 dặm. Nếu như không kéo quan tài, tốc độ cao nhất chạy đi chỉ nửa canh giờ là tới, nhưng kéo cổ quan hoàng kim nặng 3000 cân, tốc độ muốn nhanh cũng khó khăn. Khí lực gia tăng 500 cân, hôm nay Lục Ly kéo quan tài dễ dàng hơn một ít, trên đường đi rất thuận lợi, trước khi trời tối liền thành công tới Hắc Ưng lĩnh. A à, liễu gia di tiểu thư vẫn ở trên đỉnh núi trông coi nhìn thấy lục ly kéo quan tài đến giống như liễu vũ có chút giật mình nàng cũng từng dùng thối thể đan suy yếu tới hai ngày lục ly một đêm liền có thể khôi phục chẳng lẽ thể chất của hắn biến thái hấp thu dược lực nhanh hơn đương nhiên di tiểu thư chỉ có chút hiếu kỳ nàng ngay cả tâm tư hỏi thăm cũng không có sau khi quét lục ly một cái ánh mắt liền nhìn về phía đám thợ rèn đang xây dựng đại trận băng táng trận này rất trọng yếu bên trong để đều là di thể của liệt tổ liệt tông liễu gia nhất định phải xây dựng đại trận bảo hộ không thể bị huyền thú hủy đi chờ gần nửa canh giờ tất cả người kéo quan tài đến đông đủ bắt đầu trả thù lao lục ly ở trong ánh mắt của rất nhiều người lần nữa lấy một viên thối thể đan sau đó vội vàng rời đi liên tục dùng thối thể đan dược hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều lực lượng gia tăng cũng sẽ giảm bớt nhưng lục ly kiên chỉ lấy bọn người liễu vũ cũng lời nhắc nhở chạy hết tốc lực một canh giờ Lục Ly ở trước lúc trời tối chạy về bộ lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở ngoài bộ lạc, hắn thấy được một thân ảnh mềm mại chống quải trượng. Người thọt, người thọt, nữ nhân què, một đời không gả ra được. Sắc trời còn sớm, có mấy đứa bé chơi đùa ở ngoài bộ lạc, thỉnh thoảng cầm tuyết ném về phía Lục Linh, đồng thời còn nhục mạ. Nhưng Lục Linh căn bản không nhìn, an tĩnh đứng ở ngoài hàng rào, tựa như một tượng băng. Lục Ly nhìn mà đỏ ngầu cả mắt, gào thét lao đến quát toàn bộ cút ngay nếu không ta đánh các ngươi răng rơi đầy đất mấy đứa bé vội vàng giải tán một hài tử khá lớn chạy vào bộ lạc trốn ở trong hàng rào đùa cợt nói lục ly ngươi chỉ dám khi dễ chúng ta ngươi có gan đi khiêu chiến hỏa ca hổ ca của ta không cần hỏa ca xuất thủ hổ ca cũng có thể đánh chết ngươi phế vật đại hài tử nói xong cũng chạy lục ly nổi giận đùng đùng đi tới lục linh lại cười nhạt nói thế gian có người chê ta nhục ta khinh ta cười ta lấn ta cỏi rẻ ta, làm sao xử phạt. Ngươi lại nhẫn hắn, nhường hắn, tránh hắn, nhịn hắn, từ hắn, không cần để ý hắn, tiếp qua mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Lục ly, không cần mấy năm, sau một tháng lại nhìn bọn hắn, đệ sẽ phát hiện bọn hắn chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ừm, một tháng sau, lục ly nặng nề gật đầu, đỡ tỉ tỉ về nhà. Sau khi ăn cơm xong, hắn liền vào phòng của mình, bắt đầu luyện hóa thối thể đan. Ngô, hai nén hương sau, Lục Ly phát hiện hôm nay mặc dù đan dược hóa thành nhiệt lưu vẫn rất khó chịu, nhưng không khủng bố như hôm qua, hắn có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Kéo quan tài một ngày rất mỏi mệt, chờ nhiệt độ biến mất, Lục Ly lập tức ngủ thật say. Sau khi hắn ngủ say, răng thú lại bắt đầu phát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, cực kỳ quỷ dị. Chi. Sau khi Lục ly ngủ say, Lục Linh nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, ánh mắt nàng lập tức bị răng thú phát sáng hấp dẫn. Sắc mặt nàng ngưng trọng đi tới xem xét tỉ mỉ một hồi xác định lục linh ngủ rất an tường thân thể không việc gì mới thở ra một hơi thật dài nàng nhìn răng thú một hồi nghi hoặc lẩm bẩm nói vì sao răng thú này lại phát sáng chẳng lẽ là dị bảo ân đây là phụ thân lưu cho đệ đệ phụ thân cường đại như vậy đoán chừng răng thú này cũng có lai lịch phi phàm phụ thân nói đến phụ thân đôi mắt của lục linh bắt đầu mông lung nàng nhìn về phương bắc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thật lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm phụ thân mẫu thân, để đệ, đệ sắp thức tỉnh huyết mạch. Đến lúc đó chúng ta có thể trở về gia tộc, mời cao thủ cứu hai người. Phụ thân mẫu thân nhất định phải kiên trì. 150 đao, khí lực lại tăng lên ít nhất 4-500 cân, không tệ, không tệ. Trong đầm nước, lục ly bị nước sông lao xuống, từ trong đầm nước bắn ra, mặt mũi mừng như điên cảm khái nói. Đêm qua luyện hóa một viên thối thể đan, buổi sáng dậy lục ly cảm giác toàn thân thoải mái, có khí lực dùng không hết, lập tức rời giường tới sơn cốc, hôm nay cáo bẩn trên người hắn ít đi rất nhiều, lực lượng gia tăng cũng ít một chút, bất quá vẫn tăng lên hơn 400 cân. Tiếp tục, nghỉ ngơi một lát, lục ly phóng về phía thác nước, bắt đầu khổ luyện. 7 năm qua mỗi ngày hắn đều lợi dụng thác nước này tôi thể, đồng thời luyện tập đao pháp, cơ hồ không có ngừng qua. Hắn bổ ra trường đao, nghiêm chỉnh mà nói không tính đao pháp. Bất quá hắn không thể tu luyện ra huyền lực, ở bộ lạc không người để ý, tự nhiên không người dạy hắn đao pháp huyền kỹ càng không cần phải nói, dạy hắn cũng vô dụng. Đao pháp này là lục ly ở trong vô số vật lộn nghĩ ra được, sau 10 tuổi lục ly thường xuyên lên núi, săn giết dã dạ thú, nuôi sống mình và tỷ tỷ. Ở trong vô số lần vật lộn, hắn phát hiện đánh với dã dạ thú, chiêu thức hoa lệ là hoàn toàn vô dụng. Chỉ có đao nhanh nhất mới có thể ở trước khi dã dạ thú công kích mình, kích thương hoặc giết chết dã dạ thú, thành công sống sót. Đương nhiên, đao pháp này lục ly chưa bao giờ dùng qua với người, thậm chí cây trường đao này lục ly cũng không dám đưa vào bộ lạc mặc dù bộ lạc thường xuyên có người ức hiếp tỷ đệ bọn hắn nhưng võ giả của địch bá nhất mạch rất nhiều địch bá còn là cường giả thần hải cảnh một khi náo ra đại sự hắn và lục linh tuyệt đối sẽ bị khu trục ra khỏi bộ lạc lưu lạc sơn giã tu luyện hơn một canh giờ lục ly giơ nâng thạch chạy về bộ lạc đến phụ cận bộ lạc để cự thạch xuống từ cửa trước đi về nhà mình hôm nay đám người địch hổ không có kiếm chuyện đi đường gặp phải tộc nhân thần sắc đều lạnh lùng căn bản không người phản ứng đến hắn. Lục Linh làm xong điểm tâm, Lục Ly nếm qua liền đi ra bộ lạc, tiếp tục kéo quan tài. Cộc cộc cộc. Thời điểm Lục Ly kéo cổ quan xuống đoạn nhận lĩnh, đám người liễu vũ cưỡi. Ngân lang từ đằng xa lao vụt đến, tới chỗ Lục Ly, đám người liễu vũ lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn Lục Ly vài lần, liễu vũ có chút không dám xác định hỏi. Lục Ly, khí lực của ngươi lại tăng lên 4-500 cân. Lục Ly không hiểu, hắn hỏi ngược lại, Đại nhân, một viên thối thể đan có thể gia tăng mấy trăm khí lực nha, này có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn. Liễu Vũ và đám hộ vệ liếc nhau, ánh mắt nhìn Lục Ly đều như quái vật. Hôm qua bọn hắn không có nhắc nhở, là muốn cho Lục Ly ăn thiệt thòi, từ bỏ lựa chọn thối thể đan. Bất luận đan dược gì dùng qua nhiều, dược lực đều sẽ giảm bớt, nhất là loại đan dược rèn luyện thân thể. Dùng qua nhiều dược vật, thân thể sẽ có kháng dược tính, không cách nào hấp thu toàn bộ, rất nhiều dược lực sẽ lãng phí. Liễu Vũ và rất nhiều hộ vệ đều dùng qua hai viên thối thể đan trở lên. Bọn hắn nhớ tinh tường, viên thứ nhất có thể gia tăng 4500 500 cân, viên thứ hai lại chỉ có thể gia tăng 1-200 cân. Lục Ly liên tục hai ngày dùng hai viên thối thể đan, không chỉ không có suy yếu kỳ, viên thứ hai còn có thể gia tăng 4500 500 cân khí lực. Người bảo chúng ta làm sao có thể không kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Người luyện hóa thối thể đan như thế nào? thân thể có dị dạng gì ngày thứ hai sau khi tỉnh lại tình huống như thế nào liễu vũ cẩn thận hỏi thăm lục ly giải thích một lần sau khi đám người liễu vũ nghe xong chân mày cau lại không có dị thường gì tình huống của lục ly sau khi dùng không khác bọn hắn bao nhiêu khác biệt duy nhất là bọn hắn dùng viên thứ hai thân thể đã không có bài xuất tạp chất thể chất của tiểu tử này thật biến thái đáng tiếc không thể tu luyện huyền lực liễu vũ cảm khái trên người lục ly phát sinh tình huống chỉ có thể nói thể chất hắn biến thái có thể hấp thu toàn bộ dược lực của thối thể đan. Không thể tu luyện huyền lực, thể chất lại biến thái cũng vô dụng, đám người liễu vũ thở dài rời đi. Lục ly không hiểu thấu nhìn bọn hắn, sau đó tiếp tục kéo quan tài. Khí lực đã tăng đến gần 4.000 cân, lục ly kéo quan tài thoải mái hơn, lần này mới hoàng hôn hắn đã tới hắc ưng lĩnh. Di tiểu thư, sau khi lục ly lên đỉnh núi, liễu vũ sớm đã trở lại hắc ưng lĩnh chỉ lục ly nói, thể chất của tiểu tử này rất biến thái, liên tục sử dụng hai viên thối thể đan, không chỉ không có suy yếu kỳ, còn có thể gia tăng 4-500 cân khí lực. Không bằng. Chiêu hắn vào gia tộc, nhìn xem có thể bồi dưỡng hay không. Ách. Di tiểu thư ngồi ở trên lưng một con ngân lang, người mặc áo lông trồn màu tím, tư thế hiên ngang, khuôn mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thoáng qua lục ly, trầm mặc một lát mới hờ hững nói, không được, liễu ra chúng ta chỉ mời chào võ giả. Không thể tu luyện huyền lực, thể chất lại tốt gấp 10 lần cũng vô dụng. a à. Liễu Vũ hơi có chút thất vọng, hắn có chút hào cảm với Lục Ly. Tiểu tử này tính cách cứng cỏi, không sợ gian khổ, quật cường như trâu. Nhìn thấy Lục Ly, Liễu Vũ mơ hồ nhìn thấy mình lúc tuổi còn trẻ. Sau khi Lục Ly sắp xếp cổ quan cẩn thận, lặng lặng chờ đợi ở một bên, hôm nay người kéo quan tài tự hồ ít đi một chút. Xem ra có mấy lão giả sợ khí vận thọ nguyên bị đoạn, không dám tiếp tục kéo. Lục Ly lại không sợ. Trước khi kéo quan tài Lục Linh đã nói qua, quỷ thần đơn thuần chỉ là hoang đường, không cần quá tin. Cường giả được vô số người thờ phụng cúng bái, sẽ bị thần hóa. Quỷ càng là người bịa đặt ra, người đã chết hết thảy đi vào hoàng thổ, như vậy còn có quỷ quái gì đáng nói. Nàng nói nếu như mỗi ngày tế bái quỷ thần liền hữu dụng, thì tất cả mọi người không cần lao động, trên trời sẽ tự rơi xuống đồ ăn. Nếu như quỷ thần thật có thể che chở thế nhân mà nói, con dân Bắc Mạc cũng sẽ không có tai nạn. Lục Ly rất tán thành. Hôm nay thời tiết khá tốt, mặt trời lặn chiếu dọi ra từng mảnh hào quang, chiếu dọi toàn bộ đại địa sáng đỏ, địa thế của Hắc ưng lĩnh rất cao, ở trên cao nhìn xuống phong cảnh sẽ rất đẹp. Được rồi, chờ mấy nén hương, Liễu Vũ khẽ nói, để Lục Ly tỉnh hồn lại. Liễu Vũ nhảy xuống ngân lang, chuẩn bị trả thù lao hôm nay, Lục Ly và đám lão giả ánh mắt lửa nóng, vất vả kéo quan tài chính là vì giờ khắc này. Vù vù. Đột nhiên, phương Nam chuyển đến tiếng xe gió chói tai, mọi người giật mình nhìn lại. Sau khi nhìn rõ, mọi người không khỏi rung động, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nương theo tiếng rít càng lúc càng lớn ở bầu trời phương nam một điểm vàng nhanh chóng biến lớn là một cỗ chiến xa hoàng kim to lớn vì sao chiến xa có thể bay trên bầu trời lục ly kinh ngạc thì thào liễu vu ở bên cạnh vội vàng khiển trách im lặng đây là thượng cổ chiến xa là huyền khí thiên phẩm phía trên ngồi là cường giả của gia tộc siêu cấp lục ly vội vàng ngậm miệng mở to hai mắt nhìn chằm chằm chiếc chiến xa hoàng kim kia ở trong nháy mắt thoáng qua Lục Ly thấy được trong chiến xa đứng bảy tám cường giả mặc chiến giáp hoàng kim. Mặc dù những cường giả kia thu liễm khí tức, nhưng khí huyết trên người vẫn cực kỳ khủng bố, ép tới Lục Ly và đám người không kịp thở. Đây mới thật là cường giả. Chờ chiến xa hoàng kim biến mất, Lục Ly lòng vẫn còn sợ hãi, loại cảm giác kia quá kinh khủng, tựa như thấy được mấy con huyền thú mạnh mẽ. Nếu ta cường đại như vậy thì tốt rồi, tỷ tỷ sẽ không bị người của bộ lạc khi dễ. Lục Ly âm thầm siết chặt nắm đấm, sau đó ánh mắt nóng rực thì thào, chờ ta thức tỉnh huyết mạch thì có thể tu luyện huyền lực, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Cường giả, sừng sững ở trên vạn người, quan sát chúng sinh, bọn hắn đưa tay có thể săn bằng dãy núi, phán quyết sinh tử. Ở Bắc Mạc, người người đều muốn trở thành cường giả, đều muốn sừng sững ở trên chúng sinh. Gặp qua mấy cường giả trên chiến xa, giờ khắc này trái tim muốn trở thành cường giả của Lục Ly càng thêm mãnh liệt. Hưu, Lục Ly còn chưa từ trong rung động khôi phục lại, nơi xa lần nữa truyền đến hai tiếng xe gió, rất nhanh hai chiếc thuyền thép màu bạc trắng gào thét lao đến. Hai chiếc thuyền này còn lớn hơn chiến xa Hoàng Kim, dài chừng 30 m rộng 10 m toàn thân như thủy ngân, giống như một cự thú dữ tợn, muốn che đậy bầu trời. Chiến xa biết bay coi như xong, thuyền cũng bay được. Không chỉ lục ly, những lão giả kéo quan tài kia cũng khiếp sợ không thôi, bọn hắn có vài người sống hơn giáp, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật thần kỳ như thế. Đây cũng là huyền khí cường đại, các người cầm miệng cho ta chọc giận những đại nhân vật kia chúng ta đều phải chết hộ vệ liễu gia không ngừng dặn dò mọi người ngừng thở không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào không bao lâu lại có mấy chiếc chiến xa hoàng kim và thuyền thép gào thét đi tới đều không hề dừng lại bay về phương bắc phương bắc là hàn băng thâm uyên nhiều cường giả gia tộc đến như vậy chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì di tiểu thư và liễu vũ lích nhau sắc mặt hai người đều trở nên nặng nề vũ lăng quận ở bắc mạc ngay vòng ngoài của tuyệt địa hàn băng thâm uyên vạn nhất bên kia xảy ra chuyện vũ lăng quận cũng sẽ gặp tai họa nhận lấy một viên thối thể đan lục ly vội vàng rời đi lần này trở về càng sớm hơn lục linh còn chưa đi ra chờ hắn sau khi ăn cơm xong lục ly nói sự tình nhìn thấy chiến xa hoàng kim và phi thuyền cho lục linh làm lục linh nhướng mày kinh nghi thì thào thượng cổ chiến xa thiết giáp phi thuyền kia đều là huyền khí thiên phẩm ba vương tộc mũ phẩm của bắc mạc không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy chẳng lẽ là bên ngoài tới? Bên hàn băng thâm uyên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Thượng cổ chiến xa, thiết giáp phi thuyền, vương tộc ngũ phẩm. Lục Ly hơi nghi hoặc, tò mò hỏi, tỷ tỷ, sao tỷ biết nhiều như vậy? Lục Linh chỉ cổ tịch trên giá sách, giải thích nói, đều là những cổ tịch này ghi lại, đệ từ nhỏ không thích đọc sách, trách ai được. Hắc hắc, Lục Ly gượng cười, hắn từ nhỏ hiếu động, suốt ngày chạy ở trong núi. Lục Linh vì bị thọt nên cơ bản không ra khỏi cửa, mỗi ngày đọc sách, lại không nghĩ rằng những sách kia ghi chép nhiều tri thức như vậy. Tỷ, những sách này ở đâu ra? Lục Ly lại nghi ngờ hỏi, trong trí nhớ, lúc hắn còn rất nhỏ, những sách này cũng đã có. Sách này ghi chép nhiều huyền cơ như vậy, địa phương bình thường khẳng định là không mua được. Lục Linh giải thích, phụ thân lưu lại. Phụ thân, ánh mắt của Lục Ly ảm đạm xuống, theo bản năng sở răng thú trên cổ. Đối với phụ thân mẫu thân, hắn là cực kỳ lạ lẫm, nghe nói sau khi sinh hắn, cha mẹ liền mất tích, 15 năm qua không có chút tin tức. Từ trước tới giờ Lục Linh không nói sự tình cha mẹ, rất nhiều lần Lục Ly nghĩ cha mẹ đã mất. Trầm mặc thật lâu, Lục Ly vẫn không nhịn được hỏi, tỷ, phụ thân mẫu thân vẫn còn sống chứ? Còn, Lục Linh dừng một chút, sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai của Lục Ly, nói, đệ đệ, chờ đệ thức tỉnh huyết mạch, ta sẽ nói tất cả sự tình cho đệ, hiện tại không phải lúc. Vâng, Lục Ly nặng nề gật đầu, không hỏi thêm gì nữa đứng dậy trở về phòng luyện hóa thối thể đan. Hôm nay hắn càng dễ dàng, giống như thân thể đã thích ứng thối thể đan, không có nhiệt độ cao quá kinh khủng. Sau khi luyện hóa xong liền ngủ thật say. Khi hắn ngủ, răng thú lại bắt đầu tỏa sáng, lục linh đẩy cửa vào. Nhìn răng thú mấy lần, xác định thân thể của lục ly không có dị thường, lục linh mới cao mày nói. Liên tục luyện hóa thối thể đan, dược lực sẽ giảm đi, nhưng đệ đệ luyện hóa viên thứ hai vẫn có thể gia tăng 4-500 cân khí lực, chẳng lẽ là vì răng thú này đây là răng huyền thú gì? Mặc kệ. Ngồi một hồi, Lục Linh khẽ vuốt cằm nói, lúc Lục Ly sinh ra, phụ thân liền đeo răng thú này lên cổ hắn, nghĩ đến nó hẳn là dị bảo, phụ thân sẽ không hại đệ đệ. Lục Linh tắt đèn đứng dậy rời đi, gian phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn có răng thú phát ra bạch quang yếu ớt, ở trong đêm đen nhìn cực kỳ quỷ dị, lại tăng lên hơn 400 cân khí lực. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lục Ly lập tức lên núi, sau khi khảo nghiệm thì phấn chấn. Hắn luyện hóa ba viên thối thể đan, đã có hơn 4.000 cân khí lực, vạn cân cự lực không phải mộng tưởng nữa rồi. Tu luyện hơn một canh giờ, lục ly vội vàng trở lại bộ lạc, cơm nước xong xuôi lập tức đi kéo quan tài. Đám người liễu vũ nhìn thấy lục ly đều không kinh ngạc nữa, đây chính là một quái thai, thể chất biến thái, nếu cho hắn mấy trăm viên thối thể đan, đoán chừng có thể tu luyện tới mấy vạn cân cự lực. Đám người liễu vũ rất tiếc nuối, nếu lục ly có thể tu luyện huyền lực, tuyệt đối sẽ được chiêu vào liễu gia, trọng điểm bồi dưỡng. Sau mấy ngày, Mỗi ngày Lục Ly đều tới kéo quan tài, nhận được một viên thối thể đan. Để đám người liễu vũ hơi thở dài là tốc độ gia tăng khí lực của Lục Ly, bắt đầu yếu bớt, đến viên thối thể đan thứ 5, một viên đại khái chỉ có thể gia tăng hơn 300 cân khí lực. Nếu Lục Ly vẫn tăng như lúc đầu, đám người liễu vũ sẽ hoài nghi Lục Ly chính là quái vật háo thành. Lục Ly lại tức giận không thôi, nếu theo tiến độ ban đầu, chỉ cần mười mấy viên là có thể đạt đến vạn cân cự lực. Bây giờ nhìn tình huống cần ít nhất hai mươi mấy viên, tổ quan của liễu gia chỉ có bấy nhiêu, vạn nhất kéo xong thì không có thối thể đan nữa. Đến ngày thứ 8, lục ly quả quyết không đi thác nước tôi thể luyện đao, trời còn chưa sáng đã rời giường lao đến đoạn nhận lĩnh. Hiện tại khí lực của hắn đã hơn 6.000 cân, hắn chuẩn bị một ngày kéo hai quan tài, lấy hai viên thối thể đan. Mấy ngày gần đây không có tuyết rơi, tuyết đọng trên đường không còn dày, kéo quan tài dễ dàng hơn rất nhiều. Lục ly đã sớm muốn kéo hai quan tài, chỉ sợ quan tài thứ hai không đúng thời gian chạy tới, không lĩnh được thù lao. Hôm nay hắn liều mạng, toàn lực chạy nhanh, trước lúc trời tối thành công kéo được hai quan tài. Gào, mới vừa nhận hai viên thối thể đan, phương Bắc đột nhiên chuyển đến tiếng giống to. Tiếng giống kia chấn thiên động địa, đâm thủng bầu trời, sợ đến toàn thân mọi người rung động. Huyền thú, ít nhất cấp 6. Di tiểu thư kinh hô, kinh hãi nhìn về phương Bắc, huyền thú cấp 6 tương đương với quân hầu cảnh nhân loại. Huyền thú cường đại như vậy tùy tiện đi ra một con, cũng có thể nhẹ nhõm săn bằng vũ lăng thành may mắn chỗ ở của huyền thú kia cách rất xa hẳn là ở trong hàn băng thâm uyên mặc dù như thế sắc mặt của di tiểu thư và đám người liễu vũ vẫn cực kỳ khó coi mấy ngày trước xuất hiện nhiều thượng cổ chiến xa và thiết giáp phi thuyền như vậy hiện tại đột nhiên chuyển đến tiếng thú gào nếu nói trong tuyệt địa không có xảy ra việc gì này ngay cả đồ đần cũng không tin từ mai tất cả tăng tốc kéo quan tài lấy tốc độ nhanh nhất di chuyển tổ quan chờ kéo xong toàn bộ tổ quan mỗi người được ban thưởng năm viên huyền linh đan hoặc thối thể đan di tiểu thư yêu kiều nói mang theo mấy người vội vàng rời đi nàng phải lập tức trở về bẩm báo gia tộc tránh cho ngoài y muốn phát sinh năm viên huyền linh đan con mắt đám người lục ly phát sáng này bằng với kéo năm quan tài nha mọi người nhao nhao trở về nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai toàn lực kéo quan tài huyền thú cường đại gầm rú trở về nói chuyện với lục linh lục linh nhíu mày nàng trầm tư một lát sau đó khoát tay nói đệ chớ để ý có nhiều cường giả như vậy đi hàn băng thâm uyên thì không ra đại sự gì ban đêm đệ dùng hai viên thối thể đan mau chóng tăng lên tới vạn cân cự lực vâng hiện tại luyện hóa thối thể đan lục ly đã không có cảm giác quá lớn luyện hóa hai viên cũng không có vấn đề hắn đứng dậy trở về phòng nuốt hai viên thối thể đan không ra ngoài dự liệu mặc dù nhiệt độ đề cao hơn rất nhiều nhưng yếu hơn lần thứ nhất một ít hắn cắn răng trụ vững giống như mấy ngày trước sau khi hắn ngủ say răng thú lại phát sáng, sáng đến nửa đêm mới trở về hình dáng ban đầu. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Lục Ly cảm ứng một chút, phát hiện cùng lúc luyện hóa hai viên thối thể đan quả nhiên tốt hơn nhiều, lần này hắn ít nhất tăng lên hơn 800 cân khí lực. Đi, cách vạn cân cự lực càng ngày càng gần, Lục Ly hưng phấn, hắn vác lấy bao tải đi ra khỏi phòng. Xa xa xa, Lục Ly đi ra phía ngoài, nghe được rất nhiều tiếng bước chân, quét qua bốn phía, phát hiện rất nhiều nam tử trưởng thành trong bộ lạc đều xuất động, tập kết ở bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hắn hiếu kỳ quan sát một phen, lặng yên đi theo ra ngoài. Ở bên ngoài hắn thấy được tù trưởng địch bá, bên ngoài cũng đã tập kết ít nhất 200 người, còn có một vài người đang chạy đến. Toàn bộ mọi người nghe rõ. Chờ người đến đông đủ, địch bá quát khẽ, thân hình hắn cao lớn khôi ngô, tựa như một con sư tử cường tráng. Mắt to liếc nhìn tộc nhân nói, liễu ra triệu ra hạ lệnh, để chúng ta đi vào ngoài của hàn băng thâm uyên đóng giữ một tháng. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, mỗi người được một ngàn vàng lá. Hoa. Mọi người xôn xao, hiện tại bên ngoài tập kết không dưới 300 người. Mỗi người một ngàn vàng lá, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đi. Vũ lăng quận ở phía ngoài hàn băng thâm uyên, người bộ lạc từ nhỏ, lớn lên ở trong núi rừng, chính là thợ săn tốt nhất. Mặc dù rất nhiều người không phải võ giả, không cách nào tu luyện ra huyền lực, nhưng đóng giữ ở vòng ngoài, cái này căn bản không phải việc khó. Địch bá mang theo gần 300 người rời đi. Lục Ly từ nơi hẻo lánh đi ra, ánh mắt nhìn về phương Bắc càng thêm tò mò. Trong Hàn Băng Thâm Uyên đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại có chiến xa hoàng kim, thiết giáp phi thuyền tới, lại có huyền thú giống to, hiện tại còn triệu tập nhiều người như vậy đi đóng giữ. Rất nhanh Lục Ly ném sự tình Hàn Băng Thâm Uyên ra sau đầu, chính như Lục Linh nói, tới nhiều cường giả như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Coi như xảy ra chuyện cũng có đại nhân vật gánh vác, Vũ Lăng Thành không chỉ có một gia tộc tam phẩm Liễu gia, còn có mấy gia tộc nhị phẩm còn có các tù trưởng bộ lạc và võ giả, toàn bộ vũ lăng quận, số lượng võ giả huyền vũ cảnh cũng không ít. Lục Ly đi đoạn nhận lĩnh tiếp tục kéo quan tài, hôm nay liễu vũ không tới, hộ vệ cũng ít đi rất nhiều, di tiểu thư tự mình mang theo hộ vệ dò xét. Di tiểu thư hứa hẹn, kéo xong toàn bộ cổ quan sẽ có ban thưởng, mọi người kéo quan tài càng thêm hào hứng, nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Hiện tại lục ly có gần 7.000 cân khí lực, lôi kéo cổ quan nặng 3.000 cân quá dễ dàng hắn ở dưới tình huống bảo đảm cổ quan không ngã lật lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi tới xế chiều đã kéo hai được quan tài ban đêm luyện hóa hai viên thối thể đan ngày mai có thể kéo ba quan tài trước kia là người khác đuổi theo lục ly hiện tại là lục ly đuổi theo người khác ngoại trừ mấy lão giả huyền vũ cảnh đỉnh phong những người còn lại hai quan tài còn không kéo xong hiện tại khí lực của lục ly lớn đến dọa người không nói huyền vũ cảnh sơ kỳ coi như huyền vũ cảnh trung kỳ cũng không sánh bằng khí lực của lục ly tăng trưởng nhanh chóng, khiến rất nhiều lão giả kéo quan tài và hộ vệ liễu ra nhìn mà than thở. Bất quá lão giả kéo quan tài khác đều nhận huyền linh đan, chưa bao giờ cân nhắc sẽ đi lấy thối thể đan. Ở tất cả võ giả xem ra, cảnh giới vĩnh viễn là căn bản, chỉ có man lực là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tối về luyện hóa hai viên thối thể đan, lục ly lại tăng lên 5600 600 cân khí lực. Hôm sau kéo cổ quan tựa như kéo xe ngựa nhỏ, một đường chạy như điên, bỏ rất nhiều lão giả lại phía sau ba quan tài. Hôm nay Lục Ly kéo tới ba quan tài, trong tất cả những người kéo quan tài, có thể kéo ba quan tài chỉ có ba lão giả huyền vũ cảnh đỉnh phong. Rất nhiều lão giả âm thầm bĩu môi, cổ quan không có nhiều, cho Lục Ly kéo như vậy, sợ là chia không được bao nhiêu rồi. Hiệu quả của thối thể đan càng ngày càng yếu. Một đêm luyện hóa ba viên thối thể đan, lại chỉ tăng lên 7-800 cân khí lực, Lục Ly có chút uể oải. Lúc luyện hóa viên thối thể đan thứ nhất là tăng lên 500 cân khí lực nha. Bất quá hiện tại khí lực của lục ly ít nhất đã hơn 8.500 cân, vạn cân cự lực đụng tay có thể đến. Nội tâm của hắn càng ngày càng lửa nóng, mới sáng sớm liền chuẩn bị đi kéo bốn quan tài, sau đó luyện hóa bốn viên thối thể đan, nhìn xem có thể tăng thêm bao nhiêu khí lực. Ba ngày, lục ly âm thầm tính toán, nhiều nhất chỉ cần ba ngày, là hắn có thể lấy đủ thối thể đan, tăng nhục thân lên tới vạn cân cự lực, có thể đi vũ lăng thành thức tỉnh huyết mạch. Chiến sĩ huyết mạch, đó là chiến sĩ mạnh nhất, mỗi một chiến sĩ huyết mạch đều sẽ được đại gia tộc ưu ái mời chào. Hơn nữa sau khi hắn thức tỉnh huyết mạch còn có thể tu luyện huyền lực. đến lúc đó các đại gia tộc sẽ tranh nhau mời chào. rốt cục có thể dẫn tỷ tỷ rời khỏi địch long bộ lạc, không còn bị người bắt nạt. chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. nghĩ tới đây nội tâm của lục ly giấy lên liệt hỏa hừng hực, cả người phấn chấn. hắn vội vàng cõng bao bố đi ra ngoài, vừa rời bộ lạc liền nhanh chân chạy như điên. a, à, có người rời khỏi bộ lạc ba bốn dặm lúc sắp đi vào đại sơn trong rừng rậm phía trước chuyển đến mấy tiếng bước chân gấp rút tốc độ của lục ly lập tức giảm xuống đứng ở một bên chờ người phía trước đi qua hưu phía trước có ba người chạy tới sau khi quẹo qua một chỗ rẽ ba người đột nhiên ngừng lại nhìn lục ly ánh mắt lộ ra vẻ đồ cợt địch hổ địch cổ địch bình oan ra ngõ hẹp mấy ngày trước ba người này không phải đi đưa đồ ăn và dược thảo cho các tộc nhân trong bộ lạc sao sắc trời sớm như vậy cũng có thể gặp được. Lục ly thầm kêu không may, ba người này từ nhỏ đã khi dễ hắn, ẩu đả hắn ít nhất mấy chục lần. Ở bộ lạc, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là ba người này. Trời mới vừa sáng, ba người hẳn là chạy suốt đêm từ hàn băng thâm uyên về, cho nên mới sẽ gặp phải. Địch hổ dẫn người đi tới, đôi mắt âm tàn liếc nhìn lục ly nói, nha, ta còn tưởng là ai? Tiểu giã trùng, sớm như vậy đã đi ra ngoài làm cái gì? Lục ly vội vã đi kéo quan tài, không muốn nháo sự, nên cố nén không nói chuyện. Địch Cổ nói tiếp, còn có thể đi làm gì? Đi kéo quan tài. Hừ, lần này bộ lạc chúng ta có mấy tập nhân bị, huyền thú cắn trọng thương, gặp vận rủi lớn, khẳng định là bởi vì tiểu tử này kéo quan tài cho người ta, ảnh hưởng tới khí vận của bộ lạc chúng ta. Địch Bình Đỏ ngầu cả mắt, oán hận nói, đúng, lục thúc của ta còn bị cắn đứt một tay, là vì tiểu tử này kéo quan tài đưa đến. Sắc mặt Lục Ly bình tĩnh không nói gì. Địch Hổ cảm thấy có chút không thú vị, đi đường một đêm cũng hơi buồn ngủ. Hắn khoát tay nói, "Đi thôi, đi thôi, đừng để ý tới ôn thần này. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ khắc chết tỷ tỷ của hắn." Bất quá gương mặt của nữ nhân điên kia thực rất xinh đẹp, trước khi chết có thể để ta đùa bỡn một đêm liền sướng rồi. Địch Hổ, nhục mạ mình không có việc gì, nhưng Lục Ly hận nhất là vũ nhục tỷ tỷ của hắn, khuôn mặt hắn tràn đầy lửa giận nhìn Địch Hổ nói, "Miệng ngươi sạch sẽ một chút." "Nha?" Địch Hổ nhíu mày, lần này đi hàn băng thâm uyên nhìn thấy mấy tộc nhân bị huyền thú cắn đứt tay chân hắn vốn có một bụng lửa giận không chỗ phát tiết lục ly lại dám khiêu khích hắn hắn dương quả đấm lên quát lạnh nói ta nói thế nào không phục thì đến luyện tay một chút chờ lục thúc công chết không người che chở tỷ đệ các ngươi ta nhất định cưỡng hiếp tỷ tỷ của ngươi chật chật mặc dù tỷ tỷ ngươi tàn phế bất quá địa phương nên lồi thì lồi sờ lên nhất định hưu địch hồ còn chưa nói xong Lục Ly đã động, nghe được ý khinh nhờn trong lời nói của địch hổ, lửa giận của Lục Ly không còn cách nào áp chế. Hôm nay hắn quyết định không nén giận nữa. Địch bá mang theo tất cả người trưởng thành trong tộc đi hàn băng thâm uyên, phải đóng giữ một tháng, khí lực của hắn tăng cao, hiện tại đã có hơn 8.000 cân cự lực. Trọng yếu nhất là nhiều nhất 3 ngày hắn có thể đột phá vạn cân cự lực, Lục Linh nói hắn tuyệt đối có thể thức tỉnh huyết mạch, còn có thể tu luyện huyền lực. Một khi thức tỉnh huyết mạch, hắn khẳng định sẽ được đại gia tộc mời chào đã như vậy hắn còn có cái gì phải cố kỵ ầm um, lục ly chạy nhanh như gió vọt tới đấm địch hổ một quyền tốc độ của hắn quá nhanh hơn nữa còn là đánh lén địch hổ căn bản không kịp phản ứng bị hắn đập một quyền thân thể như cái bao tải bay ra ngoài cũng may hắn không có toàn lực xuất thủ nếu không xương cốt của địch hổ sẽ gãy mấy cái mặc dù như thế địch hổ cũng bay ra ngoài 4-5 mét đâm vào một cây đại thụ ách địch cổ và địch bình giật mình sau đó giận tím mặt, bên kia địch hổ cũng mắng lên, ngươi dám phản kháng, toàn bộ động thủ, đánh cho tiểu tử này một tháng không xuống giường được. Hư, Lục Ly không sợ chút nào, lạnh lùng nhìn ba người, quát khẽ nói, một quyền vừa rồi kia, là vì địch hổ ngươi vũ nhục tỷ tỷ của ta, nếu các ngươi dám động thủ, tự gánh lấy hậu quả. Hưu. Địch Cổ và địch Bình coi Lục Ly nói như đánh rắm, trong tay địch Bình hào quang lập lòe, hắn vận dụng huyền lực, hung hăng đập tới ngực của Lục Ly địch bình mới tu luyện ra huyền lực một năm, tư chất cũng không tốt, nhưng hắn là võ giả huyền vũ cảnh. Lục ly lại không cách nào tu luyện ra huyền lực, ở trong mắt địch bình, có thể dễ dàng chấn áp. Đây là... ngươi tự tìm. Trong mắt lục ly lóe lên tinh mang, ngẩng đầu hung hăng đập tới địch bình. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên, đối phương vận dụng huyền lực, lục ly không dám khinh thường, một quyền này dùng 7-8 phần khí lực. Hiện tại hắn có 8.500 cân khí lực, bảy thành cũng là 5-6 cân, lực lượng khủng bố như thế không khác gì cự thạch đập tới. a, à, thanh âm giống như giết heo vang lên. thân thể địch bình bay ngược, cánh tay run rẩy, trên nắm tay máu me đầm đìa. hắn ôm tay lăn lộn dưới đất, không ngừng giống to. tay ta gãy, tay của ta gãy rồi. cái này. địch cổ vừa định xông lên mặt mũi chấn kinh. khi còn bé bọn hắn thường xuyên đánh với lục ly, mặc dù lục ly dũng mãnh, nhưng mỗi lần đều bị ba người đánh nằm dạp dưới đất. mấy năm này lục ly bị lục linh khuyên, một mực không có xung đột với bọn hắn nhưng lục ly không cách nào tu luyện huyền lực đây là sự thật thiên chân vạn sát vừa rồi trên tay lục ly cũng không có ánh sáng huyền lực lưu chuyển vì sao khí lực của hắn lớn như vậy một quyền đánh gãy tay địch bình cầm đao phế hắn đi nơi xa địch hồ gào thét lao đến địch bình đau nhức gào giống ngực mình đau nhức kịch liệt khiến địch hồ nổi điên hôm nay hắn không muốn lục ly nửa tháng không xuống giường được mà chuẩn bị phế tay chân của lục ly đi được phế cầu tạp trùng này đi địch cổ bị tiếng giống của địch hồ làm tỉnh mặt biến thành dữ tợn. Hôm nay là Lục Ly ra tay trước, còn phế một tay của địch bình, coi như hai người phế tay chân của Lục Ly, tộc lão kia cũng sẽ không nói gì. Cùng lắm là bị trách phạt một phen. Địch cổ rút ra cương đao, huyễn hóa đạo đạo đau ảnh, sau đó chém về phía Lục Ly. Giống như Lục Ly không tránh khỏi, trường đao của hắn tuyệt đối sẽ chém đứt một cánh tay của Lục Ly. Hừ, Lục Ly hừ lạnh, thân thể lui nhanh, lực lượng của hắn cường đại, tốc độ tự nhiên nhanh như gió những năm này gần như không chiến đấu với ai nhưng kinh nghiệm chiến đấu với dã thú lại rất nhiều trong mắt hắn địch cổ còn yếu hơn dã thú không ít hắn tránh trái tránh phải địch cổ bổ ra ba bốn đao cũng không thể đụng vào góc áo hát thấy địch hổ sắp vọt tới lục ly không dám tiếp tục dây dưa với địch cổ thân thể lui nhanh mấy bước hai chân đạp vào đại thụ ở sau lưng làm đại thụ lay động lá cây rơi xuống thân thể hắn mượn lực bắn lên thật cao một cước đá xuống đầu địch cổ Địch cổ không cam lòng yếu thế huy động trường đao bổ tới chân của lục ly. Phanh. Một cái chân khác của lục ly như thiểm điện quét ra, quét ngang thân đao. Một cỗ lực lượng chuyển đến, trường đao bị đánh bay, cái chân kia như thiết côn hung hăng nện xuống. Ách. Địch cổ hoảng sợ giống to, nương theo tiếng xương gãy, địch cổ tê tâm liệt phế gào giống. Hắn bị lục ly nện đến quỷ trên mặt đất, ôm vai trái chu lên. Ây. Địch hổ vừa mới xông tới giật mình, lục ly không phải võ giả, có thể trọng thương địch bình vừa tu luyện giao huyền lực một năm coi như xong, vì sao ngay cả địch cổ bước vào huyền vũ cảnh bốn năm cũng bị thương nặng. Giết. Nhưng rất nhanh, địch hổ bị cừu hận che mắt, địch cổ và địch bình đều là đường đệ của hắn. Nhìn thấy thảm trạng của hai người như thế, nội tâm của hắn dấy lên liệt hòa hừng hực, hận không thể chém lục ly thành 18 mảnh. Hắn bạo giống, huy trường đao liên tục công tới lục ly. Đao pháp của hắn không thô kệch giống như địch bình, ngược lại có loại cảm giác nước chảy mây trôi, một chiêu tiếp lấy một chiêu như sóng biển cuồn cuộn, Huyền Kỹ Thủy Vân Đao. Mặt sắc lục ly ngưng trọng, Địch Hồ là con thứ hai của Địch Bá. Địch Bá có mấy loại huyền kỹ thành danh, Thủy Vân Đao là một loại trong đó, xem ra Địch Hồ đã học được một chút tinh túy. Địch Hồ là Huyền Vũ cảnh trung kỳ, chiến lực mạnh hơn địch bình địch cổ nhiều, tốc độ nhanh như gió, kinh nghiệm chiến đấu rất không tệ, huy động cương đao uy vũ sinh phong. Vừa rồi có thể đánh lén đắc thủ, là vì Địch Hồ đi đường một đêm tăng thêm căn bản không ngờ tới lục ly dám động thủ. Trong tay lục ly không có vũ khí, đào pháp của đối phương lại kín kẽ thuần thục, nhìn không ra sơ hở. Hắn căn bản không có cơ hội đánh trúng địch hổ, chỉ có thể không ngừng lùi lại tránh né. T. Sơ ý một chút, lục ly bị trường đao chém trúng, trên bụng xuất hiện một vết máu. May mắn hắn phản ứng nhanh, tránh thoát trường đao, đồng thời chân phải quét qua bức bách địch hổ lui lại, nếu không cái bụng nhất định sẽ bị cắt đứt. Trên bụng chậm rãi tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ áo bông, lục ly che bụng dưới, nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn địch hổ. Bên kia địch hổ âm thầm kinh hãi, tiểu dã trùng này từ nhỏ đến lớn thường xuyên bị bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập, vì sao chiến lực lại cường đại như vậy? Hắn là Huyền Vũ cảnh trung kỳ, ở trong thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc, trừ đại ca địch hòa, đường ca địch hãn thì khó gặp địch thủ, hắn đã dùng ra thủy vân đao, lại còn không thể chiến thắng. Không được, phải dùng vũ khí, nếu không quá thua thiệt. Đôi mắt của Lục Ly lấp lóe, ánh mắt liếc nhìn thanh cương đao của địch cổ bị hắn đá bay hắn hít mấy hơi sau đó quát lớn thân thể lăn một vòng ôm lấy một tảng đá lớn lao về phía địch hổ đến rất tốt ta để ngươi xem cái gì mới là võ giả chân chính tiểu giã chủng hôm nay không cắt hai cái chân của ngươi địch hổ ta theo họ ngươi địch hổ không cam lòng yếu thế xông lên trường đao như sóng biển huy vũ đầy trời lục ly chờ khoảng cách song phương tới gần hai mét liền dơ cao cự thạch ném về phía địch hổ hừ địch hổ cười lạnh thân thể lóe lên trường đao quét ngang về phía cự thạch từng đạo hỏa hoa sáng lên cự thạch lăn xuống đè gãy mấy bụi cây nhỏ tốt đôi mắt lục ly sáng ngời nhân cơ hội này thân thể xông về bên trái nắm lấy cương đao ở trên đất nha địch hổ cười lạnh múa ra một cái đao hoa đùa cợt nói tiểu rác rưởi ngươi cho rằng cầm vũ khí là có thể thắng ta ngươi không có huyền lực không cách nào sử dụng huyền kỹ coi như cho ngươi huyền khí thiên phẩm cũng vô dụng có tác dụng hay không, thử một chút thì biết." Lục Ly nắm gương đao thật chặt, tùy ý huy động thích ứng trọng lượng một chút, sau đó từng bước đi về phía địch hổ, trong tay cầm đao, lòng tin của hắn tăng cao, không còn gì e ngại nữa. "A." À, địch hổ rõ ràng cảm giác được sau khi Lục Ly cầm đao, tựa hồ không giống lúc trước, trên người nhiều hơn một loại khí thế khó nói lên lời. Cố làm ra vẻ tiểu rác rưởi, "Phế ngươi xong, ta lập tức trở về bộ lạc cưỡng hiếp tỷ tỷ ngươi." Địch hổ cười nhạo nhục mạ, thân thể bắn tới trường đao hóa thành đao ảnh đầy trời chém về phía lục ly muốn chết nghe địch hồ mở miệng khinh nhờn tỉ tỉ mình lục ly nổi giận thân thể hắn đứng tại chỗ không động chờ trường đao của địch hồ sắp chém tới hai chân hắn trầm xuống vung cương đao bổ tới hắn không biết bất luận đao pháp gì càng không hiểu huyền kỹ nhưng đao pháp của hắn có một đặc điểm cực kỳ khủng bố cái kia chính là nhanh nhanh như lưu tinh một đạo đao quang sáng lên đôi mắt của địch hổ co rụt lại trường đao của hắn sắp bổ trúng lục ly nhưng nếu như không đi đón đỡ trường đao của lục ly đầu của hắn sẽ bị chém đứt vì vậy hắn chỉ có thể dùng trường đao quét ngang đi đón đỡ cương đao của lục ly nhưng vừa chặn lại liền xảy ra chuyện keng keng thanh âm va chạm vang lên lực lượng mạnh mẽ chuyển đến chấn đến tay phải của địch hổ phát run hổ khẩu dạn nứt một khắc này hắn kém chút cầm không được trường đao trong tay lực lượng cường đại để toàn bộ cánh tay phải của hắn tê dần keng keng keng. Mấy tiếng xe gió vang lên, ánh đao lấp lóe, chỉ một giây đồng hồ, Lục Ly liên tục đánh ra ba bốn đao, một đao mạnh hơn một đao. Địch Hổ rốt cuộc không cầm được trường đao trong tay, bị đánh bay, hắn thì liên tiếp lui về phía sau, bị chấn đến khí huyết toàn thân quay cuồng, không áp chế nổi tụ huyết trong cổ họng, phun ra một ngụm máu. Không, giờ khắc này Địch Hổ lại hoàn toàn không có để ý phun ra máu tươi, hắn hoảng sợ nhìn ánh đao đang nhanh chóng phóng đại, hoảng sợ giống to, nếu như một đao kia của lục ly không dừng lại đầu hắn tuyệt đối sẽ bị đánh nát Hừ, lục ly không có dừng lại chỉ là ở thời khắc cuối cùng thân đao lật lại dùng sống đao nện xuống bả vai của địch hổ răng rắc tiếng xương gãy vang lên địch hổ giống như địch cổ bị nện ngã xuống đất xương quay xanh đứt gãy đau đến lăn lộn ở dưới đất ầm um. một cái chân hung hăng dẫm lên ngực địch hổ trường đao trượt đến cổ khiến thân thể địch hổ không dám động đậy nữa ánh mắt lục ly băng lãnh ở trên cao nhìn xuống địch hổ nói, địch hổ, ngươi nghe cho ta, lần sau còn dám tìm chúng ta phiền phức, trong lời nói khinh nhờn tỷ tỷ ta, ta sẽ khiến ngươi. Hưu, trường đao lục ly xoay chuyển, vạch lên quần địch hổ một cái, cực kỳ chính xác làm thứ kia lộ ra. Cảm giác hạ bộ lạnh lẽo, cả người địch hổ run lên, giờ khắc này hắn đã quên trên bờ vai đau nhất kịch liệt. Gương mặt hắn hoảng sợ, nội tâm thầm mắng không thôi, lục linh là nữ nhân điên. Lục ly này càng là thằng điên, vừa rồi nếu trường đao lại sâu một chút, mệnh căn của hắn sẽ phế đi nhìn ba người trọng thương lục ly quay người rời đi ngay cả chiến đao cũng không lấy ném cho địch cổ mặc dù địch bá và người trưởng thành trong bộ lạc đều đi xa sau ba ngày hắn cũng có thể thức tỉnh huyết mạch nhưng hắn tạm thời không muốn náo ra đại sự nếu như cắt đứt tay chân của ba người địch hổ khẳng định sẽ làm bộ lạc oanh động trừ khi hắn muốn lập tức dẫn lục linh rời khỏi bộ lạc sau khi rời đi hắn không có lập tức tới đoạn nhận lĩnh mà trốn ở phụ cận theo đuôi ba người địch hổ trở về bộ lạc Hắn sợ ba người địch hổ trả thù, phái người tìm Lục Linh phiền phức. Ba người địch hổ dắt dìu nhau trở lại bộ lạc, tiến vào nhà mình, rất nhanh trong bộ lạc truyền đến từng tiếng khóc mắng của phụ nữ. Lục Ly ở hậu sơn quan sát một hồi, xác định không người đi gây sự với Lục Linh thì hơi buông lỏng xuống. Hắn vẫn chưa yên tâm, từ sau núi quay người tới gần nhà mình. Lục Linh đang ở trong nhà yên tĩnh đọc sách, nhìn thấy trên bụng Lục Ly có vết máu, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Ly từ trong bao bố lấy ra một ít thuốc bột đắp lên cầm máu, hắn 10 tuổi liền lên núi săn giết dã dạ thú, bị thương là chuyện rất bình thường, nên thuốc bột một mực ở bên người. Hắn giải thích sự tình một lần, sau đó nhìn Lục Linh nói, "Tỷ tỷ, xin lỗi, lần này đệ nhịn không được." "Không sao, bị thương thì bị thương." Lục Linh cũng không có bối rối, ngược lại gương mặt bình tĩnh nói, "Địch Bá không ở bộ lạc, bằng đám người địch hổ lật không nổi bọt nước, để yên tâm đi kéo quan tài đi, đừng lo lắng cho ta." Mặc dù tỷ tỷ không thể tu luyện huyền lực, nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có, ai dám tìm ta phiền phức, ta để bọn hắn hối hận." Ách. Nhìn thần sắc Lục Linh bình tĩnh như vậy, Lục Ly cảm giác tự hồ nàng ẩn giấu rất nhiều bí mật. Hắn rất tin tưởng Lục Linh, nhẹ gật đầu không nói gì nữa, từ hậu viện nhảy ra ngoài, chạy về phía đoạn nhận lĩnh. Mặc dù bụng dưới bị thương nhẹ, chạy đi có chút đau đớn, nhưng tâm tình của Lục Ly lại rất vui vẻ. Trọng thương ba người địch hổ, để hắn từ nhỏ đến lớn bị khi dễ vô số lần lệ khí bị đè nén nhiều năm rốt cục phóng thích ra. Sau ba ngày hắn có thể thức tỉnh huyết mạch, còn có thể tu luyện huyền lực, hắn cũng không lo lắng địch bá trở về tìm phiền toái, cả người cực kỳ phấn khởi. Thức tỉnh huyết mạch, huyền lực, ta nhất định có thể trở thành cường giả. Giờ khắc này, tâm trở thành cường giả của lục ly càng mãnh liệt, chỉ có nắm giữ chiến lực mạnh mẽ, mới có thể không bị người khi dễ, mới có thể thủ hộ tỉ tỉ, mới có thể thống khoái như vừa rồi. Hiệu quả của thuốc bột không tệ, chờ đến đoạn nhận lĩnh, vết thương của lục ly đã khép lại, ẩn ẩn có dấu hiệu kết vảy. Sao hôm nay tới trễ như vậy? Di tiểu thư vừa vặn ở đoạn nhận lĩnh, lục ly vừa đi vừa về giày vò mấy bận, chờ đến đoạn nhận lĩnh thì mặt trời đã lên cao. Hiện tại lục ly là chủ lực kéo quan, tài, nàng tự nhiên có chút bất mãn. Lục ly gượng cười hai tiếng, thuận miệng giải thích, trong nhà có một số việc, cho nên tới trễ. Di tiểu thư thản nhiên nhìn lướt qua vết máu trên bụng lục ly, cũng không có hỏi, mà dặn dò, bên hàn băng thâm uyên kia có thể sắp xảy ra chuyện tăng thêm tốc độ tranh thủ mấy ngày nay di chuyển toàn bộ tổ quan vâng lục ly nhìn phương bắc nội tâm cũng có chút nặng nề vũ lăng quận ở phía nam hàn băng thâm uyên một khi bên kia xảy ra chuyện địch long bộ lạc rất có thể sẽ gánh tai ương phải mau chóng kéo quan tài đạt được đầy đủ thối thể đan nắm giữ tám năm trăm cân cự lực mặc dù bị chút thương tích hôm nay còn đến chậm nhưng lục ly liều mạng vẫn có thể kéo được ba quan tài lấy được ba viên thối thể đan cho hắn năm viên thối thể đan. Thời điểm lĩnh thù lao, đột nhiên di tiểu thư mở miệng, sau đó nàng bổ sung thêm, thêm hai viên là chi trước cho ngươi, sau khi kéo quan tài xong, sẽ khấu trừ ở trong ban thưởng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Thể chất của lục ly biến thái, di tiểu thư một mực lưu ý, nàng lo lắng bên hàn băng thâm uyên xảy ra chuyện, cho nên muốn khí lực của lục ly nhanh chóng gia tăng, tăng thêm tiến độ kéo quan tài. Lục ly vội vàng cảm tạ, mừng rỡ mang theo năm viên thối thể đan chạy về bộ lạc. Vừa tiến vào bộ lạc, Lục Ly phát hiện rất nhiều phụ nữ và lão giả nhìn hắn đều cực kỳ không tốt, còn có phụ nữ nói thầm nhục mạ hắn. Lục Ly không để ý tới các nàng, chạy thẳng về nhà, nhìn thấy Lục Linh đang ngồi đọc sách, hắn như chút được gánh nặng. Cùng lúc luyện hóa năm viên. Sau khi cơm nước xong, nội tâm của Lục Ly nôn nóng trở về phòng, lần này hắn chuẩn bị luyện hóa cả năm viên thối thể đan, nhìn xem có thể tăng bao nhiêu khí lực liên tục nuốt năm viên thối thể đan uống mấy ngụm nước sạch một cỗ nhiệt lượng kinh khủng càn quét toàn thân trong tay lục ly sớm nắm khúc gỗ cắn răng chịu đựng nóng dược lực của năm viên thối thể đan rất khủng bố lần này còn khó chịu hơn lần thứ nhất luyện hóa thối thể đan toàn thân giống như ném vào trong lò lửa hơn nữa thời gian kéo dài hơn rất nhiều sau nửa canh giờ nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường lục ly lau mồ hôi trên trán bò lên giường nằm ngủ rất nhanh răng thú bắt đầu phát sáng Lục Linh đúng giờ tiến đến tra xét, xác định không có chuyện gì. Nàng yêu chiều nhìn Lục Ly một cái, sau đó mới ra khỏi phòng. Oanh! Ngày thứ hai trong sơn cốc, Lục Ly ném cự thạch một cái, dẫn tới mặt đất chấn động, mặt mũi hắn tràn đầy phấn chấn nói. Một ngàn cân, khí lực của ta tăng trưởng một ngàn cân, hiện tại ít nhất có hơn 9.500 cân khí lực. Vạn cân cự lực, buổi sáng ngày mai là có thể đạt tới. Lục Ly nắm chặt nắm đấm, cảm thụ trong thân thể ẩn chứa lực lượng, hắn kích động không thôi, bảy năm khổ luyện nửa tháng kéo quan tài hắn rốt cục sắp đạt tới mục tiêu cũng sắp thức tỉnh huyết mạch ầm cởi quần áo ra hắn nhảy vào trong đầm nước tắm rửa một chút hắn không có đi thác nước tôi thể mà vội vàng về nhà ăn điểm tâm sau đó đi ra ngoài lục ly còn chưa đi ra bộ lạc một thiếu niên nhảy tới mặt mũi tràn đầy âm độc nhìn lục ly nói ngươi lại dám chém thương đám người hồ ca địch đào đã đi tìm tù trưởng cùng hỏa ca ngươi liền muốn xong đời thiếu niên nói xong hung hăng chừng lục ly một cái, sau đó chui vào trong nhà. Lục ly nhướng mày, khó trách hôm qua bộ lạc bình tĩnh như vậy, thì ra địch hổ đã phái người đi tìm phụ thân và đại ca của hắn. Địch bá, địch hỏa. Nội tâm lục ly hơi ngưng trọng, địch bá là đệ nhất cường giả của bộ lạc, thần hài cảnh sơ kỳ. Địch hỏa là đại nhi tử của địch bá, đại ca của địch hổ, cũng là thiên tài thế hệ trẻ tuổi. Nửa năm trước địch hỏa đã là huyền vũ cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá thần hải cảnh, hai người này tùy tiện ai ra tay, hắn cũng không phải đối thủ. Mặc kệ, hôm nay kéo cổ quan xong, ta có thể đạt tới vạn cân cự lực, có thể thức tỉnh huyết mạch. Đến lúc đó đại gia tộc như Liễu Gia cũng sẽ tới mời chào, coi như địch bá trở về thì thế nào. Nghĩ tới đây, lục ly thoải mái hơn, hắn nhìn thoáng qua nhà mình, sau đó nhanh chân chạy về phía đoạn nhận lĩnh. Hôm nay mặt trời mọc, ánh hào quang vạn trượng, chiếu rọi cả một vùng đoạn nhận lĩnh. Di tiểu thư cưỡi ngân lăng sừng sững ở trên đỉnh đoạn nhận lĩnh, khuôn mặt như vẽ, ung dung hoa quý, để Lục Ly nhìn có chút lóa mắt. Lục Ly, Di tiểu thư nhìn thấy Lục Ly thì nhẹ gật đầu, hỏi, luyện hóa thối thể đan rồi, có gia tăng khí lực không? Hắc hắc, Lục Ly nhách miệng cười cười, gật đầu nói, yên tâm đi Di tiểu thư, hôm nay ta có thể kéo năm sáu quan tài. Biến thái, hai lão già ở bên cạnh trợn trắng mắt, hơn 10 ngày trước Lục Ly một ngày mới có thể kéo một quan tài, còn cực kỳ phí sức. Vẻn vẹn hơn 10 ngày, hiện tại hắn một ngày có thể kéo 5-6 quan tài rồi. Bọn họ đều là võ giả huyền vũ cảnh, lại bị một đầu tiểu tử không cách nào tu luyện nhẹ nhõm vượt mặt, mỗi ngày còn vượt mặt hai lần. Không tệ. Di tiểu thư hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, nàng nghĩ nghĩ nói, lục ly, chỉ cần ngươi có thể tu luyện ra một tia huyền lực, ta có thể cân nhắc tiến cử ngươi gia nhập liễu gia chúng ta. Tốt. Lục ly càng thêm chấn phấn, Lục Linh nói sau khi huyết mạch thức tỉnh, là hắn có thể tu luyện huyền lực, gia nhập liễu gia không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần gia nhập liễu gia, địch bá thấy hắn cũng phải cúi đầu. Lục Ly lôi kéo cổ quan chạy như điên, cổ quan nặng 3.000 cân ở trong tay hắn tựa như đồ chơi. Hiện tại hắn không cần dùng vai khiêng, cũng không cần cởi áo, hai cánh tay nắm xích sắt nhanh chân lao đi. Tiểu ca, chậm một chút, đừng để lật ngã từng lão giả bị vượt qua, nhìn Lục Ly như ngựa hoang lo nhanh, trong lòng không biết là tư vị gì còn có vài lão già thì âm thầm hối hận, sớm biết bọn hắn cũng sẽ đổi thối thể đan. Hôm nay Lục Ly kéo tới 6 quan tài, hắn kéo quan tài còn nhanh hơn chạy bình thường một chút, tốc độ quá nhanh, để rất nhiều lão già đỏ mắt. Những cổ quan kia đối với bọn hắn mà nói, là một viên huyền linh đan nha, hiện tại đều bị Lục Ly cướp đi. Mặt trời sắp rơi xuống, bầu trời phương Tây hào quang vạn trượng, Lục Ly kéo xong quan tài thứ 6, ngồi ở trên đỉnh núi thờ hổn hển. Chạy cả ngày, thể lực của hắn tiêu hao rất lớn, bất quá thần sắc lại không có một chút mỏi mệt ngược lại tràn đầy phấn chấn hôm nay hắn có thể đạt được sáu viên thối thể đan coi như trừ đi hai viên dự chi hôm qua cũng có bốn viên đủ tăng lên tới vạn cân cự lực di tiểu thư còn chưa tới đoán chừng đằng sau còn có mấy quan tài lục ly chỉ có thể chờ đợi qua mấy nén hương trời chiều phía tây đã rơi hẳn chỉ còn mấy sợi hào quang sao còn chưa tới lục ly có chút gấp theo lý mà nói di tiểu thư sớm nên lên núi rồi hắn đứng lên đi qua đi lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đừng xảy ra chuyện gì nha. Gào. Đúng lúc này, ngoài ngàn dặm chuyển đến tiếng thú gào to lớn. Tiếng giống kia vang dội hơn trước gấp mấy lần, chấn đến đám người lục ly, bao quát hộ vệ liễu ra hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất. Một cỗ khí tức hung lệ từ phương Bắc chuyển đến, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng đám người lục ly đều thấy lạnh cả người, nội tâm hoảng sợ. Một lão giả run rẩy thì thào, này, này ít nhất cũng là huyền thú lục phẩm trở lên, huyền vũ thần hải hồn đàm mệnh luân bất diệt quân hầu nhân hoàng đẳng cấp của huyền thú đối ứng với cảnh giới của võ giả huyền thú lục phẩm trở lên là tương đương với trên quân hầu cảnh nếu như là huyền thú thất phẩm thì có thể so với cường giả nhân hoàng của nhân tộc nhân hoàng cảnh đó là hoàng giả của nhân tộc bắc mạc lớn như vậy cũng không có cường giả nhân hoàng có thể tưởng tượng giờ phút này huyền thú gầm rú cường đại cỡ nào ô ô cứu cứu giống giống từng tiếng thú gào không ngừng vang lên, những thú giống này yếu hơn rất nhiều, nhưng khoảng cách lại gần, tựa hồ ngay ở bên ngoài hai ba trăm dặm. Không xong, một hộ vệ liễu ra sắc mặt đại biến, kinh hô lên, thú vương trong hàn băng thâm uyên giống to, tựa hồ huyền thú ở ngoại vi bạo động rồi. Tuyệt đối đừng phát sinh thú triều. Thú triều, tất cả hộ vệ và người kéo quan tài sắc mặt đại biến, một khi phát sinh thú triều, hậu quả kia khó mà lường được. 15 năm trước, Hàn Băng Thâm Uyên phát sinh qua một lần thú triều, lần kia, mười mấy vạn con dân của Vũ Lăng quận bị huyền thú giết chết, nếu không phải cường giả các đại gia tộc xuất động, sợ là Vũ Lăng quận đã gà chó không còn. Nghĩ cái gì tới cái đó? Nương theo từng tiếng thú giống chim kêu, trong dãy núi xa xa, từng đạo khí tức hung lệ xuất hiện. Ở bầu trời phương Bắc, rất nhiều quái vật khổng lồ bay lên không, che đậy nửa bầu trời, từng con phi cầm huyết dài, xuyên kim nát thạch, khắp nơi chấn động. Con mẹ nó, lục ly lo lắng, nhìn bộ dáng là sắp phát sinh thú triều, nói không chừng địch long bộ lạc sẽ gặp tai họa nội tâm của hắn cực kỳ lo lắng cho tỷ tỷ chỉ là hắn còn có mấy viên thối thể đan chưa cầm tới làm sao có thể rời đi đầu tiên chờ chút đã địch long bộ lạc ở phía nam hắc ưng lĩnh 30 mươi dặm coi như thú triều khoách tán qua bên này cũng sẽ đến hắc ưng lĩnh trước hắn có đầy đủ thời gian chạy về hơn nữa bên hàn băng thâm uyên có rất nhiều cường giả còn có tộc nhân của vô số bộ lạc đóng giữ những ngày này đám người liễu vũ không xuất hiện hẳn là cũng đi bên kia đóng giữ nói không chừng có thể ngăn cản thú chiều khuếch tán cứu cứu tiếng chim kêu càng ngày càng cuồng bạo đám người lục ly ở trong đêm tối lờ mờ nhìn thấy bầu trời phương bắc bị hung cầm che đậy nội tâm không khỏi hoảng hốt hoảng sợ bất an đám hộ vệ liễu gia cũng âm thầm kinh hãi liễu vũ mang theo rất nhiều cường giả đi hộ vệ lưu ở hắc ưng lĩnh chỉ là huyền vũ cảnh không có cường giả thần hải cảnh nếu như đám phi cầm kia khuếch tán qua bên này sẽ có đại phiền toái chuẩn bị mở đại trận ra một tiểu đội trưởng tu vi huyền vũ cảnh đỉnh phong quát lên hắc ưng lĩnh là băng táng trận của liễu gia rất sớm đã bắt đầu xây dựng đại trận phòng ngự trước đó mấy ngày đại trận đã xây dựng hoàn tất sau khi mở ra có thể nhẹ nhõm ngăn cản huyền thú ba bốn cấp công kích bất quá khí tức hung cầm cường đại như thế sợ là hung cầm bốn năm cấp đừng nói bay tới một bầy coi như tới hai ba con mọi người cũng sẽ táng thân ở hắc ưng lĩnh hưu thời điểm rất nhiều lão già chuẩn bị rút đi phương bắc văng lên tiếng xe gió một cỗ chiến xa tản mắt ra ánh sáng hoàng kim từ phương bắc phá không bay đến chiến xa kích xạ kim quang vạn trượng vô số khí tức cường đại từ trong chiến xa truyền đến ép tới đám người lục ly không thở nổi cường giả bất diệt cảnh tốt rồi sẽ không xảy ra chuyện lớn tiểu đội trưởng như chút được gánh nặng cường giả gia tộc siêu cấp xuất thủ chấn áp hung cầm những cường giả gia tộc siêu cấp kia sẽ không cho phép hung cầm mạnh mẽ làm hại khắp nơi phanh 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 từng cường giả mặc chiến giáp bay lên không, toàn thân phát sáng giống như mặt trời. Đám người lục ly chỉ có thể nhìn thấy từng bóng người tản ra kim quang, vì khoảng cách quá xa nên thấy không rõ khuôn mặt. Cường giả xuất thủ, từng giải lụa màu vàng to lớn bay ra, chiếu sáng bầu trời phương Bắc. Từng con hung cầm bị nện rơi xuống, từng thanh âm chấn thiên động địa vang lên, sông núi dạn nứt, cự thạch đổ ngã. Đây mới thật sự là cường giả, đưa tay san bằng sông núi, phá nát cự thạch, chấn áp huyền thú. Lục Ly nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc những cường giả kia cách quá xa, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản thấy không rõ động tác. Chỉ có thể nhìn thấy từng quang ảnh, từng tấm lụa to lớn. Cứu cứu! Có mấy trăm chấm đen nhanh chóng khoách tán về bên này, tiếng chim kêu càng ngày càng gần. Đám lão giả kéo quan tài sắc mặt đại biến, cái gì cũng không quan tâm, nhanh chóng xuống núi, ngay cả thù lao cũng không cần. Mở ra đại trận, tiểu đội trưởng giống to, lục ly cũng mặc kệ, nhanh chân lao xuống núi hắc ưng lĩnh quá cao mục tiêu quá rõ ràng mặc dù nghe tiếng chim kêu hung cầm khoách tán qua bên này không tính mạnh nhưng số lượng quá nhiều hơn nữa bên này vừa khai chiến rất dễ dàng hấp dẫn càng nhiều huyền thú tới đỉnh núi sáng lên quang mang màu lam hình thành một vòng bảo hộ móc ngược ở trên hắc ưng lĩnh bảo hộ toàn bộ tổ quan ở bên trong hư 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 ba hộ vệ liễu ra cưỡi ngân lang từ trên núi chạy như bay xuống tiểu đội trưởng quát khẽ chúng ta ngăn cản trước các ngươi đi tìm di tiểu thư lập tức trở về gia tộc Cầu viện. "Di tiểu thư?" Lục Ly dừng chân, gần đây đan dược đều là lão giả bên người Di tiểu thư phát. Nếu như đi theo nhóm hộ vệ này tìm được Di tiểu thư, có thể nhận lấy thối thể đan hay không? Không có thối thể đan, Lục Ly rất khó đạt tới vạn cân cự lực, cũng không thể thức tỉnh huyết mạch. Mắt thấy sắp đạt tới vạn cân cự lực, để hắn rất không cam tâm. "Đi." Một lát sau, Lục Ly hạ quyết tâm đi tìm Di tiểu thư. Hắc ưng lĩnh cách địch long bộ lạc 30 dặm ở giữa còn cách hai đại bộ lạc coi như thú triều muốn tai họa địch long bộ lạc cũng cần thời gian đầy đủ hắn chạy trở về lục ly quyết định chủ ý xuôi theo sơn đạo lao theo hộ vệ liễu gia chỉ là hộ vệ liễu gia đều cưỡi ngân lang tốc độ quá nhanh rất nhanh lục ly đã mất đi bóng dáng của bọn hắn đuổi theo di tiểu thư là người liễu gia phái tới giám thị sự tình kéo quan tài nàng hẳn ở giữa đoạn nhận lĩnh và hắc ưng lĩnh lục ly xuôi theo sơn đạo kéo quan tài lao nhanh đi tìm di tiểu thư lấy thối thể đan cứu cứu chạy hơn 10 dặm bên hắc ưng lĩnh chuyển đến từng tiếng chim kêu lục ly quay đầu nhìn thoáng qua mơ hồ nhìn thấy mấy trăm con hung cầm đang công kích vòng bảo hộ bất quá nhìn tình huống phẩm cấp của hung cầm không cao lắm vòng bảo hộ màu lam còn không có phá vỡ chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio băng táng trận có hộ vệ của liễu gia đi quan tâm lục ly không cần để ý xuôi theo sơn đạo lao nhanh Trời triệt để tối, tối nay thời tiết cũng không tệ lắm, có ánh trăng mông lung. Sơn đạo mỗi ngày này lục ly kéo quan tài đã sớm quen thuộc, hắn hết sức lao nhanh, thân hình không có dừng lại chút nào, chạy thêm bảy tám dặm, lục ly dừng lại. Phía trước chuyển đến tiếng chim kêu, ẩn ẩn còn có tiếng hét phẫn nộ của võ giả. Trầm ngâm một lát, lục ly bò lên trên một ngọn núi đá, trông về phía xa. Bên kia lại có ánh sáng nhàn nhạt, lục ly nhìn mấy lần lập tức minh bạch, đó là một bộ tổ quan của liễu gia phát ra u quang. Di tiểu thư ở đó. Lục Ly thấy được một bóng hình xinh đẹp màu tím, trong tay nàng cầm trường tiên, toàn thân có bạch quang lóng lánh, trường tiên ánh sáng rạng rỡ, rõ ràng là huyền khí. Bên người Di tiểu thư còn có bảy tám võ giả, ba hộ vệ vừa rồi cũng ở bên người Di tiểu thư. Bọn hắn bị một đám đại điểu màu đỏ bao vây, liếc nhìn lại, ít nhất cũng trên trăm con, tất cả mọi người tắm máu chiến đấu, có hai tên hộ vệ thụ thương, nửa người đều là máu đại điểu kia rõ ràng là huyền thú, lông vũ màu đỏ như lân phiến, phát ra. Hồng quang yếu ớt, đôi thiết chảo giống như bị lửa đốt đỏ lên. Huyền thú nhất phẩm, hồng lân ưng. Lục ly nhận biết loại huyền thú này, hắn thở dài một hơi, trước kia hắn tao ngộ qua huyền thú này. Lực công kích không tính quá mạnh, nhưng phòng ngự rất khủng bố. Hai năm trước hắn bị một con hồng lân ưng truy sát hơn 10 dặm, cuối cùng trốn vào một sơn động mới may mắn thoát khỏi. Hồng lân ưng không tính mạnh, nhưng vấn đề là số lượng nhiều lắm, trên trăm con hồng lân ưng công kích liên miên không dứt, bên người di tiểu thư lại chỉ có bảy tám người, chống cự rất gian nan. Di tiểu thư kia rất mạnh, xem ra đã đạt đến huyền vũ cảnh đỉnh phong. Lục ly âm thầm cảm khái, di tiểu thư chỉ lớn hơn hắn tầm 1-2 tuổi, lại đạt đến huyền vũ cảnh đỉnh phong, mặc dù sinh ra ở đại gia tộc, nhưng từ chất xem như rất tốt. Làm sao bây giờ? Đám người di tiểu thư bị hồng lân ưng bao vây, nếu hắn đến gần, tuyệt đối sẽ bị hồng lân ưng công kích, không cẩn thận mạng nhỏ sẽ mất sớm biết nên đoạt chiến đao của địch cổ theo lục ly có chút hối hận không có binh khí đối đầu với hồng lân ưng là cực kỳ thiệt thòi công kích của hồng lân ưng không tính mạnh nhưng bị móng của nó bắt chúng hoặc bị miệng ưng mổ chúng thì hắn khẳng định sẽ bị trọng thương lục ly cách chiến trường chừng một dặm giờ phút này ẩn thân ở sau tảng đá hồng lân ưng không có chú ý tới hắn nếu cứ như vậy rút lui là hoàn toàn không có vấn đề liều mạng cuối cùng hắn cắn răng quát khẽ Đám người Di tiểu thư đối đầu gần trăm con hồng lân ưng có chút miễn cưỡng, rất có thể toàn bộ chiến tử. Nếu các nàng đều chết, hắn đi nơi nào lấy thối thể đan, Liễu gia cũng sẽ không chịu trả. Đã tới, cứ như vậy rút đi, hắn rất không cam tâm. Nắm giữ hơn 9.000 cân cự lực, lực lượng của Lục Ly tăng nhiều. Hắn liếc nhìn vài lần, tìm được một cây gậy gỗ to bằng bắp đùi, vung gậy gỗ lặng yên tới gần chiến trường. A, à, tiếng gào giống vang lên, vai trái của một tên hộ vệ Liễu gia bị ưng chảo bắt trúng bả vai xuất hiện mấy lỗ máu, máu me đầm đìa. Nếu không phải bên cạnh có người xuất thủ cứu giúp, đoán chừng đầu của hắn đã bị bẻ vụn. Chịu đựng. Di tiểu thư đánh ra trường tiên, mang theo tiếng gió mạnh mẽ, đánh lui từng con hồng lân ưng, nàng nghiêm nghị nói, thú triều bạo động, gia tộc nhất định phát giác được, sẽ lập tức phái người đến cứu chúng ta, chịu đựng. Mặc dù nói như vậy, nhưng nội tâm của di tiểu thư lại trầm xuống, vũ lăng thành cách bên này 80 dặm, coi như thần hải cảnh dùng tốc độ cao nhất chạy đều cũng cần hơn nửa canh giờ, nhiều hồng lân ưng như vậy các nàng có thể kiên trì nửa canh giờ sao nơi này xung quanh trống trải không có rừng cây sơn động trú ẩn rất khó đào tẩu ta không nên phái liễu vũ rời đi di tiểu thư âm thầm hối hận lúc gia tộc điều liễu vũ đi có hỏi ý kiến của nàng nàng nghĩ chỉ là giám thị kéo quan tài mà thôi có thể xảy ra chuyện gì vòng ngoài hàn băng thâm uyên lại có nhiều võ giả chú đóng gần như vậy xảy ra chuyện cũng sẽ không tai họa tới bên này nào biết một thú vương cường đại trong hàn băng thâm uyên bạo giống kinh động huyền thú cấp thấp ở vòng ngoài hết lần này tới lần khác nơi này lại có một bộ cổ quan chưa kéo tới hắc ưng lĩnh vì bảo hộ cổ quan đám người di tiểu thư mới bị hồng lân ưng vây đánh lại một tên hộ vệ bị miệng ưng mổ chúng phần lưng xuất hiện lỗ máu bên các nàng ngoại trừ nàng và hồng lão bên người có thể kích thương hồng lân ưng những người còn lại rất khó kích thương hồng lân ưng tình thế càng ngày càng nguy cơ phòng ngự của hồng lân ưng rất mạnh hồng quang trên người có thể để lông vũ của chúng nó cứng như hàn thiết đao kiếm bình thường rất khó phá vỡ ngoại trừ di tiểu thư và hồng lão hộ vệ còn lại đều là huyền vũ cảnh trung kỳ trong tay chỉ có huyền khí cấp thấp nhất tự nhiên rất khó áp chế được hồng lân ưng chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây nghĩ tới đây nội tâm của di tiểu thư càng lúc càng trầm trọng trường tiên trong tay hữu khí vô lực xúc sinh cút ngay cho ta đúng lúc này nơi xa chuyển đến tiếng giống sau đó một hắc ảnh từ đằng xa lao tới trong tay hắn cầm một cây gậy to lớn hai bên cùng quét thế mà nhẹ nhõm đập bay hai con hồng lân ưng cứ binh đến rồi mọi người tinh thần đại trấn đôi mắt của di tiểu thư phát sáng nhưng khi các nàng thấy rõ ràng người tới lại không khỏi tái mặt bọn hắn đều biết người tới chính là lục ly chờ bọn hắn nhìn thấy gậy gỗ trong tay lục ly thì càng thêm bó tay lục ly không cách nào tu luyện huyền lực ngay cả võ giả cũng không phải còn cầm một cây côn gỗ hắn là đi tìm cái chết sao tiểu tử đi mau chớ tới gần một tên hộ vệ không đành lòng quát lên, lục ly lại mắt điếc tai ngơ, như con báo xông đến. Gậy gỗ trong tay hắn vung quét, không ngừng nện lên người hồng lân ưng, từng con hồng lân ưng bị đập bay, thế không thể đỡ. Ách! Di tiểu thư và hồng lão lướt nhau, thần sắc hai người có chút phấn chấn. Lục ly này trời sinh thần lực, liên tục, luyện hóa mười mấy viên thối thể đan. Giờ phút này ít nhất có vạn cân cự lực, ngược lại là một giúp đỡ kịp thời. Nói không chừng hôm nay hắn thực có thể giúp các nàng một tay. Răng rắc, rất nhanh đôi mắt của di tiểu thư và hồng lão ảm đạm xuống côn gỗ của lục ly bị hồng lân ưng bẻ vụn hồng lân ưng hò hét lao xuống lục ly vì tránh né ưng chảo công kích bất đắc dĩ lăn mấy vòng bộ dáng cực kỳ chật vật tiểu tử đi mau nếu không ngươi sẽ chết hiện tại đại bộ phận hồng lân ưng còn không có chú ý tới lục ly còn có cơ hội đào tẩu lại có hộ vệ không đành lòng quát lên khuyên lục ly không nên chịu chết không ta sẽ không đi Lục Ly nhảy dựng lên, hắn tránh trái tránh phải, tránh né ưng chảo công kích. Ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định, chật vật chạy tới, không ngừng đến gần. Giết! Tất cả hộ vệ bao quát di tiểu thư đều có chút cảm động, nhìn không ra tiểu tử này còn nghĩa khí như vậy. Liều chết cũng muốn đến giúp bọn hắn. Bất quá, sau một khắc Lục Ly hô lên một câu, lại làm cho mọi người ngã ngừa, Lục Ly quá to, di tiểu thư, ngươi còn chưa trả thù lao, ta làm sao có thể đi. Cho ta một cây đao, càng nặng càng tốt tiếng giống to của lục ly đánh thức mọi người hồng lão nghĩ nghĩ sau đó quát khẽ liễu cường đưa đao của ngươi cho hắn phòng ngự của hồng lân ưng cường đại hơn nữa còn biết bay đối phó loại hung cầm này huyền kỹ xảo diệu tác dụng không lớn trừ khi có huyền khí cao cấp nếu không còn không bằng có một thân man lực vừa rồi lục ly dùng gậy gỗ cũng có thể đập bay hồng lân ưng có thể tưởng tượng lực lượng của hắn khủng bố cỡ nào giữa sân ngoại trừ hồng lão và di tiểu thư những người còn lại khí lực đều kém xa lục ly hưu hộ vệ cánh tay trái thụ thương kia vội vàng ném chiến đao cho lục ly hắn thì trốn ở dưới cổ quan hoàng kim tránh bị hồng lân ưng công kích tốt bắt lấy chiến đao bay tới khí chất cả người lục ly đại biến giống như lúc đối đầu với địch hổ hắn ngửa mặt lên trời gào to xúc sinh tới đi cứu cứu một con hồng lân ưng huyết dài đáp xuống lợi chảo hiện ra hồng quang tựa như móng vuốt của tử thần muốn xé rách lục ly hưu hai chân của lục ly hơi uốn lượn như sừng sững trên đá lớn ở dưới thác nước hắn vung chiến đao như thiểm điện đánh ra bốn năm đao thu hồng lân ưng thống khổ huyết dài ở trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người một cái lợi chảo của hồng lân ưng đứt gãy hai cánh nó mở ra đau nhức bay xa ngô ngay cả di tiểu thư cũng có chút mộng bay đi kia thật là hồng lân ưng sao làm sao có thể một đao bị chém đứt lợi chảo phòng ngự của hồng lân ưng cực kỳ kinh khủng rất nhiều hộ vệ công kích nhiều lần cũng chỉ có thể chém thương ưng chảo ngay cả hồng lão cũng rất khó chạm đứt ưng chảo đao thật nhanh đôi mắt của hồng lão sáng lên cực kỳ phấn chấn hắn nhìn thấy mọi người ngơ ngẩn thì quát to nhanh công kích có tiểu tử này tối nay chúng ta có cơ hội thoát hiểm rồi giết mặc dù mấy tên hộ vệ khác còn rất kinh ngạc nhưng đều nhao nhao công kích bên kia lục ly vừa công kích vừa nhanh chóng tới gần hắn lại chém một con hồng lân ưng đang đáp xuống mấy đao thu nương theo tiếng rên dị, nửa bên cánh của Hồng Lân Ưng bị bổ đứt, thân thể không cách nào giữ cân bằng, hung hăng rơi vào trong khe núi. Đao thật nhanh. Lúc này Di Tiểu Thư thấy rõ, Lục Ly thi triển cũng không phải huyền kỹ cao thâm, trên tay hắn hoàn toàn không có huyền lực, cũng không dùng huyền kỹ. Đao pháp của hắn rất đơn giản, nhưng đao pháp lại có một điểm cực kỳ khủng bố. Nhanh, nhanh như hồng quang. Một giây đánh ra năm sáu đao, hơn nữa đều bổ vào một vị trí. Hắn nắm giữ lực lượng kinh khủng, chớp mắt bổ ra năm sáu đao, còn bổ vào một vị trí, chảo ưng cánh ưng bị chém đứt cũng dễ dàng lý giải. Cái này giống như đốn cây, mỗi một đao bổ ra một lỗ nhỏ, liên tục bổ ở trên lỗ hồng này, cây lớn hơn nữa cũng sẽ bị chém đứt. Hư hư hư. Bên kia hồng lão học theo cách của lục ly, không sử dụng huyền kỹ hoa mỹ, lựa chọn phương pháp chém đơn giản nhất, một hơi liên tục bổ ra vài đao. Hắn quả nhiên nhẹ nhõm chặt đứt ưng chảo, dọa chạy một con hồng lân ưng. Tiểu thư, ngươi đổi vũ khí, Mặt hồng lão đỏ lên, nhìn Liễu Di hét lớn, sau đó tiếp tục tìm Hồng Lân Ưng khai chiến. Di tiểu thư tỉnh ngộ, đổi vũ khí với một người khác, trường tiên của nàng là Huyền khí nhân giai thất phẩm, nhưng đối phó Hồng Lân Ưng căn bản không có tác dụng quá lớn. Sau khi Di tiểu thư đổi vũ khí, học theo Lục Ly, nàng là Huyền Vũ cảnh đỉnh phong, lực lượng không kém Lục Ly chút nào. Bất quá nàng không am hiểu đao pháp, không cách nào chém đứt ưng chảo, chỉ có thể kích thương Hồng Lân Ưng, cũng xem như không tệ. Tiểu tử tăng thêm tốc độ nếu không sẽ hấp dẫn càng nhiều hồng lân ưng hồng lão càng đánh càng hăng hắn nhìn lục ly giống to đoán trừng phương bắc đang phát sinh thú triều quy mô lớn bên này chiến đấu càng lâu càng dễ dàng hấp dẫn huyền thú một khi bị nhóm lớn huyền thú vây quanh tất cả mọi người đều sẽ chết tốt lục ly minh bạch điểm này hắn vung vẩy trường đao mỗi lần bổ ra tất có một con hồng lân ưng bị chặt thương keng sau khi chặt mười mấy con hồng lân ưng chiến đao trong tay lục ly đứt gãy phòng ngự của hồng lân ưng quá mạnh chiến đao này chỉ là huyền khí nhân gia nhất phẩm, lục ly liên tục chém ở một vị trí, tự nhiên gánh không được. Mất đi chiến đao, lục ly tựa như lão hổ không răng, chật vật tránh né hồng lân ưng công kích, hồng lão vội vàng hét lớn, cho hắn đao khác. Không cần. Lục ly hét lớn, hắn lăn khỏi vị trí, thân thể như ly miêu vọt tới phụ cận mọi người. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hai tay nắm lên xích sắt, vung mạnh cổ quan. Cổ quan nặng 3.000 cân, lại bị lục ly vung mạnh bay lên, tựa như một cái liên chùy xoay tròn. Oanh! Cổ quan hoàng kim hung hăng đệ lên người một con hồng lân ưng, trọng lượng 3.000 cân cũng không phải chơi. Con hồng lân ưng kia bị đập bay, máu tơi tung tóe, vùng vẫy một hồi cũng không bay lên được. Oanh! 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 Lục ly hóa thân thành vực ngoại cuồng ma, tay nắm xích sắt, vung lấy cổ quan hoàng kim, hung hăng đập bay từng con hồng lân ưng. Chỉ vừa đối mặt, đã đập bay 4-5 con hồng lân ưng hơn nữa hồng lân ưng bị đập bay đều bị thương nặng tiểu tử người lớn mật di tiểu thư giận tím mặt liên tục phẫn nộ quát mau thả xuống bên trong là tổ gia gia của ta hồng lão và một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau lục ly này quá lớn mật trong cổ quan an táng di thể của liệt tổ liệt tông liễu gia hắn vung cổ quan như vậy hài cốt bên trong đoán chừng đã vỡ nát đây chính là khinh nhờn tổ tiên kinh động vong hồn di tiểu thư không nổi giận mới lạ lục ly không có để xuống Hắn vừa vung cổ quan công kích Hồng Lân Ưng, vừa quay đầu nói, "Là mệnh quan trọng hay tổ quan quan trọng? Không đánh lui Hồng Lân Ưng, chúng ta đều phải chết. Tổ quan này cũng sẽ không đập hư, nếu tổ tông ngươi có linh, khẳng định sẽ tha thứ chúng ta vô lễ." Dùng chiến đao công kích Hồng Lân Ưng tốc độ quá chậm, không đánh lui đám Hồng Lân Ưng này, Di tiểu thư làm sao có thời gian cho hắn thối thể đan? Lục Ly chỉ muốn thối thể đan, hắn không muốn chết, vạn nhất hấp dẫn số lớn huyền thú tới, hắn sẽ chết ở nơi này. Ngươi di tiểu thư vừa tức vừa giận nhưng không có ngăn cản hành vi vô lễ của lục ly tổ quan có cấm chế bảo hộ sẽ không xảy ra chuyện gì hồng lão trấn an nói tiểu thư tình thế nguy cấp ngộ biến tòng quyền tổ tiên sẽ không trách tội ngươi bảo mệnh quan trọng chúng ta mau chóng đánh lui hồng lân ưng sau đó rút lui di tiểu thư chỉ có thể phát tiết lửa giận lên người hồng lân ưng thỉnh thoảng nhìn qua lục ly sợ cấm chế bị hủy hài cốt bên trong bay ra hát lục ly giống to nắm lấy xích sắt vung lấy cổ quan hoàng kim mỗi lần hắn công kích đều có một hai con hồng lân ưng bị đập bay dữ dội đến không tưởng nổi biến thái hai hộ vệ thụ thương trốn ở dưới tảng đá hai người nhìn lục ly mà âm thầm líu lưỡi nửa tháng trước bọn hắn còn xem thường lục ly hiện tại mới phát hiện nếu như khai chiến với tiểu tử này sợ là hai người sẽ bị đập chết đêm tối điều hưu gió lạnh sưu sưu trên cổ đạo một đám hồng ưng không ngừng lao xuống một thiếu niên vung vẩy cổ quan, hình ảnh kia cực kỳ dọa người. Có cổ quan làm vũ khí, tốc độ kích thương hồng lân ưng tăng nhiều, mỗi lần lục ly đều có thể nhẹ nhõm đập bay một hai con hồng lân ưng. Chỉ qua một nén hương, bốn phía đều là hồng lân ưng bị nện thương. Rất nhiều hung cầm bị đập gãy cánh không bay lên được, chỉ có thể nằm ở trên mặt đất vỗ cánh, lật mình huyết dài, bốn phía rất nhiều cây cối bị đụng ngã, vết chảo vết cắt khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Ba nén hương sau, hồng lân ưng chỉ còn lại không tới 10 con nguy hiểm đã được giải trừ lục ly mệt mỏi thở dốc hắn để cổ quan xuống không công kích nữa những hồng lân ưng kia đều sợ vỡ mật không dám tới gần hắn cổ quan nặng nề giáng xuống dẫn tới mặt đất chấn động khóe miệng của di tiểu thư có rút hài cốt bên trong sợ là bị chấn bể rồi đây chính là tổ tông của nàng hát hồng lão đánh bay một con hồng lân ưng hắn liếc nhìn xung quanh quả quyết hạ lệnh chuẩn bị rút lui không thể ở nơi này nhiều hồng lân ưng như vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều huyền thú tổ quan tại sao? Di tiểu thư lo lắng, lui đi sẽ không có người thủ hộ tổ quan nha. Chớ để ý, tổ quan có cấm chế bảo hộ, huyền thú không hủy được. Hồng lão nghĩ nghĩ, vất tay nói. Trong lòng lục ly hơi động, nhanh chóng kéo tổ quan đến bên một ngọn núi nhỏ. Sau đó thân thể nhảy lên, nhấc chân đạp xuống mấy cước. Núi nhỏ sụp đổ, bùn đất trượt xuống vùi lấp cổ quan. Lục ly nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Như vậy sẽ không có huyền thú chú ý tổ quan nhà ngươi. Được, rút lui." Di tiểu thư nhìn mấy lần, múa chiến đao đánh lui một con hồng lân ưng, ra hiệu bọn hộ vệ rút lui, Lục Ly lại gấp, vội vàng nói, "Chờ một chút, Di tiểu thư, ngươi còn chưa trả thối thể đan cho ta." "Di tiểu thư." Trợn trắng mắt, chừng Lục Ly một cái, nhìn Hồng lão nhẹ gật đầu. Hồng lão lấy ra một cái túi nhỏ vung qua, còn một tên hộ vệ thì ném chiến đao tới, nói, "Tiểu tử, trong này có 10 viên thối thể đan." đều cho ngươi, chiến đao này cầm lấy hộ thân đi. Đa tạ đại nhân." Lục Ly tiếp nhận chiến đao, mở túi ra nhìn, khuôn mặt không khỏi mừng rỡ. Hắn chắp tay xoay người rời đi, phát sinh thú triều như vậy, hắn cũng rất lo lắng cho an nguy của tỷ tỷ. "Chờ một chút." Di tiểu thư kêu lên, Lục Ly nghi ngờ quay đầu. Di tiểu thư nói, "Hôm nay ngươi giúp chúng ta, nếu muốn gia nhập Liễu gia, sau khi thú triều bình định, ngươi có thể tới Vũ Lăng thành tìm ta." Lục Ly không thể tu luyện huyền lực, trước kia Di Tiểu Thư một mực xem thường hắn. Hôm nay Lục Ly biểu lộ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nhất là đao pháp nhanh như thiểm điện kia, khiến Di Tiểu Thư lo mắt mà nhìn. Cộng thêm ân cứu mạng, nàng mới ném ra cành ô lưu. Được, đa tạ Tiểu Thư. Lục Ly vui vẻ, Liễu Gia là bá chủ của Vũ Lăng Thành, gia tộc tam phẩm. Gia nhập Liễu Gia, địch bá thấy hắn cũng phải cúi đầu. Hắn có thể mang theo tỷ tỷ đi Vũ Lăng Thành ở, không sợ địch bá tìm phiền toái nữa. Hồng lão và đám hộ vệ đánh nuôi mấy con hồng lân ưng cuối cùng, lập tức mang theo di tiểu thứ rút lui. Các nàng không có đi hắc ưng lĩnh, bên kia có trận pháp bảo hộ, huyền thú không cách nào đánh tan, còn nếu như xuất hiện huyền thú cường đại, các nàng tới cũng chỉ là chịu chết. Lục ly lao nhanh, hắn cũng không dám tới hắc ưng lĩnh, chỉ có thể chạy nhanh về phía nam. Phía nam không có đường núi, hắn chỉ phải trèo đèo lội suối, gian nan tiến lên. Gào Phương Bắc thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gào, cũng may khoảng cách rất xa không uy hiếp được bên này. Lục Ly cũng không thèm quan tâm, chuyên tâm đi đường. Hắn sách theo chiến đao, như dã thu chạy nhanh ở trong vùng hoang dã, đi hơn 10 dặm, cuối cùng cũng tìm được đường núi quen thuộc. Mấy nén hương sau, hắn đi ngang qua một bộ lạc, thấy bộ lạc kia mặc dù có chút ồn ào, lại không có huyền thú công kích, trong lòng như chút được gánh nặng. Bộ lạc này ở phái bắc địch long bộ lạc, nơi này an toàn, địch long bộ lạc khẳng định không có việc gì. Hắn nhanh chân chạy về, hao tốn nửa canh giờ, rốt cục đến bên ngoài bộ lạc bộ lạc đèn đuốc sáng trưng hỗn loạn tưng bừng hiển nhiên là tiếng thú gào ở phương bắc kinh động bọn hắn lục ly ở ngoài hàng rào thấy được một thân ảnh quen thuộc lập tức giống to tỉ tỉ hô lục linh nhìn thấy lục ly bình yên trở về thở ra một hơi thật dài bên ngoài có rất nhiều phụ nhân nhìn thấy lục ly đều thầm rùa ánh mắt lạnh lùng nhìn tỉ đệ lục ly cực kỳ khó chịu về nhà đi lục linh nhìn lục ly khuôn mặt mỉm cười căn bản không có chú ý kẻ khác sau khi vào nhà nàng mới hỏi hôm nay sao về muộn như vậy phương bắc phát sinh thú chiều sao ta nghe được rất nhiều huyền thú gào thét vâng lục ly nhẹ gật đầu nói tình huống một lần hắn sợ lục linh trách mắng nên không có nói đi giải cứu đám người di tiểu thư chỉ nói ta ngộ mấy con huyền thú cấp thấp làm chế nải thời gian bất quá hắn lại nói sự tình di tiểu thư nguyện ý tiến cử hắn gia nhập liễu gia cầm được thối thể đan rồi tiểu thư liễu gia còn nói sẽ tiến cử ngươi gia nhập liễu gia khuôn mặt của lục linh hồng nhuận nàng gật đầu nói để ăn cơm xong thì đi luyện hóa thối thể đan chờ thú chiều qua chúng ta lập tức tới vũ lăng thành thức tỉnh huyết mạch vâng lục ly ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn như hổ đói hắn nghĩ nghĩ hỏi Tỷ tỷ, thú chiều sẽ không khoách tán đến bên này chứ nếu không ngày mai để lại luyện hóa thối thể đan không có việc gì lục linh xem thường nói trong hàn băng thâm uyên có nhiều cường giả như vậy rất có thể thú triều là bọn hắn đưa tới bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán yên tâm đi bọn hắn tuyệt đối sẽ ra tay chấn áp thú triều cũng phải lục ly nghĩ tới ở hắc ưng lĩnh nhìn thấy chiếc thượng cổ chiến xa kia lòng có chút buông lỏng cường giả gia tộc đã xuất thủ khẳng định sẽ quản đến cùng chí ít sẽ chấn áp huyền thú cường đại cơm nước xong xuôi lục ly lặng yên ra ngoài bộ lạc quan sát một phen xác định không có huyền thú tới gần mới trở về phòng bắt đầu luyện hóa thối thể đan hắn một lần luyện hóa năm viên thối thể đan không dám luyện hóa thêm, năm viên đủ tăng lên tới vạn cân cự lực rồi. Lúc luyện hóa, hắn nghe được phương Bắc lại truyền tới tiếng giống to, trong bộ lạc thỉnh thoảng ồn ào lên, nhìn tình huống là tối nay sẽ không cách nào ngủ yên được rồi. Tỷ, đệ ngủ trước, có biến lập tức đánh thức đệ. Sau khi luyện hóa thối thể đan, Lục Ly mệt mỏi mắt mở không ra, hắn ra khỏi phòng nói với Lục Linh một tiếng, chờ Lục Linh đáp lại hắn mới bò lên giường nằm ngáy o o. Lục Linh đợi một hồi, mới khập khiễng đi vào trong tay nàng còn cầm một quyển sách, ngồi xuống bên giường lục ly. Bên ngoài quá ồn, nàng không ngủ được, dự định ở đây đọc sách một đêm. Trước nửa đêm, tiếng thú gào không ngừng, bộ lạc không yên, tĩnh được, tiếng hài tử khóc nỉ non. Lục ly là thật sự mệt mỏi, kéo sáu quan tài, còn vung cổ quan chiến đấu với một đám hồng lân ưng, vừa rồi luyện hóa năm viên thối thể đan, coi như xét đánh hắn cũng không tỉnh được. Vòng răng thú một mực lấp lóe, lục linh cũng không lo lắng. Thứ này là phụ thân nàng lưu cho lục ly, trong khoảng thời gian này thân thể của lục ly tốt lên răng thú lập lòe bạch quang rõ ràng là có lợi cho lục ly địch hòa địch hãn bọn hắn dẫn người trở về tốt rồi mọi người về ngủ đi có hỏa nhi ở đây sẽ không có việc gì tốt địch hòa trở về chúng ta liền an tâm hơn nửa đêm bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào tay lục linh lật sách dừng một chút lông mày nhíu lại bởi vì phát sinh thú triều địch hòa dẫn người sớm trở về hắn nhìn thấy thương thế của đám người địch hồ địch cổ có thể giận tím mặt, lập tức tới cửa tìm Lục Ly phiền phức không? Địch Hỏa là đệ nhất cường giả trẻ tuổi của bộ lạc, Huyền Vũ cảnh đỉnh phong, Lục Ly còn chưa tu luyện ra huyền lực, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hừ. Lục Linh để sách trong tay xuống, chống quải trượng đi ra ngoài, đứng ở trong sân quan sát bộ lạc một lát, đôi mắt nàng dần dần trở nên lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, Địch Hỏa, ngươi tốt nhất đừng tới tìm đệ đệ ta phiền phức. Nếu không nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, ta sẽ để ngươi có đến mà không có về. Hơn nửa đêm tiếng thú gào mới lắng lại, Lục ly ngủ rất an tường, Lục Linh ở sau nửa đêm chịu không được buồn ngủ cũng về nghỉ ngơi. Tảng sáng, Lục Ly đúng giờ tỉnh lại, hắn thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau khi thanh tỉnh, hắn lập tức đi ra phía ngoài, xác định bộ lạc rất yên ả, tỷ tỷ vẫn còn ngủ say, hắn mới từ hậu viện nhảy ra hậu sơn. Đêm qua luyện hóa năm viên thối thể đan, Lục Ly cảm giác lực lượng lại lớn hơn mấy phần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã đạt đến vạn cân cự lực. Hay tìm viên cự thạch để ở hậu sơn kia, lục ly nhẹ nhõm dơ lên cao, nhanh chân lao về phía đầm nước trong sơn cốc. ầm, ừ. hắn ném cự thạch, nhếch miệng nở nụ cười, cảm giác khí lực tăng lên hơn 800 cân, hiện tại tuyệt đối vượt qua vạn cân cự lực. Hắn xông vào trong đầm nước, đứng ở trên cự thạch, lấy trường đao ra bổ chém thác nước, lần này hắn nhẹ nhõm chém hơn 300 đao mới kiệt lực, bị thác nước hất bay. Không luyện nữa, trở về thôi. Không biết thú triều đã lắng lại chưa? Lục Ly không dám dừng lại lâu ở bên ngoài, mặc quần áo lại, sách theo trường đao rời khỏi Sơn Cốc. Có chút lưu luyến nhìn thoáng qua Sơn Cốc, hắn ở đây tôi thể 7 năm, bây giờ sắp rời khỏi địch long bộ lạc. Có lẽ đời này sẽ không trở về, khó tránh khỏi có chút không nỡ. Đi, nhìn mấy lần, hắn nhanh chân chạy về bộ lạc, lần này hắn không đi vòng qua cửa trước của bộ lạc, mà từ sau núi nhảy vào nhà mình, sắp rời khỏi nơi đây, đã không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ngày mới vừa sáng, Lục Linh sớm đã thức dậy, đang làm điểm tâm. Nàng nhìn thấy Lục Ly trở về trước thời gian cũng không nghĩ nhiều, vừa cười vừa nói, chờ một lát, sắp xong rồi. Lục Ly rửa mặt, sau đó giúp đỡ bưng điểm tâm lên. Lục Linh ăn rất ít, chỉ một bát cháo, ăn xong nàng mới nói. Sau khi ăn xong, đệ ra ngoài bộ lạc tìm hiểu tình huống. Nếu như đường đi Vũ Lăng Thành không có nguy hiểm, buổi chiều chúng ta sẽ rời đi. Vội vã như vậy. Lục Ly khẽ nhíu mày, hôm qua mới xảy ra thú chiều, coi như đã chấn áp, nhưng trong hoang dã vẫn sẽ có huyền thú lạc đàn. Hắn thì không có gì, nhưng lục linh không có chút chiến lực, một khi bị huyền thú công kích, hậu quả khó mà lường được. Lục linh giải thích, hôm qua địch hỏa trở về, đồng thời trở về còn có đám người địch hãn địch thiên, võ giả thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc đều trở về. Sắc mặt lục ly trầm xuống, địch hỏa là người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc, chỉ mới 22 tuổi, có thể nói thiên tư bất phàm. Địch hãn và địch thiên cũng là huyền vũ cảnh đỉnh phong, Niên kỷ của hai người tầm 27, tư chất ở trong bộ lạc chỉ tính là không tệ. Ba người là người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc, nguyên bản lục ly cho rằng coi như bọn họ nghe nói địch hổ bị mình tổn thương, cũng không thể chạy về nhanh như vậy. Xem ra hôm qua phát sinh thú triều, địch bá sợ bộ lạc bị huyền thú công kích nên để bọn hắn trở về sớm. Vâng, lục ly nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đáp, chỉ cần đường đi vũ lăng thành an toàn, hắn cũng muốn sớm rời khỏi ba huyền vũ cảnh đỉnh phong, hắn không có nắm chắc đối phó, hắn thì không có gì, chỉ sợ lục linh bị hắn liên lụy. Sau khi ăn xong, hắn ở trong nhà quan sát bộ lạc một chút, thấy trong bộ lạc rất yên tĩnh, hắn lập tức đi hậu sơn, đường vòng ra ngoài nghe ngóng tình huống. Có người, mới vừa rời khỏi bộ lạc, ở trong vùng hoang dã, lục ly thấy được một đội người trẻ tuổi, hắn len lén nhìn vài lần, phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Địch hãn, là người trẻ tuổi trong bộ lạc nhìn tình huống bọn hắn là đang dò xét xung quanh sợ có huyền thú lạc đàn công kích bộ lạc khó trách trong bộ lạc an tĩnh như vậy nguyên lai đám người địch hòa địch hãn ở bên ngoài dò xét đi lục ly càng yên tâm hơn thời gian ngắn hẳn không có người tìm lục linh và hắn phiền phức hắn nhanh chóng rút đi đường vòng đi qua phụ cận một tiểu bộ lạc chạy hai ba canh giờ lục ly lượn quanh một vòng lớn còn hỏi thăm người bộ lạc khác đạt được rất nhiều tình báo đêm qua đúng là phát sinh thú triều một đại bộ lạc ở phương bắc bị công kích chết không ít người bất quá thú triều đã bị áp chế những cường giả gia tộc siêu cấp kia xuất động không ít chém giết huyền thú cường đại liễu gia triệu gia lỗ gia còn có rất nhiều võ giả đóng giữ ở hàn băng thâm uyên đều ngăn chặn huyền thú ở vòng ngoài sẽ không để cho thú triều tiếp tục khoách tán trở về thôi buổi chiều lập tức đi vũ lăng thành lục ly yên tâm chỉ cần cẩn thận một chút đường đi vũ lăng thành vẫn rất an toàn hắn lo lắng cho lục linh nên không ngừng nghỉ chạy về bộ lạc đám người địch hòa trở về lục ly không dám từ cửa trước tiến vào mà từ sau núi nhảy xuống tiến vào nhà mình ừm mới vừa vào nhà sắc mặt của lục ly liền lạnh xuống bởi vì ở đối diện cửa nhà đứng một người trẻ tuổi đang âm hiểm cười nhìn hắn có người theo dõi lục ly nhìn thấy người trẻ tuổi kia vội vàng chạy đi nội tâm có chút nặng nề không cần đoán người này khẳng định là tay chân do địch hỏa phái tới chỉ chờ hắn lộ diện Hắn vội vàng tiến vào phòng, Lục Linh đang dọn dẹp phòng ở, nàng cũng không có mang theo bao nhiêu thứ, chỉ thu thập một ít nữ trang quần áo, mang chút thịt khô nước sạch, vài cuốn sách trên giá cũng được cẩn thận cất vào bọc. "Tỉ tỉ, chúng ta phải lập tức rời đi." Lục Ly nói sự tình bên ngoài có người theo dõi, sau khi Lục Linh nghe xong lại không có quá nhiều lo lắng, tiếp tục thu thập đồ đạc của nàng. Chờ thu thập xong, nàng mới thản nhiên ngồi xuống ghế nói, "Không đi được, bọn hắn đã phái người theo dõi." Một khi chúng ta rời khỏi sẽ lập tức bị đuổi giết, chờ bọn hắn tới đi. Chờ bọn hắn đến. Lục Ly nắm chiến đao mà Hồng lão cho hắn, lạnh giọng nói, "Tỷ tỷ, nếu không chúng ta quang minh chính đại đi ra bộ lạc, có Lục Thúc công ở đây, đám người địch hỏa không dám quá phận." Lục Thúc công là tộc lão của mạch hắn, ở trong tộc uy vọng rất cao. Trước kia có hắn đè ép, địch bá nhất mạch mới không dám làm loạn, bằng không bọn hắn sớm đã bị trục xuất khỏi bộ lạc. Vô dụng Lục Linh lắc đầu nói, mấy ngày nay ngươi kéo quan tài nên không biết, Lục Thúc Công đã ngã bệnh, không xuống giường được. Đám người địch hỏa muốn động thủ, đoán chừng sẽ không để Lục Thúc Công biết bất cứ tin tức gì. A, à. trong mắt Lục Ly lóe lên vẻ lạnh lẽo, sau đó cắn răng nói, tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng, đệ sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tỷ. Ai dám thương tổn tỷ, phải bước qua thi thể của đệ. Để đệ, đệ ngốc. Lục Linh thản nhiên cười nói, tỷ tỷ không có mảnh mai như đệ tưởng tượng. Lát nữa đệ nghe ta an bài là được. Nếu đám người địch hỏa dám tìm đệ phiền phức, tỷ tỷ để bọn hắn hối hận vì làm người. Vâng. Nhìn vẻ mặt thong dong bình tĩnh của Lục Linh, Lục Ly có chút an tâm. Giờ khắc này Lục Linh mang đến cho hắn cảm giác giống như quân sư bày mưu nghĩ kế, hết thảy đều ở trong tính toán của nàng. Lục Ly, cút ra đây. Qua gần nửa giờ, một tiếng quát khẽ từ bên ngoài truyền vào, Lục Ly nhìn Lục Linh một cái, trên người tỏa ra sát khí. Hết thảy đều ở trong dự liệu của Lục Linh, đối phương đến thật nhanh, bọn họ muốn trốn cũng không trốn được. Uống hết chén trà này rồi ra ngoài. Lục Linh rót một ly trà, Lục Ly nghi ngờ nhìn nàng. Đến lúc nào rồi còn uống trà? Bất quá hắn đã quen nghe Lục Linh, nâng chung trà lên uống, nhưng mới uống một nửa lại phun ra hỏi: Tỷ tỷ, đây là trà gì? Sao có mùi là lạ? Trà ngon, uống đi. Lục Linh cười thần bí, Lục Ly cắn răng uống vào, sau đó sách đao đi ra. Xuyên thấu qua tường đất, hắn nhìn thấy bên ngoài tới mười mấy người, bất quá hắn không có nhìn thấy địch hòa địch thiên, chỉ nhìn thấy địch Hãn mang theo người tộc nhân. Lục Ly cách tường đất trầm giọng hỏi, "Tình ta có chuyện gì? Ngươi cứ nói đi." Da thịt của địch Hãn màu đồng cổ, rắn chắc như một con sư tử, âm trầm nói, "Ngươi làm chuyện gì chẳng lẽ ngươi không rõ ràng. Giờ phút này địch Hồ địch Cổ địch Bình còn nằm ở trên giường, làm đường ca của bọn hắn, ta phải trả thù thay bọn hắn." Ngươi là tự mình cắt đứt hai chân, mang theo tỷ tỷ mình lăn ra bộ lạc. Hay ta giúp ngươi cắt đứt, rồi ném tỷ đệ các ngươi ra ngoài. Cắt đứt chân. Nhìn diễn xuất và thần sắc của đám người địch hãn, xem ra hôm nay là quyết tâm muốn phế hắn, không đạt mục đích tuyệt đối không bỏ qua. Lục Ly không muốn làm to chuyện, hắn sắp thức tỉnh huyết mạch, còn có thể gia nhập liễu ra. Hiện tại đại chiến với đám người địch hãn, có chút được không bù mất. Lực lượng của hắn tăng nhiều, đã đến vạn cân cự lực, nhưng đối đầu với địch hãn tu vi huyền vũ cảnh đỉnh phong vẫn không có nắm chắc. Địch hãn 27 tuổi, sớm đã tu luyện ra huyền lực, cũng học được hai loại huyền kỹ. Chiến bại, cũng chẳng có gì, bị đánh cho một trận, ăn chút đau khổ mà thôi, coi như gãy chân một hai tháng cũng có thể khôi phục, lục ly chỉ sợ tỷ tỷ của mình bị khuất nhục. Hắn lạnh giọng nói, địch hãn, ta kích thương đám người địch hổ, là bọn hắn khi dễ ta, vũ nhục tỷ tỷ của ta trước. Ta cuối cùng không có hạ nặng tay, càng không phế tay chân của bọn hắn, các ngươi xem tỷ đệ chúng ta không vừa mắt, bây giờ chúng ta liền rời khỏi bộ lạc, như thế nào? Ha ha! Địch hãn cười ha ha, đùa cợt nói, đánh người xong liền muốn chạy, trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Mấy vị thẩm thẩm của ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, không cắt đứt hai chân của ngươi, ta làm sao ăn nói với các nàng? Đừng nói nhảm! Ta đếm tới ba, nếu ngươi không tự đánh gãy chân, chúng ta sẽ giúp ngươi. Bất quá vạn nhất không cẩn thận, làm đứt xương cốt cả người, đánh gãy một cái chân khác của tỷ tỷ ngươi, Vậy thì đừng trách ta, chỉ bằng ngươi. Đúng lúc này, cửa phòng đẩy ra, Lục Linh chống quải trượng đi tới, ánh mắt nàng cách tường đất nhìn nơi xa một chút, cao giọng nói, "Địch Hỏa, Địch Thiên, đã muốn kết ân oán, vì sao giấu đầu lộ đuôi? Là nam nhân thì ra đi." Ha ha. Nơi xa, trong một gian phòng, hai thanh niên đi ra, một người mặc võ sĩ bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, tay cầm trường kiếm, lúc đi long hành hổ bộ, khí độ khá bất phàm. Một người khác vóc dáng thấp bé, mắt tam giác, ánh mắt giống như rắn độc, nhìn một cái liền làm người sợ hãi. Thanh niên võ sĩ bào màu trắng chính là người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc địch hỏa. Tuy hắn và địch hồ là cùng mẹ sinh ra, nhưng bề ngoài lại khác xa, khí độ càng thiên địa khác biệt. Địch hỏa thản nhiên nhìn lục linh, mở miệng nói, lục linh, việc này đừng trách ta, để để ngươi đánh gãy xương đám người địch hổ. Mẫu thân và hai vị thẩm thẩm muốn chúng ta ra mặt. Chúng ta cũng không có cách, nếu không để lục ly đánh gãy hai chân, việc này coi như thôi ha ha trên mặt lục linh không có chút tức giận ngược lại khóe miệng ngậm lấy nụ cười khuôn mặt hơn sa di tiểu thư kia đẹp đến khiến người ta ngạt thở làm rất nhiều thanh niên mê say chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio lục linh dừng một chút nhẹ giọng mở miệng ai muốn đánh gãy chân của đệ đệ ta tự mình vào đi bất quá đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi dám bước vào cửa sân thì đừng trách tỷ đệ chúng ta vô tình từ đầu đến cuối trên mặt lục linh đều cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ không phải đang cảnh cáo đám người địch hỏa, mà như nhiệt tình mời bọn họ tới làm khách. Ngô, địch hỏa và địch thiên liếc nhau, hai người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chỉ có bọn hắn mới biết, lục linh không phải đang nói đùa, một khi bước vào cửa sân, có lẽ sự tình sẽ không thể vãn hồi. Nữ nhân điên kia muốn chơi cái gì? Địch thiên nói thầm, ánh mắt nhìn về phía địch hỏa. Địch hỏa có chút do dự, không có mở miệng hạ lệnh. Hừ. Nhưng địch hãn không có cố kỵ nhiều như vậy, hắn nặng nề hừ lạnh hắn thấy lục ly chỉ là một con run dế có thể dễ dàng chấn áp về phần lục linh một nữ nhân thọt có thể có uy hiếp gì hắn rút chiến đao giơ lên thật cao phẫn nộ quát nói nhiều với nữ nhân điên kia như vậy làm gì động thủ phế giã trùng lục ly ném các nàng ra ngoài bộ lạc đúng vậy một thanh niên nhìn địch hỏa nói hỏa ca tù trưởng ở vòng ngoài hàn băng thâm uyên lập đại công đã được triệu ra mời làm trưởng lão ngoại đường cần gì nói nhảm với bọn hắn nhiều như vậy coi như phế các nàng, trong tộc ai dám nói cái gì? Lục Ly và Lục Linh liếc nhau, trong lòng hai người rõ ràng, trách không được hôm nay bọn hắn dám trắng trợn làm to chuyện như thế, thì gia địch bá đã trở thành trưởng lão ngoại đường của Triệu gia. Triệu gia cũng ở Vũ Lăng thành, gia tộc nhị phẩm, là đại gia tộc gần với Liễu gia. Địch bá trở thành trưởng lão ngoại đường của Triệu gia, uy vọng ở trong tộc sẽ gia tăng thật lớn, có thể dẫn dắt bộ lạc phát triển lớn mạnh. Địch Bồ, ngươi đi chơi đùa với Lục Ly đi. Địch Hãn nhìn thoáng qua một thanh niên chừng 20 tuổi, Địch Bồ là Huyền Vũ cảnh trung kỳ, ở trong thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc coi như không tệ. Lục Ly không thể tu luyện huyền lực, ba người địch hổ lại bị hắn trọng thương. Đến thời khắc này địch hãn còn có chút không tin. Tốt! Địch bồ như một con khỉ linh hoạt, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên tường đất. Trong tay hắn cầm một thanh trường thương, cười lạnh nhìn Lục Ly nói, tiểu dã trùng, ta đến chơi với ngươi. Lục Ly nhìn thoáng qua Lục Linh, Lục Linh chống quải trượng lui về trong cửa, lạnh giọng nói, ta nói dám bước vào sân, thì đừng trách chúng ta vô tình. Lục ly, động thủ đi, dù sao chúng ta cũng không muốn ở lại bộ lạc này. Nói xong lục linh lại đi vào phòng, không để ý tới tình huống bên ngoài. Lục ly chậm rãi giơ chiến đao lên, trên người chiến ý tăng vọt. Giờ khắc này nội tâm của hắn lại không trần chờ chút nào, nhìn tình huống hôm nay, không đánh bại mười mấy người này, thì bọn hắn không có cách nào rời khỏi bộ lạc rồi. Phía sau là tỷ tỷ, tay chói gà không chặt, lục ly không có đường lui, chỉ có từ chiến đến cùng. Hưu địch bồ nhìn thoáng qua địch hãn địch hỏa, thấy hai người gật đầu, hắn hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, trong tay huyền lực lập lòe, trường mâu huyễn hóa ra hai bóng mâu, đột nhiên đâm tới ngực lục ly. Lục ly không động, nhìn trường mâu đâm tới, hai chân chậm rãi ép xuống, giống như ngồi trên ngựa. Ánh mắt của hắn nheo lại, khóa chặt trường mâu phá không đâm đến, nội tâm âm thầm tính toán khoảng cách. Hai trượng, một trượng, nửa trượng. Hưu, Trường đao của Lục Ly bổ ra, đao quang sáng lên, như thiểm điện phá không, tốc độ nhanh đến rất nhiều người thấy không rõ. ầm, um, một âm thanh trầm muộn vang lên, trường mâu của địch bổ bị đánh bay, một đao kia của Lục Ly bổ trúng mũi mâu, lực lượng kinh khủng khiến địch bổ không cầm được trường mâu, thân thể bị nện bay ra ngoài. hưu hai chân Lục Ly đạp mặt đất một cái, thân thể như mãnh hổ phóng đi, chân dài quét qua, một cước đá địch bổ bay ra ngoài. ầm um, ầm, um, địch bồ nện lên tường đất tường đất kia là bùn đắp, làm sao có thể thừa nhận được lực lượng nặng như thế. Tường đất ẩm vang ngã xuống, nổi lên từng mảnh bụi đất. Một chiêu bại trận. Bên ngoài xôn xao, địch hỏa địch hãn địch thiên cũng hơi ngạc nhiên. Nơi xa, một ít lão giả lão bà tử trong tộc cũng bị kinh động, nhưng không có chạy tới. Ngược lại có mấy lão bà tử kêu gào, bảo đám người địch hỏa phải giáo huấn tỉ muội lục ly, trục xuất bọn hắn ra khỏi bộ lạc. Đúng là có chút năng lực, khó trách có thể tổn thương địch hổ. Sắc mặt địch hãn âm trầm, bàn tay hơi động, hắn huy vũ trường đao trong tay, bao người nâng địch bổ dậy, mình thì nhanh chân bước tới. Khí thế trên người hắn mạnh hơn địch bổ rất nhiều, còn có một cỗ sát khí, trên tay hẳn nhiễm qua rất nhiều máu tươi. Địch hỏa địch hãn địch thiên là thợ săn tốt nhất trong thế hệ trẻ tuổi, 8-9 tuổi bắt đầu săn giết dã thú, kinh nghiệm chiến đấu hơn xa đám người địch hổ. a à, mới vừa vượt qua từng đất sụp đổ, địch hãn đang chuẩn bị động thủ, ánh mắt đột nhiên nhìn ra sau lưng lục ly, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xa xa, đám người địch hỏa địch thiên cũng chấn kinh, hai người không hẹn mà cùng mắng lên, quả nhiên là nữ nhân điên. Tỷ tỷ, lục ly phát giác được không đúng, vội vàng nhìn lại phía sau, lại thấy trong phòng toát ra khói đặc cuồn cuộn, ẩn ẩn còn có ánh lửa, căn nhà lại phát hỏa. Chi chi, lục linh đẩy cửa đi ra ngoài, một tay chống quải trượng, một tay kéo cái bao. Nàng không có nhìn ngôi nhà bốc cháy, lại nhàn nhạt, nhạt nhìn lục ly nói, đệ đệ, chúng ta sắp rời khỏi bộ lạc, phòng này đã không cần, nên đốt bỏ nữ nhân điên. Mọi người thầm mắng, phóng hỏa đốt nhà mình coi như xong, lại còn thong dong bình tĩnh như thế. Quả quyết chặt đứt đường lui của mình như thế, nàng dám nói hôm nay các nàng có thể an toàn đi ra bộ lạc. Lục ly nhìn nhà cũ bốc cháy, chiến ý trên người càng đậm đặc, lần này là thật không có đường lui, chỉ có từ chiến đến cùng. Thế lửa không lớn, khói đặc lại ngút trời. Gian phòng được đắp bằng đất, bên trong đồ gỗ không nhiều, chỉ có một ít giá sách và bàn. Xà nhà gỗ, cửa gỗ, giường chiếu chăn bông, tuyết mới vừa dừng lại không lâu, băng tuyết còn chưa tan hết, xem như nhà gỗ chỉ sợ cũng đốt không lên lửa lớn, nên khói đặc mới sẽ nồng đậm như thế. Nhà của Lục Ly ở nơi hẻo lánh, phụ cận không có nhà ai, nên thế lửa sẽ càng không lan ra. Bất quá bên này cháy, khói đen cuồn cuộn phóng lên trời, kinh động rất nhiều người trong bộ lạc. Nhìn thấy địch hòa địch hãn ở bên này, một ít phụ nữ và lão nhân đều không dám vây tới. Rất rõ ràng, hôm nay hành động của đám người địch hỏa, đại đa số người trong bộ lạc đều cảm kích. Địch Bá trở thành trưởng lão ngoại đường của Triệu gia, uy vọng ở trong tộc tăng nhiều, không ai sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đi đắc tội địch bá nhất mạch. Đương nhiên, căn bản là không có người ưa tỷ đệ Lục Ly, có Lục Thúc Công để ý bọn hắn, nhưng giờ phút này còn nằm trên giường bệnh, muốn quản cũng không quản được. Nhìn thấy tộc nhân bộ lạc ở xa xa, khóe miệng của Lục Ly lộ ra lãnh ý, mặc dù tỷ đệ bọn họ ở bộ lạc này ra đời lớn lên, nhưng lại không có cảm giác xem nơi này là nhà, giờ khắc này tim của hắn triệt để lạnh xuống tỷ 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 đứng qua một bên chờ để đánh bại đám người này lại dẫn tỷ rời khỏi bộ lạc hôm nay ai dám cản chúng ta ta phế hắn phía sau thế lửa càng lúc càng lớn chiếu dọi lên khuôn mặt của lục ly hắn chờ lục linh đi ra sân nhỏ đứng ở một bên thì chậm rãi đi ra phía ngoài lần này hắn từng bước một đi về phía địch hãn a à, người mấy người bên ngoài bao quát địch hỏa địch thiên đều khẽ biến ở thời khắc này bọn hắn cảm giác được một tia khác biệt khí thế của lục ly đang không ngừng kéo lên tựa như một con dã thú thân hãm tuyệt cảnh, chuẩn bị liều chết phản kích. Giết! Địch hãn cảm thấy không thể cho lục ly đi tiếp, nếu không khí thế của đối phương không ngừng kéo lên, kéo dài như vậy, hắn sẽ bị lục ly đè đánh. Hắn bạo, giống, chân sau điểm một cái, thân thể bay lên, trường đao cũng không có huyễn hóa ra đao quang hoa lệ, mà cứ như vậy cắt tới. Cao thủ, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có môn đạo. Địch hãn không có thi triển huyền kỹ cao thâm, mà đơn giản vạch một cái, lục ly lại cảm giác ba phương hướng xung quanh đều bị trường đao khóa kín ngoại trừ lui lại và ngạnh kháng thì không có lựa chọn khác đằng sau là nhà cũ bốc khói lục ly không đường thối lui hắn chỉ có lựa chọn ngạnh kháng hai chân hắn uốn lượn hai tay nắm trường đao trước kia hắn đối chiến luôn một tay cầm đao có thể thấy được địch hãn cho hắn áp lực rất lớn hay hắn lựa chọn chủ động xuất kích trường đao nặng nề đánh xuống thẳng đến trước mặt địch hãn đao của hắn vẫn nhanh trước sau như một chỉ nháy mắt đã tiếp cận địch hãn, sắp bổ trúng đầu đối phương. Ha ha. địch hãn cười lạnh, lục ly không có huyền lực, không cách nào tu luyện huyền kỹ. hắn lại có một loại huyền kỹ thân pháp và một loại huyền kỹ đao pháp. lục ly chém tới, ở trong mắt hắn nhìn cực kỳ buồn cười, hắn có thể nhẹ nhõm né tránh công kích, sau đó dùng đao phản kích đối phương. hắn cũng làm như vậy, trường đao của hắn ép xuống, lướt qua một đường cong xinh đẹp, thân thể đảo ngược, lưỡi đao thẳng đến xương bánh chè của lục ly nếu để hắn bổ chúng chân của lục ly không phải chỉ gãy đơn giản như vậy t nơi xa có vài người không đành lòng nhìn thảm trạng kia ánh mắt rời đi chỗ khác sắc mặt của lục linh lại lành lạnh tựa hồ sắp bị cắt đứt chân không phải lục ly mà là một người không liên hệ hay trước bước ngoặt nguy hiểm lục ly cũng không có bối rối thậm chí không có đi nhìn cây đao kia hai tay hắn xoay chuyển đao thế không giảm lướt qua một đường cong tiếp tục chém xuống đầu của địch hãn lấy mạng đổi mạng đây chính là sách lược của lục ly hắn muốn dùng một cái chân đổi cái mạng của địch hãn chỉ nhìn địch hãn có gan này hay không rất rõ ràng địch hãn không có gan hắn cũng sẽ không ngu như vậy dùng mạng của mình đi đổi một cái chân của lục ly hắn vội vàng biến chiêu trường đao lật lên đón đỡ đao thế của lục ly đao này quá nhanh hắn đã không có cách nào tránh né lục ly đang ở giữa không trung không cách nào mượn lực chỉ cần ngăn cản một đao trung môn chắc chắn sẽ mở rộng khi đó hắn có mấy chục loại biện pháp kích thương lục ly keng keng hỏa hoa sáng lên thanh âm va chạm làm khí huyết của mọi người quay cuồng một đao này lực lượng mạnh mẽ thân thể của địch hãn rung động kịch liệt hai chân lún vào đất đá ép ra hai cái dấu chân thật sâu không tốt địch hòa thở nhẹ mặt sắc của địch thiên ngưng trọng lên hai người từ trong thần sắc của địch hãn đã nhận ra có cái gì không đúng hư 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 trường đao của lục ly bị bắn ngược ra nhưng hắn lại không ngừng nghỉ người ở giữa không chung trường đao liên tục đánh xuống, đao đao chí mạng thẳng đến cái ót của địch hãn, trong một hơi lại đánh xuống 4 năm đao, mỗi một đao đều mang theo lực lượng vạn cân. Keng keng keng, từng tiếng va chạm một ngạt vang lên, tia lửa văng khắp nơi, sắc mặt của địch hãn khổ không thể tả, có lẽ ngoại nhân nhìn không ra cái gì, nhưng hắn lại biết mình đón đỡ vất vả bao nhiêu. Lục ly không có huyền lực, nhưng khí lực không thua hắn, ít nhất có vạn cân cự lực. Trọng yếu nhất là đao của lục ly quá nhanh, một hơi có thể bổ ra 4 năm đao, hơn nữa mỗi một đao đều có vạn cân cự lực. Trong chớp mắt liền đánh xuống mười mấy đao, cảm giác như hắn vĩnh viễn sẽ không kiệt lực. Đao quá nhanh, một đao tiếp lấy một đao, địch hắn căn bản không có cách nào phản kích, nếu hắn không đón đỡ, đầu sẽ bị chém nát. Hắn không muốn chết, chỉ có thể cắn răng ngăn cản lục ly công kích. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Hắn sớm đã dùng hai tay nắm trường đao, nếu không khẳng định bị đánh bay. Mặc dù như thế, nhưng hổ khẩu đã bắt đầu chảy máu, hai tay chết lặng, hai chân không ngừng rung động, khí huyết toàn thân quay cuồng, yết hầu ngọt ngọt, nếu không phải hắn liều mạng đè ép, sợ là sớm đã phun ra. Keng keng keng. Lục Ly đắc thế không tha người, sau khi thân thể hạ xuống lại nhảy lên thật cao, hai tay vung trường đao liên miên không dứt. Khí huyết của hắn cũng bị chấn động, nhưng hắn cố kìm nén, cắn răng tiếp tục đánh xuống. Hắn biết nếu lần này không thể thắng địch hãn, một khi hắn mất lực, sẽ bị địch hãn phản sát. Keng. Sau khi Lục Ly bổ ra 78 đao, trường đao của địch Hãn đứt gãy. Mỗi lần Lục Ly đánh xuống điều bổ vào một vị trí, mặc dù trường đao của địch Hãn là huyền khí nhân phẩm, nhưng cây đao của Lục Ly cũng là huyền khí nhân phẩm. Liên tục chém vào một điểm, trường đao của địch Hãn như móng vuốt của hồng lân ưng, không cách nào đỡ nổi. A! À, trường đao bị đánh gãy, trong môn của địch Hãn mở ra, nhìn trường đao của Lục Ly tiếp tục bổ tới, hắn hoảng sợ kêu to. Nếu như Lục Ly không thu đao, đầu của hắn tuyệt đối sẽ bị đánh nát bên kia sắc mặt đám người địch hỏa đại biến địch hỏa giống giận lục ly dừng tay đao thế quá mạnh lục ly muốn thu cũng không thu được chỉ có ở lúc cuối cùng trách đao đi tận khả năng giảm chút lực đạo răng rắc trường đao bổ trúng vai trái của địch hãn thân đao nhập thể ba tấc bả vai trái và cánh tay của địch hãn xém chút bị gọt xuống a à, địch hãn đau nhức gào giống thân thể lui hơn mười bước ôm bả vai máu tươi đầm đìa gào thét trong mắt hắn đều là vẻ oán độc đau đến thấu xương hắn liếc nhìn lục linh ở sau lưng mình không xa đôi mắt xoay chuyển sắc mặt của địch hãn dữ tợn thân thể lao về phía lục linh không ngừng gào thét tiểu rác rưởi ngươi dám đả thương ta ta sẽ để tỉ tỉ của ngươi què thêm một chân nữa lục linh đứng ở nơi hẻo lánh thần sắc lạnh nhạt nhìn thấy địch hãn dữ tợn vọt tới sắc mặt nàng không còn bình tĩnh nữa mà xuất hiện vẻ hưng phấn nàng cười nhạt ở dưới ánh lửa chiếu dọi lộ ra cực kỳ yêu diễm nàng nhàn nhạt, nhạt nói đánh không lại đệ đệ ta Ngươi muốn đi khi dễ một nữ tử tay trói gà không chặt. Địch hãn, ngươi giống như phụ thân và đại bá của ngươi, không có chút tiền đồ. Bất quá. Ngươi xác định ta dễ khi dễ sao? Năm năm trước ta đã nói, bất kỳ người nào muốn khi dễ tỷ đệ chúng ta, đều phải trả giá thật lớn, cái giá bằng máu. Địch hãn cẩn thận. Địch hỏa và địch thiên không hẹn mà cùng giống to. Hai người không biết vì sao lục linh lại bình tĩnh như thế. Không rõ lục linh có át chủ bài gì. Nhưng hai người nhìn thấy vẻ đỏ bừng trên mặt Lục Linh, không hiểu sao nghĩ đến buổi chiều năm năm trước, Lục Linh cũng như thế, trong tâm hai người đều có một loại dự cảm xấu. Tỷ tỷ, Lục Ly giống to, vội vàng lao về phía Lục Linh, chỉ là hắn cách khỏi Lục Linh khá xa, bên kia Địch Hãn đã tới gần Lục Linh rồi. Theo Địch Hãn không ngừng rút ngắn khoảng cách, sắc mặt của Lục Linh càng hồng nhuận phơn phớt, giống như một con hồ ly yêu diễm, làm nội tâm của Địch Hãn có chút bồn chồn tiếng giống của địch hỏa và địch thiên làm cho địch hãn có chút trần chờ nhưng lục linh đang ở trước mắt lục ly lại tiếp cận nếu không kích thương hoặc bắt lục linh sợ là hắn sẽ bị lục ly ở trong cơn giận dữ chém giết nữ nhân điên muốn hù dọa ai địch hãn giống lên tiếp tục bắn ra hắn còn chưa nói hết đôi mắt đột nhiên co rụt thân thể hoảng sợ lui nhanh hắn nhìn thấy lục linh giơ lên một tay trong tay áo bắn ra một điểm đen tốc độ của điểm đen kia quá nhanh nhanh chóng phóng đại ở trong mắt hắn hơn nữa trên điểm đen còn có u quang, không cần phải nói chính là đồ vật trí mạng. ầm, um, hắn lui lại nhanh, cũng không bằng tốc độ của điểm đen kia, hắn muốn dùng chiến đao đón đỡ, lại phát hiện căn bản không kịp. Điểm đen chớp mắt chui vào mi tâm của hắn. Oanh, thân thể địch hãn không lùi nữa, đứng nguyên chỗ run rẩy vài cái, sau đó ngã xuống đất. Mi tâm của địch hãn có một mũi tên màu đen, nhập xương một nửa, phía trên u quang lóng lánh. Địch hãn chết rồi. T ngoại trừ âm thanh hít thở nhẹ nhẹ, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn địch hãn đã không còn khí tức, trong mắt trợn to còn mang theo hoảng sợ, nhìn chỗ tên nò tràn ra máu đen, linh hồn của mọi người đều sợ hãi. Lục ly cũng như thế. Hắn chém giết không ít dã thú, huyền thú cũng giết một ít, nhưng chưa từng giết người, hơn nữa đây là ở trong bộ lạc. Lục Linh là một nữ tử ngay cả gà cũng chưa từng giết, hôm nay lại dám ở trước mặt mọi người giết người. Hãn ca. Một thanh niên kịp phản ứng, gào thét chạy tới ôm địch hãn sau đó lui ra xa là muốn đi tìm cứu giúp đừng phí sức địch hãn đã chết trên tên nỏ có kịch độc là độc của âm dương thảo chúng âm dương thảo từ nay âm dương tương cách câu nói này các ngươi chưa nghe nói qua sao một thanh âm nhẹ nhàng không mang theo chút tình cảm vang lên lục linh mở miệng sắc mặt của nàng vẫn hồng nhuận phơn phớt yêu diễm như hoa đẹp đến nổi làm người không dám nhìn thẳng giờ phút này rất nhiều người xác thực không dám nhìn nàng có thể quả quyết giết người như thế, sau đó còn bình tĩnh như vậy, này còn là người sao? Nữ nhân này thật điên cuồng. A à, ngươi cái nữ nhân điên này, dám giết hãn ca của ta, ta sẽ ngươi." Thanh niên ôm địch hãn nổi điên, như một con dã thú vọt về phía Lục Linh. Bên kia Lục Ly rốt cục kịp phản ứng, nhanh chóng tới gần Lục Linh. Lục Linh chậm rãi giơ tay lên, trong tay lộ ra một cái nỏ màu đen, nàng lạnh lùng nhìn thanh niên kia nói, "Cái nỏ này tên là Tác Mệnh Nỏ, ta tốn 3 năm mới chế tác thành." tốc độ tên nỏ kích xạ tương đương với một kích toàn lực của thần hải cảnh, phía trên bôi kịch độc, dám tới gần ta 2 mét, cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không tin có thể thử xem. Thanh niên dừng lại, không dám tiến thêm một bước. Địch hãn là huyền vũ cảnh đỉnh phong, hắn chỉ là huyền vũ cảnh sơ kỳ, tiến lên chỉ có chịu chết. Tốn 3 năm thời gian, âm dương thảo. Lục Linh nghĩ tới một ít chuyện, 3 năm trước Lục Linh từng làm một vài đồ chơi nhỏ. Không có việc gì gọt gỗ cả tháng, hỏi nàng thì nàng nói gọt chơi, một năm, trước còn bảo hắn đi ngắt dược thảo, nguyên lai like đó là kịch độc âm dương thảo. Mặc dù tỷ tỷ không thể tu luyện huyền lực, nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có, ai dám tìm ta phiền phức, ta để bọn hắn hối hận làm người. Lục Ly lại nghĩ tới, thời điểm hắn kích thương đám người địch hồ trở về tìm Lục Linh, nàng từng nói như vậy. Hiện tại xem ra nàng thật là có sức tự vệ, ngay cả thần hải cảnh tới gần nàng cũng phải chết. Bất quá giờ khắc này Lục Ly cảm giác Lục Linh rất lạ lẫm, không giống tỷ tỷ hiền lành văn nhược lúc trước xem như là hắn cũng không dám giết người, càng không thể ở sau khi giết người bảo trì bình tĩnh như vậy. Hãn nhi, đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng gào lên đau xót, một lão giả mang theo mấy người nhanh chân đi tới. Mấy người kia đều là tộc lão lưu lại bộ lạc, tuổi quá lớn rồi, chiến lực không bằng người trẻ, mới không có đi theo địch bá tới hàn băng thâm uyên đóng giữ. Địch hãn chết thảm, đám người này tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, địch hãn là cháu ruột của một người trong đó, Mấy lão giả kia nhanh chân chạy đến, trong đó một lão giả tóc bạc cụt tay, tức sùi bọt mép, tay chỉ lục linh nói: "Thật là một nữ oa độc ác, cùng là tộc nhân của bộ lạc, lại hạ thủ như thế, táng tận thiên lương như thế, thiên lý bất dung, thiên lý bất dung." Không sai, con hoang chính là con hoang, bộ lạc nuôi dưỡng tỷ đệ các nàng vài chục năm, lại là hai con bạch nhãn lang, sớm biết như vậy, khi còn bé nên ném cho gia dạ thú ăn. Giết tỷ đệ các nàng, báo thù cho địch hãn đám lão giả không ngừng nhục mạ, nơi xa còn có các lão bà tử muốn xông lại, nhưng bị mấy lão giả khác ngăn cản. Bên này lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến, mấy lão bà tử tới sẽ càng thêm hỗn loạn. Sắc mặt lục ly nặng nề liếc nhìn phía trước, mặc dù cảnh giới của đám lão giả kia không cao, tầm huyền vũ cảnh trung kỳ hậu kỳ, nhưng đều từ trong đống người chết bỏ ra. Còn có ba người ở trong tộc uy vọng rất cao, lục ly có chút không dám động thủ với bọn hắn. Lục ly, Lục Linh không nhìn đám lão già chửi rủa kia, mà nhìn về phía Lục Ly nói, "Hôm nay là lúc đệ bước vào đại môn của võ đạo, tỷ tỷ dạy cho đệ một khóa đối đãi địch nhân, đệ nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình." Đệ nhìn đám người kia, Lục Linh dùng tên nhỏ chỉ về đám người phía trước, nói, "Đệ xem lúc nào bọn hắn coi chúng ta là tộc nhân, thậm chí khi nào bọn hắn coi chúng ta là người. Nếu không có Lục Thúc Công, giờ phút này tỷ đệ chúng ta còn có thể sống sao? Đối đãi huynh đệ, đệ có thể không tiếc mạng sống." đối đãi thân nhân người yêu, đệ có thể bỏ qua hết thảy. Nhưng đối xử với địch nhân, đệ nhất định phải lãnh huyết vô tình, một khi ra tay nhất định phải chém tận giết tuyệt. Võ đạo chi lộ, vốn là con đường sát lục, nếu đệ muốn trở thành cường giả, trở thành thành chủ, vực chủ, thậm chí nhân hoàng, thì phải dẫm lên thi thể của vô số người thượng vị, nhất tướng công thành vạn cốt khô, từ trước tới nay luôn là như thế, đệ hiểu chưa? Nam nhi cần giết người, giết không lưu tình. Bá nghiệp thiên thu bất hủ, đều ở trong giết người mà thành. Sau khi Lục Linh nói xong, dùng tên nỏ chỉ địch hỏa địch thiên và mấy lão giả kia nói, mà những người trước mắt, đều là địch nhân của đệ, đều nên giết. Nam Nhi cần giết người. Đôi mắt của Lục Ly hơi đỏ, hắn giơ chiến đao trong tay lên. Bất quá nội tâm vẫn chưa kiên định, dù sao đây chính là giết người, người sống sờ sờ, không phải dã thú hay huyền thú gì. Nữ nhân điên. Địch hỏa không dám nhìn con mắt của Lục Linh, quay đầu mắng một tiếng, cũng không dám lập tức động thủ. Ha ha, nữ nhân điên. Khóe miệng của Lục Linh lộ ra nụ cười thê mỹ, quay đầu nhìn Lục Ly nói, "Đệ đệ, đệ biết vì sao bọn hắn luôn mắng ta là nữ nhân điên không? Đệ biết chân của ta là vì sao què không? Đệ biết vì sao ta hao phí 3 năm làm ra tác mệnh nhỏ không? Tất cả đều là nhờ địch hỏa và địch thiên, ta điên là vì bọn hắn bức ta điên." A, à. Lục Ly ngạc nhiên, chân Lục Linh gãy là chuyện 5 năm trước, khi đó hắn chỉ 10 tuổi. Lục Linh một người lên núi hái thuốc đi liền 5, 6 ngày, khi ấy hắn cực kỳ lo lắng, tìm khắp núi đồi, mấy ngày sau Lục Linh mới kéo chân gãy một người bò trở về. Bất quá Lục Linh không nói gì, chỉ nói hái thuốc té gãy chân, lại không nghĩ rằng có quan hệ tới Địch Hỏa Địch Thiên. Ha ha. Lục Linh nhìn Địch Hỏa Địch Thiên cúi đầu không dám nhìn nàng, nhẽ nhàng nói, "Năm năm trước ta lên núi hái thuốc, hai súc sinh này lại muốn cưỡng gian ta. Nếu không phải ta nhảy xuống núi, trinh tiết của ta đã bị bọn hắn hủy." Lục Ly, "Đệ biết hai gia hỏa kia biến thái cỡ nào không?" ta nhảy xuống núi, gãy chân, bọn hắn vẫn không buông tha ta. Nếu không phải ta dùng chủy thủ cắt 5 miếng thịt ở bắp chân, ăn sống từng miếng, dọa lùi bọn hắn, sợ là ta đã không về được. Uệ! Đột nhiên địch hỏa không người nôn mửa, rất nhiều thanh niên sắc mặt đại biến, có cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Ăn thịt của mình, nữ nhân này quả nhiên là người điên. Gương mặt của địch thiên cũng buồn nôn. Hắn và địch hỏa mãi mãi sẽ không quên sự tình 5 năm trước. Lục Linh mỉm cười cắt thịt, nuốt vào từng miếng từng miếng, bờ môi nhỏ máu, nụ cười say lòng người. Hình ảnh kia khiến địch thiên gặp ác mộng 5 năm, năm. Địch hỏa, địch thiên. Con mắt của lục ly đỏ như máu, lục linh chưa từng nói việc này cho hắn. Bộ lạc không người nào ưa hắn, càng không có khả năng nói chuyện này cho hắn, đoán chừng việc này người biết cũng không nhiều. Nhìn đám lão cẩu ra vẻ đạo mạo kia đi. Lục Linh chỉ lão nhân cụt tay, nói tiếp, ta trở về chữa thương, chân lại què. Ta tới tìm địch bá và đám người này đòi công đạo, để biết bọn hắn nói như thế nào không? Bọn hắn nói người trẻ tuổi không hiểu chuyện, có thể tha thứ, cho ta 10 chiếc vàng lá trở về dưỡng thương, ngay cả một lời xin lỗi cũng không nói một câu. Con mắt của Lục Ly muốn phun ra ửa, xém chút bị cứng gian, một thiếu nữ xinh đẹp biến thành người thọt, 10 chiếc vàng lá là có thể đền bù sao? Sắc mặt đám lão nhân kia lúng túng, nói ra việc này ở trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ cũng rất xấu hổ. Lão nhân cụt tay nghĩ nghĩ nói, Lục Linh, chuyện năm đó đích thật là địch hỏa và địch thiên không đúng. Nhưng hôm nay ngươi không nên giết người." Im miệng. Lục Linh cắt đứt lời nói của lão giả, khẽ quát, "Lão cẩu, vừa rồi thời điểm địch hãn muốn cắt đứt chân của đệ đệ ta, muốn giết ta, ngươi ở chỗ nào? Nếu chúng ta không có chút thủ đoạn, giờ phút này nằm dưới đất chính là chúng ta. Nếu như chúng ta chết, có phải ngươi cũng sẽ nói bọn hắn trẻ tuổi không hiểu chuyện không?" Lão nhân cụt tay im lặng, Lục Linh tiếp tục nói, "Lão cẩu, đừng giả mù sa mưa. Năm đó ông ngoại của ta chết, ngươi cũng có phần đi." cái tay kia của ngươi là ông ngoại ta chém đứt đúng không? Mấy người các ngươi cũng đều có phần nha. Còn có địch bá, hắn chính là kẻ cầm đầu. Hoa, xung quanh xôn xao, không ít tộc nhân nghe được tin tức này đều biến sắc. Ông ngoại của Lục Linh Lục Ly là tù trưởng đời trước, mang theo một đám cường giả đi hàn băng thâm uyên làm việc, cuối cùng đều chết thảm. Hiện tại Lục Linh nói là địch bá và đám người lão nhân cụt tay làm. Nói hưu nói vượn, lão nhân cụt tay nổi giận giống to, hắn quát, không quan hệ tới lão phu, cũng không quan hệ tới chúng ta, ông ngoại ngươi chết đơn thuần là tự gây nghiệt. Ha ha. Lục Linh cười ha hả, thân thể mềm mại rung động, nàng nhìn Lục Ly nói, thấy không, hắn có tật giật mình. Lục Ly, về sau đệ có năng lực, nhất định phải tra rõ việc này, ai hại chết ông ngoại, một cái cũng không buông tha. Ừm. Lục Ly nặng nề gật đầu, hắn nhìn chằm chằm địch hỏa và địch thiên, sát ý không ngừng ngưng tụ, khí thế dần dần kéo lên, tựa như một bảo đao sắp ra khỏi vỏ muốn chém diệt hết thảy địch nhân. Không sai, địch nhân. Thời khắc này, Lục Ly đã xem tất cả mọi người trước mắt như địch nhân, địch hòa và địch thiên ở trong lòng hắn càng là người tất phải giết. Một cái cũng không buông tha. Lão nhân cụt tay hử lạnh, ánh mắt nhìn về phía đám người địch hòa, cười lạnh nói, tỷ đệ các ngươi nghĩ rằng hôm nay còn có thể sống đi ra bộ lạc sao. Ban ngày ban mặt giết chết địch hãn, còn phát rồi như thế. Nếu để tỷ đệ các ngươi đào tẩu, về sau địch long bộ lạc chúng ta sẽ không có ngày an bình. Địch Hỏa Địch Thiên, toàn bộ động thủ, chém giết hai tỷ đệ này cho ta. Chỉ bằng các ngươi? Lục Linh đùa cợt cười lạnh, nàng vác túi sách lên lưng, tay chống quải trượng nhìn Lục Ly nói, "Đệ đệ, cầm đao của đệ, mang theo tỷ tỷ giết ra ngoài, ai dám cản chúng ta? Giết." "Tốt, ai dám cản chúng ta? Giết." Lục Ly giống lên, thân thể ngăn ở trước người Lục Linh, từng bước một đi về phía trước. Địch Hỏa Địch Thiên cùng đám người lão nhân cụt tay chiến lực cường đại, nhưng giờ khắc này nội tâm của Lục Ly lại không có chút e ngại phía sau là tỷ tỷ thân nhất yêu nhất của hắn, hắn không có đường lui, hắn chỉ có cầm đao của mình, giết ra một con đường máu, lưỡi đao nhập xương không thể không chiến, gánh nước sưng hùng không bằng thì vong, giết, địch hỏa và địch thiên liếc nhau, sau khi lão nhân cụt tay xuất hiện, lực lượng hai người tăng nhiều, có một đám trưởng giả quan chiến, hai người có gì e ngại, không chém giết lục linh, hai người sẽ còn bị ác mộng quấn thân, không chém giết lục ly, về sau tuyệt đối là một đại địch mạnh mẽ, hậu hoạn vô tận giết mấy thanh niên điều động bất quá không dám áp sát quá gần lục linh nói tầm bắn của tác mệnh nỏ là 2 mét tốc độ tương đương một kích toàn lực của thần hải cảnh địch hãn cũng trốn không thoát bọn hắn thì càng không có khả năng địch lô lấy tấm chắn địch hỏa ra lệnh nơi sao một thanh niên lập tức chạy đi chỉ mấy giây đã vác năm tấm chắn bằng đồng về phân biệt ném cho địch hỏa địch thiên và hai thanh niên huyền vũ cảnh trung kỳ khác tay cầm tấm chắn lòng tin của đám người địch hỏa tăng vọt ngạo nghễ không sợ bao vậy lục ly lục linh. Lục ly mặt không đổi sắc, từng bước một đi tới, hai tay nắm chiến đao, không nhìn người ngoài, chỉ nhìn chăm chăm địch hỏa. Lục, ly, không cần phải để ý đến tỷ. Cứ việc động thủ, tỷ tỷ từng hứa dẫn ngươi săn bằng địch long bộ lạc, ngay ở hôm nay. Lục linh yêu kiểu nói, thân thể nàng đứng ở nơi xa, lục ly quát khẽ, thân thể bắn tới. Hai chân hắn nặng nề đạp mặt đất, khiến nền đá dưới đất nứt ra, thân thể hắn nhảy lên cao hơn một mét, mang theo xung lực to lớn đánh xuống tấm chắn của địch hỏa chết địch thiên động trường đao huyễn hóa ra đạo đạo đao ảnh như độc long cuốn về phía lục ly bất quá hắn vừa động đột nhiên cảm thấy không đúng tốc độ của hắn chậm đi mấy phần ầm um. một đao mang theo vạn quân lực của lục ly đập xuống tấm chắn tiếng kim thiết va chạm điếc tai tia lửa văng khắp nơi ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người địch hỏa mang theo tấm chắn bay ra ngoài cái này đám người lão nhân cụt tay chấn động kinh ngạc Địch hỏa là huyền vũ cảnh đỉnh phong, sắp đột phá thần hải cảnh, làm sao có thể bị lục ly không có huyền lực đánh bay. Hư, lục ly đánh bay địch hỏa, chân sau xoay chuyển, trường đao múa ngược đập tới đầu địch thiên. Địch thiên kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện tốc độ công kích của mình giảm mạnh, ở thời khắc sống còn, chỉ có thể dơ cao tấm chắn ngăn cản. Ẩm, ừ. giống như địch hỏa, địch thiên cũng bị đánh bay 7-8 mét, nặng nề đụng vào tường đất, tường đất ẩm vang sụp đổ, chôn sống địch thiên. Xảy ra chuyện gì? rất nhiều thanh niên vốn định vây công tới, nhưng đều bị hù dọa, lục ly ẩn giấu chiến lực sao? Hay thực lực của địch hỏa và địch thiên trở nên yếu đi? Huyền vũ cảnh đỉnh phong vận dụng huyền lực có vạn cân khí lực, cho dù lục ly có vạn cân cự lực, tranh lệch cũng không thể lớn như vậy. Huyền lực của ta nhiễu loạn, giống như chúng độc. Địch hỏa bò lên, khuôn mặt tuấn tú chảy đầy máu tươi. Hắn kinh nghi nhìn lão nhân cụt tay, hy vọng nghe được giải thích. Lão nhân cụt tay nhướng mày, âm thầm vận chuyển huyền lực, phát hiện huyền lực cũng hơi nhiễu loạn. Đôi mắt hắn chuyển động, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt quét về phía ngôi nhà đang cháy, quát khẽ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đúng, khói này có độc, có khả năng chính là tử thực thảo. Tử thực thảo? Tất cả mọi người đều nghe nói qua thứ này, đây là chủ liệu của huyền thực đan, huyền thực đan là độc đan có thể làm cho huyền lực nhiễu loạn. Ha ha, các ngươi phát hiện đã quá muộn. Lục Linh cười nhạt, ánh mắt lóng lánh giảo hoạt. Nàng không phải thật điên cuồng, mà đi tùy ý đốt nhà của mình không nói tự chặn đường lui, chỉ ít hủy đi kỷ niệm tuổi thơ của các nàng. Nàng làm như vậy tự nhiên là có mục đích, vì hôm nay nàng chuẩn bị rất lâu. Vốn định chờ sau khi lục ly thức tỉnh huyết mạch mới động thủ, không nghĩ tới địch hỏa địch thiên sớm trở về, nàng chỉ có thể phát động trước thời gian. Khói độc của tử thực thảo có thể làm cho huyền lực của võ giả nhiễu loạn, lục ly không có huyền lực, hơn nữa trước thời gian uống nước trà giải độc, đối phó một đám võ giả huyền lực nhiễu loạn, chiến lực giảm nhiều là có 7-8 phần cơ hội chấn áp lúc này lục ly cũng minh bạch hắn âm thầm cảm thán tỉ tỉ thông minh trong mắt hào quang vạn trượng mất đi huyền lực hùng hậu đám người này ở trong mắt hắn không chịu nổi một kích giết lục ly quát một tiếng cầm đao phóng về phía trước mục tiêu của hắn vẫn là địch hỏa tốc độ của hắn quá nhanh chỉ mấy hơi đã vọt tới trước người địch hỏa trường đao chém xuống đều động thủ giết hai rác rưởi này lão nhân cụt tay giận quát từ trong tay một lão nhân bên cạnh nắm qua một thanh cương đao dẫn đầu vọt về phía lục ly Đám người địch hỏa huyền lực nhiễu loạn, vì trẻ tuổi kinh nghiệm chưa tới, tạm thời không giữ vững được tâm thần, chiến lực giảm nhiều, nếu bọn họ không xuất thủ thì không ai có thể áp chế Lục Ly. Keng keng keng, chờ lão nhân cụt tay và ba lão giả chiến lực khá mạnh vọt tới, Lục Ly đã đánh xuống mười mấy đao, hai tay địch hỏa giơ tấm chắn, thân thể nửa ngồi, gắt gao chống đỡ. Ba, bất quá bị Lục Ly liên tục bổ mười mấy đao, tấm chắn cũng nhịn không được nứt ra, một phân thành hai. Địch hỏa nhìn thấy đao quang chém tới, sợ đến vội vàng lăn mấy vòng hiểm hiểm tránh thoát trường đao của lục ly lão nhân cụt tay và ba lão giả vọt lên bọn hắn là tộc lão của bộ lạc niên kỷ đều qua lục tuần bối phận giống như ngoại công của lục ly mặc dù đời này cảnh giới rừng ở huyền vũ cảnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không phải đám người địch hỏa có thể so bốn người xông lên lục ly cũng cảm thấy áp lực rất lớn đầy đề trời đều là đao quang mấy lần xém chút bị chém trúng hắn chỉ có thể lui trước nếu bị bốn người bao vây thì rất dễ thụ thương. một khi thụ thương, chiến lực sẽ giảm nhiều. ầm, ừ. bên kia địch thiên từ trong tường đất vọt ra, vừa vặn lục ly đang lui về phía hắn, hai người đã cách không xa. ánh mắt lục ly xoay chuyển, quay người lao về phía địch thiên, vung chiến đao bổ xuống. địch thiên bị tường đất trôn sống, bộ dạng chật vật không chịu nổi, trên người còn có vết máu ứ động. nhìn thấy lục ly, cầm đao bổ tới, hắn theo bản năng giơ trưởng đao lên đón đỡ. tốt lục ly rất thích người khác đón đỡ lập tức huy vũ trường đao liên tục bổ bảy tám đao lực lượng cường đại đánh bay chiến đao của địch thiên làm hai chân hắn quỳ trên mặt đất địch thiên trơ mắt nhìn trường đao của lục ly bổ tới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thời khắc cuối cùng lục ly lại không dám động thủ bởi vì một khi đao xuống địch thiên sẽ bị hắn chém giết nam nhi phải giết người lục ly giết địch thiên lục linh khẽ kêu trong mắt lục ly lóe lên hồng quang nhắm mắt vung chiến đao chém xuống Ầm, trường đao chém vào cổ Địch Thiên, một cái đầu lâu bay lên, nhiệt huyết tuôn ra, phun lên người Lục Ly. Lục Ly cảm giác trong tay ẩm ướt, mở mắt nhìn thấy một thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, lại nhìn thấy đầu của Địch Thiên lăn trên mặt đất, toàn thân không khỏi rung động, dạ dày nhộn nhạo, kém chút nôn ra. Địch Thiên! Bốn lão giả quát lên, lão nhân cụt tay càng giận không thể nuốt. Địch Thiên là cháu trai của hắn, hắn ngửa mặt lên trời gầm hét, "Lục Ly, hôm nay không giết ngươi, lão phu thể không làm người!" lục ly đừng lo lắng nếu không giết hôm nay tỷ đệ chúng ta sẽ chết ở chỗ này giết lục linh khẽ kêu lục ly đè xuống cảm giác nôn mửa ép buộc mình không nhìn thi thể của địch thiên ánh mắt quét về phía bốn lão giả sông đến có lẽ vì mới vừa giết người lệ khí tiềm ẩn nhiều năm trong thân thể lục ly triệt để bộc phát thân thể run rẩy của hắn nhanh chóng bình phục lục linh nói nhắc nhở hắn hôm nay hắn không thắng hai tỷ đệ đều phải chết nội tâm của hắn trở nên bình tĩnh trong đầu chỉ có một ý niệm cái kia chính là giết sạch tất cả địch nhân cản đường. Lão cẩu, muốn giết ta phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đã? Lục Ly quát khẽ, thân thể không lùi mà tiến tới, hai chân nhảy lên, tay nắm chiến đao chém xuống. Lão cẩu, ta bắn chết ngươi! Lục Linh cực kỳ phối hợp quát, lão nhân cụt tay theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Linh, lại phát hiện mình bị lừa, Lục Linh căn bản không có tới gần. Cũng bởi vì cái nhìn này, hắn đã mất đi cơ hội tránh né và phản kích, chiến đao của Lục Ly tới trước mắt hắn chỉ có nâng chiến đao lên đón đỡ không tốt ba lão giả theo sát đến thầm hô không ổn lão nhân cụt tay chỉ có một tay làm sao có thể chống đỡ được lục ly nắm giữ vạn cân cự lực quả nhiên lục ly chém bay lão nhân cụt tay trường đao cũng bị đập bay trước ngực xuất hiện một vết máu thật sâu có thể thấy được xương trắng lão nhân cụt tay có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng cảnh giới chỉ là huyền vũ cảnh tăng thêm huyền lực nhiễu loạn lại chỉ có một tay làm sao có thể chống đỡ được một kích toàn lực của lục ly tứ ca ba lão giả khác kinh hô lo lắng quay đầu nhìn thân thể của lục ly lại không ngừng nhấc đao chém tới lão giả cách gần nhất ầm um. lại một lão giả bị đánh bay lão giả này thảm hại hơn bả vai bị lục ly bổ trúng cánh tay xém chút rơi xuống hai lão giả khác lướt nhau chỉ có thể cắn răng liên thủ vọt tới hai người một trái một phải trường đao giống như rắn độc phân biệt khóa chặt tay trái tay phải của lục ly khiến cho lục ly được cái này mất cái khác lục ly vung đao đón đỡ hai lão giả kia phối hợp ăn ý kinh nghiệm chiến đấu phong phú mặc dù huyền lực nhiễu loạn nhưng công kích lại cực kỳ sắc bén mấy lần lục ly xém chút bị đánh trúng chỉ có thể vừa đón đỡ vừa lui lại lục ly ta muốn giết ngươi báo thù cho địch thiên địch hỏa từ đằng xa vọt tới mặc dù huyền lực của hắn nhiễu loạn sức chiến đấu đại giảm nhưng giờ phút này lục ly bị hai lão giả tấn công liên tiếp đã ngăn cản có chút gian nan hắn lại gia nhập ba người vây công sẽ rất dễ dàng đánh chết lục ly lục linh hơi nhíu mày chỉ là nàng không dám động bởi vì có ba thanh niên cầm tấm chắn ngăn ở trước mặt nàng mặc dù tên nỏ của nàng lợi hại lại không bắn thủng tấm chắn được nàng không động ba thanh niên kia cũng không dám động nếu nàng cưỡng ép đi chợ giúp lục ly ba người chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến báo thù cho địch thiên lục ly nghe được câu này nghĩ tới lúc thú chiều hắn dùng cổ quan đập bay hồng lân ưng nội tâm bỗng nhiên khẽ động hắn công kích mấy đao tạm thời bức lui hai lão giả sau đó thân thể nhảy vào tường đất sụp đổ tiếp sau đó hắn ở trong vô số ánh mắt nổi giận sách thi thể của địch thiên quay lại một tay vung thi thể của địch thiên tay còn lại thì vung chiến đao bổ tới hai lão giả trợn tròn mắt hai người đã qua tuổi lục tuần kịch chiến vô số lần nhưng còn là lần đầu tiên thấy đấu pháp như thế lục ly dùng thi thể cháu trai của bọn hắn làm tấm thuẫn ngươi bảo bọn hắn làm sao công kích khinh nhờn di thể lục ly không sợ lệ quỷ quấn thân sao cái này Lục Ly là thật không sợ, bằng không hắn cũng sẽ không đi kéo quan tài. Bị Lục Linh ảnh hưởng, hắn không sợ quỷ thần, giờ phút này chỉ muốn giết người, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ầm. Địch Hỏa và hai lão giả không dám loạn công, Lục Ly lại không. Hề cố kỵ, hắn đánh bay một lão giả, còn chém đứt tay đối phương. Máu tươi tung tóe, văng đầy mặt của Địch Hỏa. Hắn thừa dịp Địch Hỏa chưa tỉnh hồn, trở tay chém lên đùi đối phương một đao địch hỏa sợ đến lăn vòng né tránh lão giả còn lại không dám công kích nhanh chóng lùi về phía sau hiện trường bị lục ly khống chế trốn nhìn thấy lục ly đằng đằng sát khí vọt tới địch hỏa sợ hãi hắn cũng không muốn giống như địch thiên biến thành một thi thể không đầu hắn nổi giận gầm lên một tiếng địch lô bắt lục linh nếu không chúng ta đều sẽ xong đời thừa dịch lục ly bị phân tâm địch hỏa không để ý bắp đùi chảy ra máu tươi khập khẽnh chạy như bay nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa Lục Ly giận dữ nhưng không dám truy sát, xung quanh nhà cửa nhiều như vậy, muốn tìm được địch hỏa cần thời gian. Nhiều võ giả như vậy, vạn nhất Lục Linh bị thương hoặc bị giết thì làm sao bây giờ? Hắn nhìn thấy ba người địch lô ngăn ở trước mặt Lục Linh, dáng vẻ có chút dục dịch, không để ý tới lão giả còn lại, hắn ném thi thể địch Thiên lao đến, phẫn nộ quát, cút ngay, nếu không chết. Bởi vì Lục Ly vung vẩy thi thể địch Thiên nên toàn thân đẫm máu, tăng thêm ngay cả mấy tộc lão cũng bị thương, còn giết địch Thiên ở trong mắt đám người địch lô, giờ phút này hắn giống như ma vương giết người, bị hắn giống to liền vội vàng thối lui. Lục Ly lao nhanh đến bên người Lục Linh, dùng tay đỡ lấy nàng, ánh mắt liếc nhìn tộc nhân ở phụ cận, lạnh lẽo nói, tỷ tỷ, chúng ta đi, ta xem ai còn dám cản chúng ta. Được, đi thôi. Lục Linh nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lục Ly, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo và vui mừng. Khuôn mặt xinh đẹp giống như đóa hoa nở rộ, đẹp đến nổi làm người lóa mắt. Địch bá mang đi tất cả võ giả trưởng thành của bộ lạc, ngay cả võ giả hơn 50 tuổi cũng mang đi. Dù sao lần này đi càng nhiều người, đạt được tiền thưởng sẽ càng nhiều, địch bá cho rằng đi vào ngoài hàn băng thâm uyên đóng giữ sẽ không có chút nguy hiểm. Từ đó trong bộ lạc chỉ còn lại một ít người già yếu và phụ nữ tàn tật, chiến lực cường đại nhất chính là đám người lão nhân cụt tay, tăng thêm địch hỏa địch thiên địch hãn mang về một vài người trẻ tuổi. Giờ phút này, địch hỏa mạnh nhất chạy trốn, địch hãn bị lục linh bắn giết, địch thiên bị lục ly chém đầu. Lão nhân cụt tay bị thương nặng, gần như hấp hối, còn có ba lão giả, một cái bị trọng thương, một cái bị chặt đứt tay, một cái khác bị dọa bể mật gần chết. còn địch lô và mười mấy người trẻ tuổi thì không dám nhúc nhích. toàn bộ võ giả của bộ lạc đều bị tỷ đệ lục linh lục ly dọa sợ. xa xa, rất nhiều lão bà tử, phụ nhân, phụ nữ trẻ tuổi càng sợ choáng váng. đây đều là nữ tử bình thường, không có sức chiến đấu, lá gan cũng nhỏ, rất nhiều người không dám nhìn. chỉ có mấy phụ nhân gào khóc, dọa đến đám hài tử sợ hãi chạy về nhà. Lục Ly một tay cầm đao nhỏ máu, một tay kéo tỉ tỉ, từng bước một tiến lên. Khóe miệng của Lục Linh ngậm lấy ý cười, tác mệnh nỏ ở trong tay áo thời khắc chuẩn bị phát xạ, dạ, tay còn lại chống quải trượng, khập khiễng đi về phía trước. Khóc cái gì? Lão nhân cụt tay chịu đựng đau nhức kịch liệt đứng dậy, hắn nhìn mấy phụ nhân giống lên vài tiếng, xung quanh lập tức an tĩnh lại, yên tĩnh giống như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có tiếng bước chân của tỉ đệ Lục Ly từng bước tiến lên, còn có thanh âm nhỏ máu trên thanh đao của Lục Ly rất nhanh lục ly đi tới trước người lão nhân cụt tay mấy lão giả khác sách đao lui đến bên này các lão nhân cụt tay không xa lục ly ngừng lại trường đao nâng lên chỉ lão nhân cụt tay nói lão cẩu ngươi có nhường đường hay không không nhường thì thế nào lão nhân cụt tay là nhân vật hung áp hắn trợn mắt nhìn chằm chằm lục ly nội tâm của hắn không phục nếu không phải chúng tử thực thảo chỉ bằng lục ly cũng có thể thương tổn được hắn hôm nay lục ly lục linh đại khai sát giới Máu nhuộm địch long bộ lạc, nếu như để hai tỷ đệ này dễ dàng rời đi, lão nhân cụt tay cảm giác quá mất mặt, ở trong bộ lạc tạo dựng uy vọng nhiều năm sẽ không còn sót lại chút gì. Hắn là thúc thúc của địch bá, địch bá không ở bộ lạc, hắn trở thành người dẫn đầu, nếu hắn lui, địch Hãn và địch Thiên sẽ chết vô ích. Không ừ. nhường thì ngươi đi chết đi. Lục Ly nổi giận gầm lên, buông tay lục linh ra, thân thể như báo phóng tới. Hắn đã giết đỏ mắt, nếu như đã giết địch Thiên, vậy thì không thèm để ý giết nhiều mấy người lục linh nói lão nhân cụt tay có thể là hung thủ giết chết ông ngoại bất luận có phải thật hay không nhưng lục linh xém chút bị cưỡng gian còn gãy chân trở về tìm lão nhân cụt tay đòi công đạo lại chỉ cho người chiếc vàng lá đuổi đi điểm này đã để lục ly không thể chịu đựng hôm nay hành động của đám người địch hỏa rõ ràng cho thấy là được trưởng bối bày mưu đặt kế vừa rồi lão nhân cụt tay muốn giết hắn giờ phút này muốn ngăn đường không cho bọn họ rời đi cái kia chính là địch nhân rồi đối đãi địch nhân lục linh nói nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình. Giờ phút này trong đầu lục ly cũng chỉ có bốn chữ này, hắn bắn tới, trường đao huyễn hóa ra từng đạo đao mang, hung hăng bổ về phía lão nhân cụt tay. Keng, tiếng nổ trầm muộn vang lên, lão nhân cụt tay bị thương, huyền lực nhiễu loạn làm sao có thể chống đỡ được, trường đao bị đập bay, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt của lục ly băng lãnh như dã thú, thân thể bước nhanh đuổi theo, trường đao dơ cao, thời khắc chuẩn bị bổ xuống, hắn nhìn lão nhân cụt tay giống lớn, nhường hay không, lão nhân kia cũng là nhân vật hung ác, hắn cắn răng quát, không nhường, tiểu dã chủng, có gan ngươi giết ta. Bá Nhi đã là trưởng lão ngoại đường của triệu gia, chờ hắn trở về, tỷ đệ các ngươi sẽ bị chém thành muôn mảnh, phơi thầy hoang dã. Chết! Lục ly giống lớn, trường đao nặng nề đánh xuống, đánh lão nhân cụt tay bay hơn 10 mét, ngực bắn ra máu tươi, đã bị mở ngực mổ bụng, không sống được nữa rồi. Tứ ca! Mấy lão giả khác đều kinh hô vây lại, lục ly quay đầu nhìn lục linh, nàng lập tức đuổi theo. Lục Ly sách theo trường đao nhỏ máu, từng bước một đi về phía trước, thời điểm cách thi thể của lão nhân cụt tay một trượng, hắn ngừng lại, trường đao chỉ đám lão nhân xa xa nói, các ngươi đều lớn rồi, sống không được mấy năm, hôm nay ta không muốn giết người nữa, nhường đường. Năm sáu lão giả quay đầu nhìn Lục Ly, ánh mắt oán độc và cừu hận, bất quá không có người nào dám nói chuyện, càng không có người dám động thủ. Ta tiến lên mười bước, không nhường đường, đừng trách ta vô tình. Lục Ly từng bước một đi đến, sát khí trong mắt càng lúc càng đậm thời điểm đi năm bước rốt cục có người sợ một lão giả lui qua một bên có người dẫn đầu những người còn lại nhao nhao bắt trước ai cũng không muốn chết giờ phút này đã không người là đối thủ của lục ly chỉ có thể chờ địch bá về báo thù rửa hận bất quá còn có một lão giả không lui là người bị lục ly chém đứt tay hắn là đường đệ của lão nhân cụt tay lão nhân cụt tay bị giết ánh mắt hắn đỏ bừng không chỉ không lui ngược lại giống giận vọt về phía lục ly lão thất mấy lão giả khác kinh hô Lục ly nổi giận phóng tới, nhắc đao nặng nề bổ xuống, lực lượng vạn cân gia trì, lão giả đã bị thương làm sao có thể chống đỡ được. ầm, Cả người lão giả bay ra ngoài, nửa người bị đánh đến máu thịt be bé bét, lại chết một người. Còn có ai? Lục ly dương đao, mắt lạnh liếc nhìn phụ cận, giờ khắc này hắn triệt để hóa thân thành sát nhân cùng ma, hôm nay ai còn dám chặn đường, hắn tuyệt đối sẽ giết chết. Hoàn toàn câm như hến, rốt cuộc không ai dám đứng ra, có thanh niên thậm chí sợ đến hai chân run rẩy nhìn lục ly giống như nhìn lệ quỷ. Lục ly nhẹ nhõm dẫn lục linh xuyên qua đám người, đi đến trước cửa bộ lạc, mới vừa đi ra ngoài, đằng sau lập tức chuyển đến tiếng mắng chửi. Lục ly, người phát rồ, người chết không yên lành. Hai tiểu tạp chủng, chờ tộc trưởng trở về, coi như các người bỏ chạy tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ chém bọn người thành muôn mảnh. Đúng, lập tức phái người đi tìm tộc trưởng, nhất định phải chém bọn hắn thành 18 đoạn. Hai tạp chủng đáng giết ngàn đao từng tiếng mắng chửi truyền đến, còn có mấy lão bà tử tê tâm liệt phế la khóc. Lục Ly nhướng mày dừng bước lại, nhìn đằng sau một cái, nhưng không có lên tiếng. Lục Linh nhìn đám người một cái, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi Vũ Lăng Thành, các ngươi có thể bảo địch bá đi Vũ Lăng Thành tìm chúng ta báo thù. Hôm nay tỷ đệ chúng ta giết người, nếu bộ lạc các ngươi có thể giết chết chúng ta, này là bản lãnh của các ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không oán hận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé còn nữa chúng ta sẽ đi điều tra sự tình của ông ngoại ta năm đó nếu thật có quan hệ tới bộ lạc các ngươi tất cả người tham dự vào ta cam đoan một cái cũng sẽ không lưu lại mặt khác đối đãi lục thúc công thật tốt nếu ai dám giận cho đánh mèo chỉ cần tỷ đệ chúng ta không chết ngày sau tất diệt toàn gia của hắn sau khi lục linh nói xong quay người chống quải trượng bước đi lục ly vội vàng đỡ lấy nàng rời đi mọi người đều cảm giác toàn thân rét run trước khi lục linh nói bọn hắn có thể coi như trò đùa nhưng hôm nay qua đi, không ai còn dám khinh thường nữ tử này nữa, còn có lục ly không tu luyện ra huyền lực kia. Nhìn hai tỷ đệ đi xa, một lão giả trong mắt chảy xuống lão lệ, mặt mũi tràn đầy hối hận thì thào, họa hôm nay, chính là kiếp số. Chúng ta vốn không nên đối đãi tỷ đệ bọn hắn như thế, năm đó lại càng không nên làm ra chuyện tài đình kia. Con gái của lục nhân hoàng, làm sao có thể là phế vật được? Lão thập nhất, ngươi nói bậy bạ gì đó. Một lão giả khác khiển trách, hai tiểu tạp trùng này là bạch nhãn lang, năm đó chúng ta nên chảm thảo trừ căn nếu không sẽ không có họa hôm nay việc này chỉ có thể mau chóng đi thông tri tộc trưởng lập tức đuổi giết tỷ đệ bọn hắn trong vũ lăng thành không thể động võ tiến vào thành sẽ rất phiền toái sợ cái gì một lão giả hử lạnh vũ lăng thành đúng là không thể động võ đây là quy củ liễu gia lập xuống nhưng lúc này không thể so với ngày xưa liễu gia gặp phải tai kiếp thực lực đại tổn hiện tại triệu gia đã có thể chống lại liễu gia bá nhi là trưởng lão ngoại đường của triệu gia Muốn chém giết tỷ đệ bọn hắn không phải dễ như trở bàn tay sao? Đúng đúng đúng. Một lão già gật đầu nói, sau đó nhìn đám người địch lô quát, mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức đi tìm tộc trưởng bẩm báo, bảo hắn phái người truy sát hai tạp chủng kia. Vâng. Địch lô mang theo hai người phóng đi, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về hàn băng thâm uyên. Trong hoang dã, lục ly cõng lục linh lao nhanh, vừa rồi không có cảm thấy cái gì, hiện tại lục ly lại cảm giác cả người rét run. Hắn giết ba người, này là lần đầu tiên giết người, hắn cảm giác đầu óc có chút quay cuồng. Lục Linh cũng không có an ủi hắn, bất kỳ võ giả nào cũng cần trải qua cửa này, Lục Ly cần tự mình hóa giải vấn đề trong lòng. Trên thực tế mặc dù Lục Linh một mực biểu hiện bình tĩnh, nhưng nói thế nào nàng cũng là một nữ tử yếu đuối, nội tâm cũng khó có thể bình phục. Hai tỷ đệ trầm mặc lao nhanh ở trong sơn đạo, trên đường quả nhiên rất an toàn, hai người chạy hơn 20 dặm cũng không có gặp bất kỳ một con huyền thú hay dã thú nào nghỉ ngơi một lát đi bên kia có con sông đi tắm rửa thay quần áo nếu không làm sao vào vũ lăng thành lục linh mở miệng nói lục ly tỉnh ngộ lại chạy về phía sông nhỏ hắn để lục linh xuống bên bờ sông vốc nước lạnh lên rửa mặt lục linh từ trong bao lấy ra một bộ áo bò sạch sẽ đưa qua nhẹ nhàng nói có phải cảm thấy rất khó chịu không đây là quá trình nhất định phải trải qua ở bắc mạc chính là tàn khốc như vậy một khi đệ bước vào cánh cửa võ đạo thì không thể quay đầu hoặc thẳng tới mây xanh, hoặc chôn xương hoang dã, đệ không có con đường thứ ba. Hôm nay đệ không giết bọn hắn, chết chính là chúng ta." Lục Ly thở ra một hơi dài, quay đầu miễn cưỡng cười một tiếng, gật đầu nói, "Tỷ tỷ, đệ hiểu, tỷ không cần lo lắng." Lục Ly cởi trường bào, nhảy xuống sông rửa sạch người, sau đó lấy áo bào thay đổi. Lục Linh lau vết máu trên người, ánh mắt nàng nhìn về phía Tây Bắc nói, "Đi thôi, mau chóng tới Vũ Lăng thành, vào thành sẽ an toàn hơn rất nhiều." đám người địch bá ở hàn băng thâm uyên coi như nhận được tin tức lập tức truy sát thời gian ngắn cũng đuổi không kịp đương nhiên vẫn phải cẩn thận một chút hiện tại địch bá là trưởng lão ngoại đường của triệu gia phải lập tức tới vũ lăng thành gia nhập liễu gia liễu gia là bá chủ của vũ lăng thành nếu lục ly gia nhập liễu gia địch bá muốn động hắn cũng phải suy nghĩ một phen lại nói lục ly sắp thức tỉnh huyết mạch tu luyện huyền lực đến lúc đó nhất định sẽ được liễu gia coi trọng trừ khi địch bá muốn bị liễu gia truy sát bằng không sẽ không dám tìm hắn gây sự. Nghĩ tới đây, lục ly hơi buông lỏng, cõng tỉ tỉ nhanh chân chạy đi. Trên đường rất an toàn, cũng không có huyền thú gì, xem ra thú triều đã bị chấn áp rồi. Vũ lăng thành cách địch long bộ lạc hơn trăm dặm, đường núi khó đi, cũng may tốc độ của lục ly rất nhanh, cõng lục linh chạy đến lúc xế chiều thì tới ngoại thành. Lục ly tới vũ lăng thành rất nhiều lần. Trước kia hắn săn giết dã thú, đạt được linh tài đều sẽ đến Vũ Lăng Thành bán, coi như quen thuộc nơi này. Vũ Lăng Thành là quận thành, quản lý 10 tiểu trấn và gần trăm bộ lạc phạm vi ngàn dặm, trăm vạn nhân khẩu. Thành trì rất lớn, chiếm diện tích 10 dặm. Bên ngoài có tường thành nguy nga cao ngất, giờ phút này trên tường thành còn có thành vệ quân, người mặc chiến giáp màu đen của Liễu gia, uy phong lẫm liệt. Ngoài cửa thành có mấy thành vệ quân kiểm tra người đi đường ra vào, Lục Ly để tỉ tỉ xuống, dắt tay Lục Linh đi vào nội thành. Chờ một chút, Lục Linh từ trong bao lấy ra lụa trắng che mặt, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng từng đưa tới rất nhiều tai họa, chân cũng vì vậy mà què tới vũ lăng thành nàng càng không muốn gây chuyện dừng lại hai quân sĩ đi tới có chút đề phòng nhìn lục ly nói vì sao trên người ngươi có mùi máu tươi nồng đậm như vậy mặc dù rửa sạch nhưng mùi máu tươi trên người lục ly vẫn rất nồng nặc những hộ vệ này thường ở trên vết đao liếm máu vừa ngửi liền cảm giác được lục ly chắp tay nói bẩm đại nhân ở nửa đường ta đánh chết mấy con dã thú nhiễm chút máu tươi ta gọi lục ly liễu vũ đại nhân và di tiểu thư đều biết ta cây đao này là di tiểu thư đưa cho ta lục ly cầm chiến đao đưa tới bọn nhìn thoáng qua liền không còn cảnh giác trên chiến đao có tiêu ký của liễu gia lục ly có thể nói danh tự của liễu vũ và di tiểu thư hẳn sẽ không có vấn đề lục ly thu hồi chiến đao nghĩ nghĩ lại hỏi đại nhân di tiểu thư có ở trong thành không nàng bảo ta tới vũ lăng thành tình nàng di tiểu thư hộ vệ nhướng mày lắc đầu nói hôm qua di tiểu thư dẫn người đi hàn băng thâm uyên không ở trong thành không xong lục ly biến sắc di tiểu thư không ở đây hắn làm sao gia nhập liễu gia không gia nhập liễu gia địch bá dẫn người truy sát đến hắn làm sao ngăn cản trước vào thành đi lục linh nhẹ giọng nói lục ly chỉ có thể mang theo nàng đi vào nội thành sau khi vào thành lục linh nói vũ lăng thành không cho phép động võ đây là quy củ do liễu gia định coi như khá an toàn bất quá chúng ta vẫn phải tới liễu gia nhìn xem nếu như có thể lập tức gia nhập liễu gia vậy thì không còn gì tốt hơn Lục Ly biết Liễu gia ở đâu, ở trong phủ đệ lớn nhất của Vũ Lăng Thành. Hắn gật đầu dìu Lục Linh đi, Lục Linh đi một chút, lại mở miệng nói, "Lục Ly, nếu như có thể gia nhập Liễu gia, ngươi phải lựa chọn trở thành khách khanh của Liễu gia, không thể gia nhập ngoại đường." "A?" À, Lục Ly sờ lên đầu, có chút không hiểu ý tứ của Lục Linh. Hắn vẫn hiểu một ít về đại gia tộc, Liễu gia, Triệu gia, Lỗ gia thậm chí tất cả đại gia tộc của Bắc Mạc, quy cách đều không khác mấy. Đại gia tộc cơ bản đều chia làm nội đường, ngoại đường và khách đường. Nội đường là võ giả bản tộc, tài nguyên nhiều nhất, quyền thế lớn nhất, là lực lượng trung kiên nhất của gia tộc. Ngoại đường là mời chào cường giả bên ngoài, tỉ như Hồng lão và rất nhiều hộ vệ khác của Liễu gia, tất cả thuộc về ngoại đường. Bọn hắn phụ thuộc Liễu gia, thay Liễu gia làm việc chinh chiến, dựa theo thực lực địa vị và chiến công mà từ Liễu gia đạt được bổng lộc và tài nguyên đối ứng. Còn khách đường, người trong đó đều là khách khanh, trên danh nghĩa thuộc về gia tộc này hành động lại cực kỳ tự do. Bình thường không cần làm việc thay gia tộc, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới xuất động. Khách khanh ở các đại gia tộc địa vị khá thấp, có thể lấy được tài nguyên và bổng lộc vô cùng ít ỏi, trừ khi là khách khanh cường đại. Bởi vì khách khanh có thể rời khỏi gia tộc bất cứ lúc nào, cũng không bị ước thúc và quản chế. Vì vậy bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ không tốn số lớn tài nguyên bồi dưỡng khách khanh. Vạn nhất bồi dưỡng xong, hắn quay người phủi mông rời đi thì sao? Đây là còn chưa nói đối phương gia nhập gia tộc đối địch. Địa vị của khách khanh ở gia tộc cực kỳ thấp, nếu như Lục Ly gia nhập Liễu gia trở thành khách khanh, Liễu gia không có khả năng coi trọng Lục Ly, càng không có khả năng bồi dưỡng hắn. Thậm chí, Lục Ly xảy ra chuyện, tỉ như địch bá muốn giết hắn, Liễu gia cũng có thể sẽ không giúp hắn. Lục Ly và Lục Linh ở Địch Long bộ lạc đại khai sát giới, đến Vũ Lăng thành vốn là tìm kiếm Liễu gia che chở. Hiện tại Lục Linh lại bảo hắn trở thành khách khanh, bảo Lục Ly làm sao có thể không nghi hoặc? Tỷ tỷ Lục Ly muốn giải thích, Lục Linh lại khoát tay nói, đệ không cần nhiều lời, ta biết lo lắng của đệ. Nhưng đệ nhất định phải nhớ kỹ, về sau đệ gia nhập bất kỳ gia tộc hay thế lực nào, đều chỉ có thể làm khách khanh, không thể gia nhập ngoại đường. Bởi vì đệ có chuyện trọng yếu hơn phải làm, không thể thời gian dài lưu lại ở trong những thế lực kia. Còn nữa, những tiểu gia tộc này, không xứng để đệ hiệu lực. Không xứng? Lục Ly kinh ngạc, hắn tính là gì a? À? Liễu gia có thể thu hắn đã không tệ rồi, Lục Linh lại còn nói không xứng đường đường bá chủ vũ lăng thành ở trong miệng lục linh lại là tiểu gia tộc đúng vậy không xứng lục linh chăm chú gật đầu nàng trầm mặc một chút mới nói thân phận của đệ rất bất phàm loại tiểu gia tộc này không có tư cách để đệ hiệu lực cụ thể về sau ta sẽ nói cho đệ biết đi liễu ra trước đi thân phận bất phàm lục ly sờ đầu càng không hiểu ra sao bất quá giờ phút này hắn không tiện hỏi nhiều chỉ có thể mang theo đề nghi hoặc tiến lên các con đường trong thành đều rất ồn ào bởi vì thú triều nội thành không quá bình tĩnh. Bất quá cường giả của các gia tộc siêu cấp ra tay, nghe nói thú triều bị chấn áp nên nội thành không có xuất hiện hỗn loạn quá lớn. Đi gần nửa canh giờ, Lục Ly rốt cục dẫn Lục Linh đi tới quảng trường phương Bắc, trước một phủ đệ xa hoa uy nghi. Đi đi, người không liên quan không được đến gần. Lục Ly và Lục Linh ăn mặc bần hàn, hơn nữa đều không phải võ giả. Hai hộ vệ liễu ra lập tức khu trục. Lục Ly đi lên chắp tay nói, tại hạ Lục Ly, di tiểu thư nói ta tới Vũ Lăng thành tìm nàng nàng nói có thể tiến cử ta gia nhập liễu ra đây là chiến đao mà di tiểu thư đưa cho ta lục ly cầm chiến đao đưa tới hộ vệ nhìn thoáng qua lại liếc nhìn lục ly vài lần khoát tay nói di tiểu thư không có nhà ba ngày sau mới trở về ba ngày sau ngươi lại đến đi ba ngày lục ly hơi biến sắc ba ngày sau sợ là địch bá đã dẫn người đánh tới vũ lăng thành rồi di tiểu thư không ở đây liễu vũ khẳng định cũng không ở trong thành dù sao cũng là thống lĩnh của ngân lang chiến đội lục ly nhìn lục linh Nàng nháy mắt ra hiệu Lục Ly rời đi trước, đi khách sạn nghỉ lại trước đã. Lục Linh chỉ một khách sạn xa hoa ở phía đông quảng trường, Lục Ly nhìn mấy lần, có chút ngượng ngùng nói, "Tỷ, khách sạn kia rất đắt, nghe nói một đêm tới 10 miếng vàng lá, chúng ta đổi nhà khác đi, mắc thì sao? Còn quan trọng hơn mạng sao?" Lục Linh lạnh giọng nói, "Khách sạn này ở phụ cận Liễu gia, rõ ràng là sản nghiệp của Liễu gia, coi như địch bá tìm đến cũng không dám làm loạn." ở ba ngày mà thôi, những năm này góp nhặt vàng lá xem như đủ dùng, đi thôi. Những năm này Lục Ly đánh chết không ít dã thú và huyền thú cấp thấp, tới Vũ Lăng Thành bán đổi lấy khá nhiều vàng lá, Lục Linh luôn bớt ăn bớt mặc, ngược lại tích chữ được chút tiền. Hai người đi tới khách sạn kia, tiểu nhị có chút hoài nghi nhìn hai người, thẳng đến Lục Linh từ trong bó móc ra một bọc vàng lá, hắn mới mặt mày hớn hở dẫn đường. Mở hai gian phòng tốt nhất, Lục Linh trở về phòng cất đồ xong, lại dẫn Lục Ly ra khách sạn ở trong một cửa hàng mua cho Lục Ly hai bộ võ sĩ bào hoa lệ, mình cũng mua hai bộ trường bào coi như xinh đẹp. Người đẹp vì lụa, đi liễu ra cũng không thể để cho người khác xem nhẹ. Lục Linh giải thích, trở về bảo Lục Ly tắm rửa sạch sẽ, thay võ sĩ bào mới. Sau khi Lục Ly thay xong, Lục Linh quan sát tỉ mỉ vài lần, gật đầu cười nói, quả nhiên là người đẹp vì lụa, tương lai đệ đệ ta có thể mê chết một đám tiểu thư đại gia tộc. Tướng mạo của Lục Ly có chút giống Lục Linh, ngũ quan duyên dáng hình thể hoàn mỹ, bất quá luôn ở trong sơn giã, nên làn da hơi thô ráp. Hiện tại mặc võ sĩ bảo hoa lệ, lập tức lộ ra tuấn tú phi phàm, giã tính trong xương khiến hắn lộ ra mấy phần thành thục, rất có nam nhân vị. Lục Linh thay trường bào mới, cũng đẹp hơn rất nhiều, đáng tiếc một cái chân bị què, khuôn mặt bị lụa mỏng che khuất, nếu không sẽ đẹp đến khiến người lóa mắt. Hai người xuống dưới đại sảnh ăn cơm, sau đó Lục Linh gọi Lục Ly trở về phòng. Sau khi trở về, Lục Linh từ trong bao lấy ra một ít thuốc bột màu trắng, để vào nước sạch quấy quấy, đưa cho Lục Ly nói, "Uống đi." "Đây là cái gì?" Lục Ly nghe được một mùi lạ, nghĩ tới nước trà buổi sáng Lục Linh cho hắn uống, hắn nhăn mày hỏi, "Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ lại chuẩn bị đốt nhà?" "Nơi này là sản nghiệp của Liễu gia nha." "Nghĩ gì thế?" Lục Linh chừng Lục Ly một cái, giải thích nói, "Đây là giải độc, uống cái này đệ có thể tu luyện huyền lực rồi." "A." À, Lục Ly nháy nháy mắt, sau đó tỉnh ngộ, khiếp sợ nhìn Lục Linh nói, "Tỷ, đệ không thể tu luyện huyền lực." là bởi vì chúng độc không sai lục linh cực kỳ khẳng định nói hơn nữa đệ chúng độc là ta tự mình hạ năm sáu tuổi ta liền hạ độc nếu không đệ đã sớm tu luyện huyền lực rồi cái gì lục ly chấn động ánh mắt kinh ngạc hắn không hoài nghi lục linh muốn hại hắn chỉ là không rõ vì sao lục linh lại làm như vậy mà thôi ta không hạ độc để đệ tu luyện ra huyền lực tỷ đệ chúng ta đã sớm chết rồi lục linh thở dài nói ta hoài nghi ông ngoại chết là do địch bá cùng mấy lão gia hỏa kia gây ra thời điểm đưa thi thể ông ngoại về ta rõ ràng nhớ kỹ ánh mắt địch bá nhìn tỷ đệ chúng ta có sát khí nếu không có lục thúc công chỉ sợ chúng ta đã bị chảm thảo trừ căn đệ suy nghĩ một chút nếu như từ nhỏ đệ liền tu luyện ra huyền lực thiên tư phi phàm sau khi lớn lên nhất định có thể trở thành võ giả cường đại đến lúc đó tra ra nguyên nhân ông ngoại chết có thể báo thù hay không địch bá làm sao có thể nuôi hổ gây họa một khi đệ tu luyện ra huyền lực tỷ đệ chúng ta chỉ có một con đường chết Ta từ trong cổ tịch mà phụ thân lưu lại, phát hiện một loại dược thảo, đồng thời còn tìm được, dược thảo này vô hại với người, chỉ là để ngươi không cách nào tu luyện giao huyền lực. Hiện tại giải độc, đệ có thể tu luyện giao huyền lực rồi. Lục Linh giải thích xong, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia Lục Linh nói sau khi hắn thức tỉnh huyết mạch, có thể lập tức tu luyện giao huyền lực, hắn còn tưởng huyền lực có quan hệ với thức tỉnh huyết mạch, hiện tại mới hiểu mình không cách nào tu luyện giao huyền lực, là bị tỷ tỷ dùng độc dược hạn chế. Hắn không chỉ không trách cứ Lục Linh ngược lại đau lòng nhìn nàng, nức nở nói, tỷ, những năm này khổ tỷ rồi. Từ nhỏ đã không có cha mẹ, Lục Linh 4 tuổi ôm Lục Ly trong tã lót, gian khổ sống sót. 4 tuổi biết cái gì? Có thể làm cái gì? Lục Linh còn phải đề phòng tộc nhân trảm thảo trừ căn. 14 tuổi xém chút bị người cưỡng gian, gãy chân, một người từ trong hoang sơn dã lĩnh bỏ về. Sau khi trở về còn không chỗ giải oan, tất cả đau khổ một người tiếp nhận, tất cả ủy khuất nuốt vào trong bụng, không nói với lục ly nửa câu, một người yên lặng liếm lắp vết thương. Không khổ. Trên mặt lục linh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của lục ly, nhẹ nhàng nói, lục ly, chúng ta là con cháu lục gia, người lục gia chảy mồ hôi chảy máu lại không thể rơi lệ. Chỉ có kẻ yếu mới sẽ rơi lệ, mới có thể phản nàn ông trời bất công, cường giả sẽ yên lặng tiếp nhận tất cả, dựa vào hai tay của mình dẹp yên chắc trở. Một người muốn cường đại, đầu tiên tâm của người nhất định phải cường đại, hiểu không? Ừm. Lục Ly nặng nề gật đầu, hắn nắm tay Lục Linh, trịnh trọng nói: Tỷ tỷ, đệ nhất định sẽ cố gắng trở thành cường giả, sẽ không để tỷ bị chút thương tổn vào ủy khuất. đệ nhất định sẽ tìm tới linh dược tốt nhất chữa lành chân của tỷ, đệ sẽ để tỷ được sống cuộc sống tốt. tin tưởng ta. Tỷ tin tưởng đệ, đệ đệ của ta tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả khinh thường bát phương. Lục Linh gật đầu, sau đó đưa ly nước qua nói: Nếu muốn trở thành cường giả, đệ trước giải độc tu luyện giao huyền lực đi huyền lực là căn bản của võ giả để tu luyện ra huyền lực gia nhập liễu gia sẽ đơn giản hơn rất nhiều vâng lục ly uống ly nước lục linh chờ hắn uống xong mới nói ngồi xếp bằng khu trừ tạp niệm tĩnh tâm cảm ứng huyền khí trong thiên địa hấp thu nhập thể ngưng tụ huyền lực lục ly ngồi xếp bằng khu trừ tạp niệm tiến vào trạng thái không linh toàn tâm đi cảm ứng huyền khí thiên địa trong thiên địa biện pháp tu luyện huyền lực rất đơn giản toàn bộ bắc mạc đều phổ cập chỉ cần tư chất không tệ đều có thể tu luyện ra huyền lực lục ly sớm đã biết phương pháp những năm này cũng thử rất nhiều lần chuyện được đọc bởi kênh haleji audio từ nơi sâu xa hắn cảm ứng được giữa thiên địa có một ít hạt lấm ta lấm tấm hắn biết cái kia chính là huyền khí lập tức thông qua minh tưởng lặng yên hấp dẫn bọn nó tới gần nhân thể trời sinh có lực hấp dẫn với huyền khí những lấm ta lấm tấm kia tới gần thân thể lục ly chui vào trong thân thể của hắn lục ly bắt đầu nghĩ biện pháp lưu lại những huyền khí kia ngưng tụ thành huyền lực Mới đầu vẫn giống như trước đây, căn bản không có cách ngưng tụ. Sau nửa canh giờ, trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một tia khí lưu yếu ớt, khí lưu kia chậm rãi chảy ở trong gân mạch, khiến toàn thân hắn cực kỳ thoải mái, tựa như uống rượu ngon. Huyền lực. Lục Ly mở to mắt, ngạc nhiên nói, "Tỷ tỷ, đệ tu luyện ra huyền lực rồi." Ha ha. Lục Linh không chút kỳ quái, nàng từ tốn nói, "Đệ là nhi tử của Lục Nhân Hoàng, nếu như ngay cả đệ cũng không thể tu luyện ra huyền lực, thì toàn bộ bắc mạc không người có thể tu luyện ra huyền lực. Lục Nhân Hoàng. Đây là lần đầu tiên Lục Ly nghe được danh tự này, hắn bị cái tên kia dọa sợ. Huyền Vũ, Thần Hải, Hồn Đàm, Mệnh Luân, Bất Diệt, Quân Hầu, Nhân Hoàng. Nhân Hoàng là hoàng giả trong nhân tộc, trong lịch sử Bắc Mạc, bất cứ nhân hoàng nào xuất hiện, đều có thể nhất thống Bắc Mạc, thành lập một vương triều cường đại, cương vực bát ngát dẫm ở dưới chân mình, ức vạn cường giả cúi đầu nghe lệnh, kia là trí tôn, tuyệt đại thiên kiêu trong nhân tộc, lại có người dám lấy tên là Lục Nhân Hoàng, hắn không sợ bị cường giả nghe nói sẽ phái người chém giết. Dù sao đây chính là phạm vào kiêng kỵ, khinh nhờ Nhân Hoàng chí tôn, thiên địa bất dung. Đừng nói lấy tên Lục Nhân Hoàng, cho dù có người vũ nhục các đời Nhân Hoàng, sợ là các đại gia tộc biết rõ cũng sẽ vạn dặm truy sát. Thân phận của đệ rất bất phàm. Lục Linh nghĩ tới Lục Linh từng nói, đột nhiên nội tâm dâng lên một suy nghĩ to gan. Chẳng lẽ hắn là nhi tử của cường giả Nhân Hoàng? Bất quá nghĩ lại, Trăm năm qua tựa hồ Bắc Mạc chưa từng xuất hiện cường giả nhân hoàng nha. Đừng suy nghĩ nhiều, Lục Linh nhìn thấy thần sắc của Lục Ly, đứng lên nói, chỉ cần đệ thức tỉnh huyết mạch, ta sẽ nói cho đệ biết tất cả. Hiện tại chúng ta nhất định phải đi thần miếu, nhìn xem khi nào có thể mở ra tế đàn huyết mạch. Chỉ cần thức tỉnh huyết mạch, Liễu gia nhất định sẽ xem đệ như tổ tông. Ngô, Lục Ly cảm giác bí ẩn trên người hắn càng ngày càng nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác Lục Linh không chịu nói. Cũng may hắn đã đến vạn cân cự lực. Tùy thời có thể thức tỉnh huyết mạch, nên không cần quá nôn nóng. Bất cứ lúc nào địch bá cũng sẽ dẫn người tiến vào Vũ Lăng Thành, mặc dù ở trong khách sạn của Liễu gia, Lục Ly cũng cảm giác không an toàn, hắn nhanh chóng đứng dậy theo Lục Linh ra ngoài. Thần miếu ở phía nam quảng trường, đối ứng với phủ thành chủ, tất cả thành trì đều có thần miếu, dùng để thức tỉnh huyết mạch. Tỷ tỷ, tỉ, thức tỉnh huyết mạch cần cái gì không? Tỷ như vàng lá. Vừa đi về phía thần miếu, Lục Ly vừa dò hỏi. Hắn hoàn toàn không hiểu thần miếu Trước kia chỉ ở xa nhìn mấy lần, bởi vì thần miếu một mực đóng chặt đại môn, thần thần bí bí, cảm giác có chút âm trầm kinh khủng, hắn không dám tới gần. Ở bắc mạc, tất cả võ giả đều muốn thức tỉnh huyết mạch, thành chiến sĩ huyết mạch cường đại nhất. đệ tử đại gia tộc, còn có thanh niên các bộ lạc đều muốn thức tỉnh huyết mạch. Nghe nói đám người địch hòa cũng tới thử qua. Lục Linh nghĩ nếu như ai cũng có thể đến, không cần bất kỳ điều kiện gì, người thần miếu sẽ không mệt chết chứ? Dù sao vũ lăng quận nhiều người như vậy cái gì cũng không cần." Lục Linh cực kỳ xác định nói, chỉ cần đệ có thể đẩy cửa chính của thần miếu ra, thì chứng minh đệ có hy vọng thức tỉnh huyết mạch, người thần miếu sẽ an bài đệ đi thức tỉnh huyết mạch. "A à nha." Lục Ly nhìn về phía miếu cổ, ngôi miếu này rất cổ xưa, lại không chút đổ nát. Thần miếu đen kịt, cửa chính có 6 cây cột lớn, phía trên điêu khắc minh văn thần bí, bốn vách tường cũng có minh văn thần bí, miếu thờ không lớn, khắp nơi lộ ra thần bí và quỷ dị. Bất luận kẻ nào đi ngang qua đều có thể nhìn thấy ngôi miếu này, người đi đường và võ giả trên quảng trường đều tập mãi thành thói quen, nên căn bản không ai chú ý và quan sát. Lục Ly dẫn Lục Linh từng bước một đi đến cách miếu thờ 10 mét, Lục Linh ngừng lại, mỉm cười cổ vũ Lục Ly, đi đi, mở ra cửa chính của thần miếu, thế giới mới sẽ lập tức rộng mở cho đệ. Lục Ly nhìn Lục Linh, lòng tin cực kỳ mãnh liệt, hắn chậm rãi đi đến thần miếu, người đi đường ở phụ cận bị Lục Ly hấp dẫn, nhìn thấy hắn lớn tuổi như thế, đều có chút đổ cợt. Huyết mạch thức tỉnh bình thường ở chừng 6 tuổi, những đệ tử đại gia tộc hoặc bộ lạc kia, hàng năm mỗi tháng đều sẽ tổ chức một nhóm hài đồng tròn 6 tuổi đến đây thức tỉnh. Nghe nói 6 tuổi là thời điểm thức tỉnh huyết mạch tốt nhất. Hàng năm Vũ Lăng Thành, có ít nhất mấy ngàn hài đồng tiến đến đẩy cửa chính của thần miếu, nhưng có thể vào chỉ vài người. Hơn nữa, những năm này coi như hài tử đi vào được, cũng không có thức tỉnh một người. Lục Ly đã 14-15 tuổi, lại còn vọng tưởng thức tỉnh huyết mạch không nhìn người đi đường lục ly kiên định đi đến cửa chính của thần miếu càng ngày càng nhiều người đi đường bị hấp dẫn toàn bộ đều quăng tới ánh mắt đùa cợt muốn nhìn lục ly làm trò cười đi đến cửa chính thần miếu nhìn hai đại môn đen kịt lục ly hít một hơi thật dài duỗi tay đẩy tới ông cửa chính sáng lên tựa hồ minh văn sống lại đại môn này rõ ràng có cấm chế nếu không người người đều có thể đẩy ra chi chi một thanh âm rất nhỏ vang lên hai cánh cửa lớn mở ra trong mắt lục ly lóe sáng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía lục linh, nàng khẽ gật đầu, tự hồ hết thảy đều ở trong dự liệu. Soạt, quảng trường lập tức xôn xao, một thiếu niên 14-15 tuổi lại còn có thể đẩy được cửa thần miếu, chẳng lẽ lúc hắn 6 tuổi không có tới thức tỉnh huyết mạch. Lục ly đúng là chưa từng tới, người địch long bộ lạc không có dẫn hắn đến, trước kia lục linh cũng không đề cập qua, chỉ nhắc hắn tôi thể. Xa xa xa, trong thần miếu vang lên tiếng bước chân. Một lão giả khô gầy chậm rãi bước tới, đi đến bên cửa lớn, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Ly, mở miệng nói, ngươi đẩy được cửa chính của thần miếu, thu được cơ hội mở ra tế đàn huyết mạch, nửa tháng sau có thể tới, đến lúc đó sẽ giúp ngươi mở nghi thức thức tỉnh, có thể thức tỉnh hay không, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Lão giả nói xong, nhẹ nhàng vỗ cửa chính, cửa chính chậm rãi đóng lại, Minh Văn không còn lập loài hào quang, khôi phục bộ dáng lúc đầu. Lục Ly giải bước đi trở về, rất nhiều người hiếu kỳ đánh giá hắn, bất quá lại không có ai đặc biệt để ý dù sao hàng năm hài đồng có thể đẩy ra thần miếu cũng không ít nhưng vô số người hy vọng đi vào cuối cùng đều thất vọng trở ra đừng nói huyết mạch tam phẩm trở lên coi như huyết mạch nhất phẩm cũng không có người thức tỉnh nửa tháng trở lại khách sạn sắc mặt của lục ly và lục linh đều rất ngưng trọng nửa tháng nhìn như rất ngắn nhưng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện kế hoạch ban đầu của lục linh là lục ly thức tỉnh huyết mạch cường đại coi như gia nhập liễu gia trở thành khách khanh cũng sẽ được coi trọng xem như tổ tông cúng bái bây giờ còn có nửa tháng địch bá tuyệt đối sẽ dẫn người đến vũ lăng thành trừ khi lục ly gia nhập ngoại đường của liễu gia nếu không liễu gia rất có thể sẽ không ra mặt giúp hắn gia nhập ngoại đường của liễu gia đây là sự tình lục linh tuyệt đối không cho phép nàng một đường trầm mặc trở lại khách sạn cuối cùng nói với lục ly lục ly ba ngày này đệ toàn lực tu luyện huyền lực tranh giành đột phá đến huyền vũ cảnh trung kỳ như vậy liễu gia mới có thể coi trọng đệ huyền vũ cảnh trung kỳ làm sao có thể trên trán lục ly tràn đầy hắc tuyến hắn mới vừa tu luyện ra huyền lực chính là huyền vũ cảnh sơ kỳ ba ngày để hắn từ huyền vũ cảnh sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ cái này xác định không phải là người si nói mộng địch hòa thiên tư tốt nhất địch long bộ lạc hắn từ tu luyện ra huyền lực đến đột phá huyền vũ cảnh trung kỳ hình như hao tốn ba năm còn địch hổ chín tuổi tu luyện ra huyền lực đột phá đến huyền vũ cảnh trung kỳ lại tốn hơn sáu năm lục linh lại muốn lục ly ở trong ba ngày hoàn thành người khác có lẽ không có cách nhưng để lại có khả năng lục linh từ trong bao lấy ra một quyển sách sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của lục ly xé tờ thứ nhất ra ở giữa trang sách kẹp một trang sách mỏng vàng óng nàng đưa qua trịnh trọng nói âm thầm ghi nhớ tâm pháp trong này sau đó lập tức hủy đi đây là phụ thân lưu lại trong mắt lục ly lóe lên hào quang những sách này đều là phụ thân hắn lưu lại trang sách kia khẳng định cũng vậy hắn nhận lấy liếc nhìn rất nhanh hô hấp trở nên gấp rút chiến thần đồ lục tầng thứ nhất trên trang sách chỉ có mười mấy chữ hơn nữa ghi chỉ là một tầng khẩu quyết danh tự cực kỳ bá khí phía trên mỗi một chữ nhỏ đều nắm giữ ma lực quỷ dị khó lường để cho nội tâm lục ly khuấy động huyết dịch sôi trào đây là pháp môn tu luyện đặc thù của lục gia chúng ta bất quá phụ thân chỉ để lại pháp môn tầng thứ nhất mặc dù là tầng thứ nhất lại đủ để đệ tu luyện tới hồn đàm cảnh đỉnh phong lục linh nghiêm mặt nói lục ly đệ nhất định phải nhớ kỹ thứ này tuyệt đối không thể ngoại truyền cho dù chết cũng không thể nói phụ thân đến cùng có lai lịch gì? Lục Ly đầu đầy nghi hoặc, nhìn tình huống Lục Linh là sẽ không nói, hắn chỉ có thể mang theo trang sách trở về phòng. Cẩn thận tính toán mười mấy chữ nhỏ trong trang sách, xác định nhớ kỹ toàn bộ, mới ném trang sách vào trong lò lửa đốt. Tu luyện. Lục Ly cố gắng bình phục tâm tình kích động, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, tu luyện huyền vũ cảnh rất đơn giản, giống như tu luyện huyền lực cơ sở ở Bắc Mạc người người đều biết. Bất quá, biết là một chuyện, có thể tu luyện ra huyền lực hay không? tu luyện nhanh chậm lại phải nhìn thiên phú. Bắc Mạc có một câu chí lý. Người thành công cần tám thành cố gắng, còn một thành thiên phú, một thành vận khí, trong đó hai thành cuối cùng lại quan trọng nhất. Thiên phú, chính là thể chất. Người tu luyện không ra huyền lực, làm sao có thể trở thành cường giả. Người khác ba tuổi có thể tu luyện huyền lực, năm sáu tuổi thức tỉnh huyết mạch ngũ lục phẩm, coi như người cố gắng cả đời cũng không bằng người khác tu luyện một năm. Lời này rất tàn khốc, nhưng lại là sự thật. Đương nhiên, chăm chỉ là cơ sở, coi như thiên phú lại cao. Nếu như không chăm chỉ cũng sẽ bị võ giả thiên phú thấp chăm chỉ đuổi kịp, không cách nào trở thành cường giả khinh thường bát phương. Tu luyện huyền vũ cảnh, một là tích lũy huyền lực, hai là thông qua huyền lực đả thông 12 chủ mạch. Sau khi đả thông 12 chủ mạch, huyền lực dồi dào, có thể quán thông tất cả kinh mạch, kia chính là huyền vũ cảnh đỉnh phong, có thể ngưng tụ thần hải, đột phá thần hải cảnh. Cảnh giới huyền vũ cảnh này rất khảo nghiệm thiên phú, cũng chính là thể chất. Đương nhiên, nếu như là đệ tử đại gia tộc, nắm giữ vô số tài nguyên, tỉ như từ nhỏ đã dùng dược thảo chân quý ngâm mình, dùng linh dược cải thiện thể chất, hắn tu luyện tự nhiên sẽ nhanh hơn. Thể chất tốt, thiên phú biến thái thể hiện ở hai điểm. Thứ nhất, tu luyện huyền lực cực kỳ nhanh, người khác tu luyện một tháng mới có thể tích lũy người sợi, hắn chỉ cần một canh giờ, đây chính là thiên phú biến thái. Còn có một điểm là kinh mạch, mỗi người lúc sinh ra, trong cơ thể đều có tạp chất, đều không tinh thuần trong kinh mạch lại có vật tắc nghẽn ảnh hưởng huyền lực lưu thông nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha